thần cấp ở dễ chương 301, ác ma Raymond. Hai tỷ sao, Diệp vô phong nhìn lâm thư âm, người kia gật đầu, tôi đã đem toàn bộ giấy tờ của Hoa Cường, dựa theo giá trị thị trường hiện tại tại thành phố Hoa Cường, thì phần tài sản này có giá trị ít nhất là 8 tỷ, thậm chí còn nhiều hơn. Ở đây có tài liệu đánh giá chuyên nghiệp, mộ dung nhân, anh có thể nhìn qua. Diệp vô phong mỉm cười nói, tốt, vậy đánh cược công ty Hoa Cường. Mộ dung hào giang, ông cũng phải đưa ra tiền đặt cược tương đương, nếu không, ông tự động nhận thua đi. Được, mộ dung nhân kiên quyết thách thức, tôi đang cầm tất cả tài liệu bất động sản cùng nhà xưởng của dòng họ mộ dung, 8 tỷ, không thành vấn đề. Cả hai bên đã chuẩn bị tài liệu và giao chúng cho ông Bốp, người được chỉ định đặc biệt để chủ trì trận chiến này. Sau khi kiểm tra kỹ càng, ông Bốp dõng dạc tuyên bố trận chiến giữa dòng họ mộ dung cùng công ty Hoa Cường có thể bắt đầu ngay bây giờ. Hai bên tách ra, Diệp Vô Phong nói, mộ dung hào giang, vừa rồi ông đã đề cập qua trận chiến sinh tử giờ ông lại không dám sao mộ dung hào giang cười lạnh chỉ là tôi không muốn cậu thua cược mà chết tôi muốn cậu chết không được tử tế ồ được thôi giờ bắt đầu đi diệp vô phong lạnh lùng nhìn mộ dung hào giang trận chiến này dù không động được tới gân cốt nhà họ mộ dung cũng có thể khiến mấy người chảy máu ha ha mộ dung hào giang cười điên cuồng diệp vô phong tôi muốn hoa cường của cậu từ nay thuộc về nhà họ mộ dung này Hải thần, phe ta ai đánh trước? Bát Tí Hải thần lạnh lẽo nhìn Diệp Vô Phong, "Họ Diệp kia, đội của cậu có ai thì gọi ra đấu đi." Diệp Vô Phong nhìn đông nhìn tây, Du Kinh Hồng nhanh nhẹn xuất hiện, chậm rãi đi tới, "Diệp Vô Phong, đừng lo lắng, tôi tới rồi." Audio điện tử Võ Tấn Bền. "A, à, Bát Tí Hải thần chấn động, Du Kinh Hồng, cô?" Raymond kích động, thấy Bát Tí Hải thần sợ Du Kinh Hồng như thế thì không hiểu vì sao một ả đàn bà thôi mà, sao ông lại sợ ả ta như thế?" Bát Tí Hải Thần nhỏ giọng nói với Raymond, người này có năng lực xuất chúng, giỏi hơn tôi gấp trăm lần. Raymond kinh ngạc nói, phụ nữ cũng có thể đánh nhau. Đùa nhau à, Hải Thần, hôm nay tôi muốn băm vằm ả ta ra 180 mảnh. Nói xong, gã sải bước tiến lên, ngoắc tay với Du Kinh Hồng, "Đến đây nào. Em yêu, anh hứa sẽ cho em cảm thấy thoải mái." Ha ha. Khốn nạn thân pháp du kinh hồng như thường, chậm rãi tới hướng Raymond, Raymond, hôm nay tôi sẽ cho anh mở mang kiến thức về võ thuật hoa hạ. Đó không phải thứ mà người phương Tây bọn anh có thể khinh thường. Raymond vì ăn nói ngông cuồng, nhưng khi bắt đầu chiến đấu gã lại hết sức cẩn thận, gã dùng hai quyền giò đối phương, cũng không vội đánh bại người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn này. Du Kinh Hồng đứng yên một chỗ, đây là điều tối kỵ trong cuộc chiến, nhưng cô không quan tâm, khinh thường nhìn Raymond. Đừng khinh địch, tên này ra dày, rất lợi hại. Diệp vô phong vội vàng nhắc nhở. Du Kinh Hồng chậm rãi lùi lại phía sau nửa bước, vẫn ung dung ngoái đầu nhìn Diệp vô phong, thoáng mỉm cười, yên tâm, tôi nắm chắc phần thắng. Diệp vô phong đương nhiên tin tưởng Du Kinh Hồng, kỹ năng của Du Kinh Hồng thực sự mạnh đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi. Ở Hoa Hạ, không có nhiều người có thể đạt tới đẳng cấp của Du Kinh Hồng, đừng nói tới phụ nữ, đàn ông cũng không có mấy người khổ người Raymond không quá đô con, dáng người thực sự mạnh mẽ, từng đường cong cơ bắp của gã không phải nhắc tới, nếu so với vận động viên thể hình thì gã lại có cơ thể càng cân đối và lợi hại hơn mấy lần. Điểm quan trọng ở chỗ, số cơ bắp của không như vận động viên thể hình, nhìn đẹp nhưng không dùng được. Mỗi một khối cơ bắp của Raymond có thể khống chế bằng ý nghĩ, có thể đạt độ xoắn một cách tự do mà không có bất kỳ chướng ngại nào. Đừng nghĩ Raymond kiêu ngạo và tàn độc như thế, Kỳ thực đó là kết quả của việc huấn luyện gian khổ, tới mức mà người bình thường không thể tưởng tượng ra được. Trước mặt người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn này, tuy gã tỏ ra xem thường, nhưng một khi gã bước vào trạng thái chiến đấu thì không hề khinh thường đối phương, đây là điều kiện đầu tiên mà gã luôn có thể chiến thắng trên sàn đấu. Gã tập trung tất cả tinh thần vào người phụ nữ nhỏ nhắn đáng sợ này, dù một cọng tóc của Du Kinh Hồng có lung lay, gã cũng có thể cảm nhận được trực giác nhạy cảm này mới là nguyên do khiến Raymond đạt được thành tích toàn thắng trong sự nghiệp của mình. Gã lập tức phán đoán ra thực lực cách biệt giữa hai người, nếu so sánh sức mạnh bản thân, Raymond thực sự chiếm ưu thế, nhưng Raymond lại nhìn ta được, dù lực chịu đòn của Du Kinh Hồng không bằng mình, nhưng người này lại có khí chất không rõ thuộc về cao thủ, khiến Raymond kinh hãi không thôi. Đây là một đối thủ mạnh mẽ. Raymond không biết vì sao mình lại có suy nghĩ này, nhưng đây chính là suy nghĩ trong đáy lòng của gã. Bởi vậy, Raymond hành động từng bước một cách thận trọng, không hề suy nghĩ ngạo mạn. Sự đối lập giữa hai bên thực sự quá rõ ràng, cánh tay của Raymond còn thô hơn phần vòng eo của Du Kinh Hồng. Cuộc chiến này giống như một con gấu đen đối đầu một chú trồn trắng nhỏ. Hừ, khi một quyền của Raymond đánh tới, Du Kinh Hồng quả nhiên nhẹ nhàng như tơ hồng, phiêu đẳng như lông tơ trước gió dưới quyền phong của Raymond mà di chuyển vậy mà cô có thể tránh khỏi nắm đấm sắt của Raymond. Đồng thời, thân hình nhỏ nhắn của cô xoay chuyển, hướng về cánh tay Raymond mà đánh một trường. Ha ha, nhột, Raymond cười to, cảm thấy một trường của Du Kinh Hồng đánh lên tay mình chỉ có cảm giác, ngứa, mà thôi, thực sự không có sát thương gì. Nhưng gã ra tay mấy quyền, đều có cảm giác có thể đánh trúng Du Kinh Hồng, nhưng cơ thể Du Kinh Hồng như mất đi trọng lực, ngay lúc gã thấy có thể động tới đối phương, Du Kinh Hồng lại có nhẹ nhàng né được, thậm chí lực lượng của nắm đấm như phiêu động trong gió đúng chính là cảm giác nhẹ nhàng phấp phơ trong cơn gió mỗi lần Raymond đánh một quyền Du Kinh Hồng liền nhẹ nhàng né tránh thậm chí cơ thể cô không hề tốn một chút sức lực nào nhưng mỗi một lần Raymond ra chiêu là dùng hết toàn bộ sức lực của mình 5 phút sau tốc độ ra tay của Raymond có phần trì trệ thể lực xuống dốc trầm trọng Diệp vô phong cực kỳ yên tâm với Du Kinh Hồng dù cô áp dụng chiến thuật nào Kết quả cuối chiến thắng vẫn thuộc về cô. Mộ Dung Hào Giang cùng Bát Tí Hải Thần dần dần cũng nhìn ra vấn đề, ngài Raymond, xin hãy cẩn thận. Lời nhắc nhở này được đưa ra dưới góc nhìn của người bên ngoài. Raymond cũng ý thức được vấn đề của mình, nếu cứ lãng phí thể lực như thế, cuối cùng cũng hết sức mà thua thôi. Bởi vậy, Raymond thay đổi trạng thái bình thường của mình và bắt đầu vào thế phòng thủ, làm gì chắc đó, không hề ra sức tấn công. Mộ Dung Hào Giang và Bát Tý Hải Thần đều đã xem video chiến đấu của Raymond đều cảm thấy buồn bực. Dù Kinh Hồng chưa ra tay, Raymond cẩn thận như thế làm gì? Những mỗi một động tác của Raymond vẫn tràn ngập lực lượng, làm cho người ta có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bốp, Dù Kinh Hồng lại ra một trường, đánh lên tay của Raymond. Dựa vào cảm giác lần trước, Raymond không quan tâm lắm, nhưng cánh tay lại thấy mát lạnh. Tiếp theo, một dòng máu ấm dần dần chảy ra cả dọc cánh tay. Trời à, chương 302, cái chết của Raymond. Chiến thuật mà Du Kinh Hồng sử dụng đương nhiên chính xác, ngay từ đầu cô không sử dụng phương thức mạnh đối mạnh, mà chơi trò hit and run. Hơn nữa lúc cô tấn công Raymond cũng không dùng hết toàn bộ sức lực của mình, cố ý chỉ dùng một phần mà không đụng tới 9 phần còn lại. Bởi thế, Raymond mới cảm thấy nhột. Nhưng hiện giờ, Du Kinh Hồng đã tiêu hao phần lớn thể lực của Raymond, đã hoàn toàn chiếm thế chủ động, cô không cần phải che giấu lợi thế của mình nữa. À, sau khi cánh tay của Raymond bị chảy máu, gã không hề để ý tới vết thương của mình, gã dùng miệng ngậm lấy vết thương, hút lấy một ngụm, lập tức miệng đầy máu, sau đó gã giữ tợn nhào tới, bộ dạng liều lĩnh không muốn sống. Điên cuồng mới chính là Raymond của bình thường. Thân pháp du kinh hồng vẫn nhẹ nhàng như cũ, Raymond sau khi bị thương thì phát điên, cũng không liên quan tới chiến thuật của cô. Đột nhiên, Raymond giơ hai tay ra muốn ôm du kinh hồng vào trong ngực có lẽ muốn siết chết Du Kinh Hồng. Nhưng Du Kinh Hồng lại không hề né tránh, dáng người nhỏ nhắn của cô ấy lao thẳng đánh tới ngực của Raymond. Sau đó, Diệp Vô Phong nhanh mắt chứng kiến thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của Du Kinh Hồng, khi cô hạ thấp người tiến vào trong ngực Raymond, đột nhiên dựng người lên, bóp một phát lâm thư âm ngược người lại, trong khi vòng tay của Raymond vẫn còn trên không chung, cô đã tự kéo mình tách khỏi Raymond. Lúc này, Raymond đã khép tay lại nhưng thời điểm gã khép tay thì đột nhiên phát hiện từ phần bụng đến trước ngực của gã đã bị du kinh hồng dùng dao rạch dọc lên một vết dao thật dài đẫm máu máu tươi chảy đầm đìa vô cùng thê thảm ô raymond không bao giờ tưởng tượng được mình có kết cục thảm hại như vậy trong trận chiến này mỗi một lần đánh chết đối thủ raymond có một cảm giác thoải mái không nói lên lời nhưng hiện giờ bản thân lại là người phải đối diện với cái chết vết thương máu trên ngực dù độ nông sâu khác nhau nhưng hầu hết khiến phần bụng được mở toang ra, dưới máu tươi đầm đìa chảy ra, thì phần ruột và nội tạng bên trong cũng lộ ra ngoài. Cảnh tượng bi thảm này khiến bạch nhạn phỉ, tiêu sắc cùng lâm thư âm vừa nhìn vừa nôn mửa không ngừng. Raymond tiến lên phía trước một bước, máu tươi chảy đầy đất. Học, gã quỳ dạp xuống đất, hai mắt trợn trừng, nhìn du kinh hồng với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Nỗi không cam lòng trong gã không thể nào diễn tả được bằng lời Thời điểm máu tươi chảy ra Raymond chỉ cảm thấy sức lực toàn cơ thể như bị cái gì đó rút sạch. Không còn cách nào đứng thẳng, sau khi quỳ xuống, Raymond không cam lòng nhìn Du Kinh Hồng, sau đó ầm ầm một tiếng, té nhào xuống đất, không hề cử động. Kẻ nổi danh giết người không gớm tay Raymond trên sàn đấu chợ đêm, cuối cùng lại chết dưới con dao của Du Kinh Hồng, hơn nữa lại kết thúc cuộc đời mình với cái chết cực kỳ thê thảm. Raymond, ngài bốp không thể ngờ được, kẻ tung hoành sàn đấu quyền anh dưới mặt đất như Raymond lại chết trong tay người phụ nữ châu Á nhỏ bé này. Gã điên cuồng gào lên một tiếng, con mắt đỏ ngầu, dù sao Raymond làm bảo vệ cho gã bao nhiêu năm như thế, đôi bên vẫn có chút cảm tình với nhau. Mộ dung hào giang cùng bát tí hải thần cũng khiếp sợ không hiểu nổi, Raymond cứ thế mà chết. Tám tỷ tiền đặt cược đó, chẳng lẽ họ cứ vậy mà thua sao? Su Kinh Hồng đứng trước xác chết của Red, sau khi giết chết Raymond, cô vẫn ở trạng thái thong dong thản nhiên nói Raymond đã thua, thì mạng cũng chết. Bob đè xuống sự đau đớn của bản thân, ảm đạm tuyên bố trận đấu này, Raymond thua. Rất nhanh có người kéo thi thể Raymond ra ngoài, hiện trường cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Bát tí hải thần cắn răng một cái, Diệp vô phong, cậu lên đi. Trận này hai ta đánh với nhau, tuy không chắc có thể đánh chết được Diệp vô phong, nhưng nhà họ mộ dung hiện giờ đâu có ai ngoài gã có thể đánh được với Diệp Vô Phong. Du Kinh Hồng thờ ơ nhìn bát tí hải thần, bát tí hải thần, tôi không ngại tiếp tục đấu với ông đâu. Bốp nói lớn, mỗi người một trận, không được chơi liền hai trận. Đây là quy tắc. Bát tí hải thần cũng cực kỳ sợ Du Kinh Hồng. Một chiêu vừa rồi của Du Kinh Hồng mặc dù nhìn tưởng chừng đơn giản nhưng muốn làm nhanh gọn, không chê vào đâu được như vậy trước mặt một cao thủ như Raymond thì cũng chỉ có Du Kinh Hồng, một chiến sĩ siêu cấp với kinh nghiệm phong phú mới có thể làm được. Nếu đổi thành người khác, một khi bị ôm lấy, vậy cũng phải đối mặt với kết cục gãy xương gần hết mà thôi. Đối với người lợi hại với cấp bậc gần như thần như Du Kinh Hồng, bát tí hải thần không có dũng khí đối mặt với cô. Bởi vậy, gã vẫn nhìn Diệp vô phong, hy vọng dưới tình huống thoát lực, chưa khôi phục được sức mạnh của mình, khiến gã có thể nhân cơ hội. Diệp vô phong nhìn thoáng qua Du Kinh Hồng rồi lắc đầu, đi lên phía trước, đứng trước mặt bát tí hải thần tầm 3 mét, chậm rãi hạ thấp người bát tí hải thần, mấy người đã thua một ván rồi, nếu như trận này thua nữa, thì trận thứ ba cũng không cần diễn ra đâu. Bát tí hải thần đứng tại chỗ, vận chuyển toàn lực, sau đó giơ hai tay lên cao, chậm trãi đè xuống, lạnh lùng nhìn Diệp vô phong, Diệp vô phong, trận này người thua chính là cậu. Mộ dung hào giang nói, hải thần, chỉ cần trận này ông có thể thắng, thì một nửa tài sản nhà mộ dung sẽ thuộc về ông. Mộ dung nhân hoảng sợ, nghi ngờ nhìn bố anh, rất muốn ông rút lại những lời vừa nãy. Tốt, quả nhiên tiền tại lay động được con người, bát tí hải thần vừa nghe xong thì tinh thần phấn chấn, thần sắc sáng láng hơn mấy phần cảm ơn ông chủ. Phút, bát tí hải thần rút ra một thanh đao ngắn, phần đầu dao hơi uốn cong, phần chuôi lại hơi kỳ lạ, lóe lên ánh sáng màu xanh, vừa nhìn cũng biết đây không phải là vũ khí tầm thường. Diệp vô phong cũng rút ra một thanh nguyễn kiếm từ thắt lưng, lay động trong gió, mềm mại như là nước mùa thu, tỏa ánh sáng lạnh, tay làm kiếm quyết, nhìn qua bát tí hải thần. Thực ra bình thường Diệp vô phong rất ít dùng binh khí, nhưng trận chiến hôm nay thực sự rất quan trọng, anh mới tìm tạm một nhanh nguyễn kiếm, mang trong người, chuẩn bị trong bất kỳ tình huống nào. Bây giờ thấy bát tí hải thần lấy vũ khí ra, anh mới quyết định sử dụng thanh nguyễn kiếm này. Chủ nhân của thanh nguyễn kiếm chính là tiêu sắc, Diệp vô phong đặc biệt tìm cô để mượn. Phút phút, bát tí hải thần múa đao, đem bản thân bao thủ trong ảo ảnh mà đao để lại, tiến lại gần chỗ Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong giơ thanh kiếm lên, khủy chân xuống, cổ tay đột nhiên cử động, mũi kiếm bắn ra ba đóa hoa mai, đánh tới chỗ bát tí hải thần. Keng, 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 đao kiếm chạm vào nhau, tiếng vang không dứt, tốc độ hai người nhanh tới cực kiểm, mọi người xung quanh nhìn tới hoa mắt. Đột nhiên tiếng đao kiếm dừng lại, thân ảnh của hai người cũng tách nhau ra, sau đó đứng yên một chỗ. Bát Tí Hải Thần đã sử dụng tốc độ cực hạn của mình, nhưng Diệp Vô Phong dường như vẫn có thể ngăn cản một cách nhẹ nhàng. Bát Tí Hải Thần cắn răng nói, hãy xem Đồ Long Đao Hải Thần của tôi. Đao pháp trong tay gã đột nhiên biến đổi, một lần nữa cuồn cuộn tiến tới, trong lưỡi kiếm đó chứa đựng một lực lượng hơi nước không rõ, áp đảo trời đất, nơi nào cũng có, cuốn tới chỗ Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cũng cảm nhận được sự công kích dày đặc vào tài tình của Đồ Long Đao trong lúc khẩn cấp không có phương án giải quyết tốt hơn, chỉ có thể dùng kiếm chống lại rồi từ từ lùi lại phía sau. chương 303, không dám quyệt nợ. Lúc này, Bạch Nhạn phỉ cùng tiêu sắc càng căng thẳng hơn, hai tay nắm lấy nhau, tập trung tinh thần cực độ. Lâm Thư Âm nhìn thấy bộ dạng của hai người cũng không cảm thấy lo lắng cho Diệp vô phong. Còn Tiêu Nghiêu Nhi thì nhìn trận chiến với hai mắt tỏa sáng, hưng phấn trà sát tay, không biết đã học được gì từ trận chiến này. Du Kinh Hồng kinh ngạc nhìn Tiêu Ngưu Nhi, bỗng nhiên ngâm một câu trong miệng, một âm một dương gọi là đạo, âm cực thì dương sinh, không cực thì thái lai, tiến lui tự động, công thủ giao nhau, đối phó với địch mà động, thuận theo đạo mới có thể bất khả chiến bại trên thế giới. Những người khác có chút bối rối, nhưng khi Tiêu Ngưu Nhi nghe xong thì ánh mắt càng sáng ngời, hai tay múa may. Du Kinh Hồng âm thầm cảm thán mộ tính của Tiêu Ngưu Nhi, cảm thấy giờ chỉ điểm cũng không có lợi gì nữa, vì thế cô ngừng nói. Nhưng chỉ vài câu nói nghe như đơn giản này của cô đã bao hàm toàn bộ nội dung mấu chốt trong trận chiến giữa Diệp Vô Phong cùng Bát Tý Hải Thần. Đặc biệt ở điểm mấu chốt, ai cũng không bàn mà lấy đạo lên làm đầu mới là câu giải thích đơn giản và hợp lý nhất. Nếu như Tiêu Nghiu Nhi thực sự hiểu được đạo đơn giản này, mới có thể một bước thông, vạn bước thông, tiến thêm được một bước, đi vào hàng ngũ cao thủ chân chính. Trang, trong lúc đó, hai tiếng vang lớn vang lên, đao kiếm của hai người vì kịch liệt va chạm lẫn nhau tạo ra một lực ma sát tới tóe lửa, sau đó cùng nhau đứt gãy. Vèo, hai người cùng nhau lùi lại phía sau, nhìn về phần đao và kiếm gãy còn lại trên tay, lắc đầu cười khổ và ném sang một bên. Chỉ trách hai người quá mạnh tay, mới khiến thanh đao kiếm không tệ một phát gãy đôi. Tiêu Nghiêu như sáng mắt, đây mới lực sự là công lực cực hạn. Anh biết chất liệu làm nên thanh nguyễn kiếm kia của Tiêu sắc trong tay cao thủ nó vừa sắc bén vừa bền bỉ, dù rất dễ uốn cong nhưng muốn làm gãy nó thì rất khó, cần đòi hỏi một sức mạnh cực kỳ lớn. Vậy mà lần này lại bị bát tí hải thần đánh gãy. Hơn nữa thanh đao trong tay gã cũng bị Diệp Vô Phong dùng nguyễn kiếm đánh gãy. Diệp Vô Phong triển khai chiêu thức thái cực quyền, thân pháp yêu nhã như nước chảy, chậm rãi hướng tới bát tí hải thần. Bộ pháp bát tí hải thần như tia chớp, hai tay vung lên, như quan âm nghìn tay, nhanh tới cực độ, Tấn công nhanh Diệp Vô Phong. Phốc phốc phốc, công kích của Bát Tí Hải Thần dày đặc như mưa gió, nện lên người Diệp Vô Phong. Mà thái cực của Diệp Vô Phong cũng không giống như người thường tốc độ chậm chạp mà nhanh đến mức có thể tạo ra tia điện, hơn nữa động tác nhỏ nhất cũng đều là thủ thế, chuyển xác hóa giải công kích của Bát Tí Hải Thần. Mỗi một lượt công kích chính là qua nửa phút, một công một thủ đem công lực phát huy tới cực hạn. Tâm tình Tiêu nghiêu Nhi dao động, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Hừ. Bát Tí Hải Thần đột nhiên thu cánh tay lại, thế mà dùng cả người va chạm với Diệp Vô Phong, như một tia sét, kèm lấy uy năng của sấm sét, đòn đụng cá voi. Tốt, đến, Diệp Vô Phong hơi tụ lực toàn thân, bắt đầu từ gót chân vặn vẹo eo rồi xoay hông, lấy một động tác cực kỳ cân đối, theo động tác mà bộc phát ra sức lực. Hình ý quyền, ai cũng biết loại chiêu thức này, nhưng muốn luyện hình ý quyền tới cực hạn thì cần phải cố gắng luyện tập trong thời gian dài, quan trọng hơn là không chỉ cần năng khiếu về sức mạnh, mà trong chiến đấu thực tế, cần phải sử dụng hợp lý, nếu không dưới tình huống lộ ra nhược điểm, rất dễ bị đối phương thừa cơ tấn công lại. Rầm, trong không khí đột nhiên xảy ra một vụ nổ nhỏ. Hừ, Bát Tí Hải Thần cảm thấy toàn thân chấn động, nhịn không được lùi lại về phía sau ba bước, nhưng vẫn không thể loại bỏ lực lượng từ Diệp Vô Phong, cả lục phủ ngũ tạng của gã cũng cảm nhận được chấn động không nhỏ. Từ ngực gã dâng lên một luồng máy tanh cổ họng nếm được vị ngọt ngọt, gã vội vàng ngậm miệng, cố nhịn xuống. Diệp vô phong cũng bị lực phản chấn từ bát tí hải thần, chấn động tới mức toàn thân tê dại một lúc, nhưng dù sao anh cũng trẻ tuổi, hơn nữa công lực cũng nhỉnh hơn đối phương, trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng, điều chỉnh hơi thở ngay tại chỗ, lẳng lặng nhìn bát tí hải thần đứng cách mình ba bước. Một người đứng nguyên tại chỗ, một người lại lùi về phía sau ba bước mộ dung hào giang cảm thấy trái tim mình run raymond bát tí hải thần sắp thua rồi sao lại tới trông một hơi thở ngắn dvo đã khôi phục bộ dạng như cũ thân ảnh nhoáng một cái xông thẳng vào trước mặt bát tí hải thần a à, bát tí hải thần dù sao cũng già rồi nội tạng vẫn phải chịu chấn động chưa kịp khôi phục lại thì diệp vô phong lại tới gã chưa kịp dồn sức mạnh của mình chỉ kịp dùng 6 phần công lực kết quả cơ thể của gã dưới lực va chạm của diệp vô phong bay ngược ra ngoài tận 3 mét mới rơi xuống đất. Này, Diệp Vô Phong càng đánh càng hăng, một lần nữa chạy tới, ý muốn đánh chết bát tí hải thần ngay tại chỗ. Dừng tay, Ngài Bốp bỗng nhiên hét lớn một câu, Diệp Vô Phong, cậu đã thắng rồi, không cần giết người. Diệp Vô Phong vốn đang dùng sức thì đột ngột thu tay, nhàn nhạt nói, Ngài Bốp, chúng tôi thắng. Bốp gật đầu, tôi là một người công bằng, tôi tuyên bố dựa theo thỏa thuận giữa hai bên, ba trận các người thắng hai vậy cuộc chiến này chấm dứt với chiến thắng thuộc về công ty Hoa Cường. Tiền đặt cược hoàn toàn thuộc về công ty Hoa Cường, Mộ Dung Hào Giang, ông có ý kiến gì không? Không có, Mộ Dung Hào Giang chán nản lắc đầu, chúng ta đi. Kết cuộc thảm bại như thế, cái giả phải trả cũng không phải lớn bình thường, 8 tỷ đó. Bốp cầm văn kiện về vật tư và máy móc trực tiếp đưa cho Lâm Thư Âm, quay người đi tới chỗ Mộ Dung Hào Giang, Mộ Dung Hào Giang, bảo vệ Raymond của tôi vì xuất chiến cho ông mà tử vong ông tính toán thế nào với việc này? Mộ Dung Hạo Giang giật mình, Raymond nếu đồng ý ra trận thì phải sớm biết sẽ nguy hiểm tới tính mạng, chẳng lẽ muốn tôi chịu trách nhiệm hay sao? Bob nói, tuy chúng ta không có giao hẹn trước, nhưng Raymond nếu đắp chết, tôi khẳng định phải chịu phí thương tổn tinh thần cho người nhà của cậu ta, ông cũng phải chịu trách nhiệm với tổn thất của tôi. chuyện này, ngài Bob phí thương tổn tinh thần cho người nhà Raymond là bao nhiêu. Mộ dung hào giang không tình nguyện, nhưng ông ta không dám đắc tội với ngài bốp cấp đại thần này. Ngài bốp mỉm cười nói cũng không nhiều, 20 triệu đô la Mỹ là đủ. Hả, nhiều như vậy, mộ dung hào giang xứ người, ngài bốp, chúng tôi không thể lấy được nhiều tiền như thế ngay bây giờ. Ngài bốp mỉm cười nói, không sao, ông có thể trả theo từng đợt, chỉ cần ký hợp đồng là được gã ra hiệu cho trợ lý của mình, ký hợp đồng với ngài Mộ Dung Hào Giang. Vâng, nữ thư ký của bốp lấy một bản tài liệu trong cặp ra, đưa cho Mộ Dung Hào Giang, Mộ Dung Hào Giang, chỉ cần ngài ký tên, hiệp nghị này lập tức có hiệu lực. Tôi, Mộ Dung Hào Giang rất muốn quyệt nợ, nhưng ông ta đâu dám. Rơi vào bước đường cùng, ông ra chỉ có thể ký tên lên hợp đồng, dẫn nhóm người nhà Mộ Dung, sám xịt rời khỏi sân vận động. Wow, chúng ta thắng rồi. Tiêu Nghiêu Nhi chạy như bay, bế Diệp Vô Phong lên, ngài Diệp. Nhóm người Tiết Phi cũng lao đến, ôm lấy Diệp Vô Phong vào chính giữa, cười vui vẻ. Bạch Nhạn phỉ đột nhiên quay đầu nhìn xung quanh, "Hả? Du Kinh Hồng đâu rồi? Cô ấy đi rồi sao? Chương 304, không thấy ánh mặt trời." Tiêu Sắc cũng nhìn xung quanh, đúng là Du Kinh Hồng đã rời đi. Diệp Vô Phong tới bên cạnh Tiêu Sắc, áy náy nói, "Tiêu Sắc, tôi xin lỗi." tôi làm gãy thanh nhuyễn kiếm kia mất rồi. Tiêu sắc cười lắc đầu, một thanh nhuyễn kiếm có đáng gì? Chỉ cần anh có thể thắng, thêm 10 cây nữa cũng không sao. Tiêu như Nhi nói, đúng vậy, nhưng vì kia lợi hại thật, rạch sống gã ngoại quốc kia chỉ bằng một dao. Wow, thật sự là một người phụ nữ châu bò. Tiêu sắc nói, cô ấy đi rồi. Hả, đi rồi á, vừa cô ấy mới chỉ điểm cho tôi mà. Tiêu như giờ mới kịp phản ứng, giáo giác nhìn xung quanh, đâu còn bóng dáng của Du Kinh Hồng nữa. Diệp Vô Phong mỉm cười nói, đừng tìm nữa, chắc cô ấy không kiên nhẫn ở chung với nhiều người như thế nên đi trước rồi. Trong trang viên nhà họ Mộ Dung, ai ai cũng cảm thấy phiền muộn. Không khí nặng nề khiến người ta không thể thở nổi. Bát Tí Hải Thần lần này bị thương nặng, lục phủ ngũ tạng tổn thương, chán trường tới cực điểm. Mộ Dung Hào Giang nhìn bác sĩ kiểm tra cho Bát Tí Hải Thần, nhịn không được hỏi, Hải Thần có phải tên Diệp vô phong kia lại mạnh lên rồi không? Bát tí hải thần ảm đạm thở dào, ừ. Mộ dung hào giang an ủi, hải thần, đừng nản lòng. Trong trận chiến này ông đã cố hết sức là được rồi. Bát tí hải thần bất lực lắc đầu, không thể ngờ trận chiến hôm nay lại khiến ông chủ thiệt hại tới tận 8 tỷ, tôi là một tội đồ. Mộ dung hào giang lắc đầu, hải thần, ông đừng nghĩ như thế. Bên kia Diệp vô phong có du kinh hồng xuất chiến, đây là chuyện chúng ta không tưởng tượng được. Chẳng qua, sau này dù chúng ta không thể công khai, cũng phải âm thầm phá hủy Hoa Cường. Con mắt của Bát Tí Hải thần lóe lên, đúng vậy. Dù thế nào cũng không thể để Hoa Cường lớn mạnh, Hoa Hạ vẫn thuộc về nhà họ Mộ Dung chúng ta, ai ai cũng không thể cướp được. Mộ Dung Hào giang oán hận gật đầu, "Ừ, rắn chết vẫn còn độc." Diệp Vô Phong muốn tiêu diệt nhà họ Mộ Dung chúng ta, đó là ảo tưởng. Tôi muốn cho gã biết tiếp theo gặp chuyện không như ý là như thế nào. Chẳng qua, chúng ta không thể đối đầu trực diện với bọn họ, cần phải tiến hành trong bóng tối. Bát tí hải thần gật đầu, được, chờ tôi dưỡng thương xong, hừ. Mộ dung hào giang vỗ nhẹ lên bả vai bát tí hải thần mà an ủi, thôi, anh cứ lo dưỡng thương đi, hiện giờ đừng lo chuyện gì khác. Nhân nhi, lễ nhi, hai con có kế hoạch gì khi gặp phải tình hình hiện tại không? mộ dung hào giang gọi hai đứa con trai của mình tới trước mặt nghiêm nghị nói mộ dung nhân bố lần này chúng ta thực sự thảm hại tổn thất rất lớn nhưng không sao nhà họ mộ dung chúng ta sao có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy con khẳng định sẽ lấy lại những gì đã mất và làm tốt công việc kinh doanh hiện tại kiên quyết không thể thua hoa cường mộ dung lễ nói được anh em sẽ giúp anh mộ dung hạo giang gật đầu ừ anh em các con cứ cống hiến hết mình vì sự phát triển của công ty. Một số chuyện không được sạch sẽ lắm sẽ do tự tay bố phụ trách. Đúng rồi, Chí Nhi đâu? Hoa Hải có sự thay đổi bất ngờ như thế, sao không thấy bóng dáng của Chí Nhi, chẳng nhẽ nó xảy ra chuyện rồi. Mộ Dung Nhân thở dài, bố cũng không phải không biết, em tư chỉ một lòng đam mê võ thuật, hầu như không để ý tới chuyện thế lực gia tộc cũng như công việc làm ăn, ai. Mộ Dung Lễ cũng nói, đúng vậy em tư có lẽ lại đi chơi đâu đó rồi. Thật ra con có gọi cho em ấy, nhưng không thể liên lạc được, con cũng không có biện pháp nào khác. Mộ dung hào giang thở dài một tiếng, trí nhi mê chơi bời lêu lỏng không có ý chí vào sự nghiệp, bố thực sự thất vọng với nó rồi. Nhưng trong thời kỳ quan trọng này, các con cố tìm được nó, để nó về gia tộc tự mình gánh vác trách nhiệm. Dạ, mộ dung nhân và mộ dung lễ đồng ý một câu, sau đó nhìn nhau, trong lòng cảm thấy buồn bực, năm anh em nhà họ Mộ Dung hôm nay chỉ còn hai người bọn họ. Nhìn hai đứa con của mình rời đi, Mộ Dung Hào Giang cũng có một cảm giác anh hùng đến tuổi xế chiều, ông đã gần tuổi thập cổ Lai Hy, lại mất đi hai đứa con trai, Mộ Dung Trí lại không rõ đang ở đâu, nỗi buồn này ai có thể hiểu được. Chuột, đến lúc cậu ra tay rồi, Mộ Dung Hào Giang dường như đang nói với ai đó trong bóng tối. Vâng, ông chủ, xin hãy ra lệnh trong bóng tối thực sự có người trả lời. Nghĩ biện pháp trà trộn vào chỗ ở hoặc công ty của Diệp Vô Phong, sau đó lấy phương pháp hạ độc hay bắt người khiến Diệp Vô Phong chịu đả kích trầm trọng. Ông chủ, có mục tiêu rõ ràng hay không? Lâm Thư Âm, Bạch Nhạn Phỉ, Tiêu Sắc, Tiêu Nghiêu Nhi, Tiết Phi, Mã Võ, Hàn Kỳ, đương nhiên, quan trọng nhất là Diệp Vô Phong. Dù ông giết được nhiều hay ít, một lần được 500.000 triệu tiền thưởng. Cảm ơn ông chủ, tôi sẽ hành động ngay một người mặc đồ đen không nhìn rõ khuôn mặt nhanh chóng rời đi mộ dung hào giang ngồi xuống ghế bành cắn răng nói diệp vô phong tao sẽ cho mày biết chết không biết lý do là như thế nào chuột không nhìn thấy ánh mặt trời là tổ chức mộ dung hào giang chuyên môn đào tạo để ứng phó với tình huống nguy hiểm tuy cái tên này không hay ho cho lắm nhưng trong tổ chức chuột không thiếu tài năng hầu như trải rộng các loại đẳng cấp cùng lĩnh vực có thể nói chỗ nào cũng có khi chưa được gọi tới Bọn họ là những con chuột đang ngủ đông, một khi thức giấc sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà vua chuột bàn giao. Muốn điều tra nhà họ Mộ Dung có bao nhiêu con chuột, trừ khi bắt được vua chuột, bằng không, dù có bắt được con chuột cầm đầu đang tiến hành nhiệm vụ, cũng không có cách nào phá hủy toàn bộ tổ chức của chuột, bởi vì dù là con chuột cầm đầu, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời, tất cả con chuột đều phải làm việc dưới sự lãnh đạo của vua chuột. Nhân viên Bạch Kiên Cường của Hoa Cường, hơn 30 tuổi, mua nhà tại nội thành Hoa Hạ tới giờ cũng là trụ cột của bộ phận kế hoạch, năng lực làm việc cũng xuất sắc, được Lâm Thư Âm cùng Bạch Nhạn phỉ khen ngợi nhiều lần. Bà xã, hôm nay công ty phát tiền thưởng, 5.000 tệ đó. Chúng ta chúc mừng một cái. Bạch Kiên Cường cực kỳ vui vẻ, đi khách sạn Mỹ Thụ Loan, anh mời em đi ăn đồ nhật, đưa con chúng ta Bạch Tiểu Mau theo cùng nhé. Được, ông xã, anh giỏi thật, em yêu anh chết mất. Tề Anh là vợ của Bạch Kiên Cường, là bạn học thời đại học của a Ahata, trước đây cũng là một sinh viên đạt nhiều thành tích cao, nhưng từ khi sinh Bạch Tiểu Mao, cô cũng chỉ có thể làm bà chủ trong gia đình, may mắn thu nhập của Bạch Kiên Cường rất cao, đủ cung ứng cho ba miệng ăn trong gia đình. Quả nhiên, một nhà ba người Bạch Kiên Cường đi tới khách sạn TTC, chọn một phòng bình thường nhưng ăn uống rất thoải mái. Thế anh nói, chồng là, công ty Hoa Cường mấy ngày nay ăn nên làm ra à? Thậm chí có thể thưởng cho anh 5.000 tệ. Bạch Kiên Cường cười nói, Tổng Giám Đốc Lâm nói, hạng mục nâng cấp bến cảng tương lai đã đi vào quỹ đạo, bộ phận kế hoạch chúng ta có công đầu tiên, sẽ có tiền thưởng lì xì. Si. Đúng rồi, Tổng Giám Đốc Diệp mới là người tài giỏi, theo lời đồn đại, anh ta mới là thần tiên, cứu được Tổng Giám Đốc Lâm của chúng ta, đánh bại đám lưu manh nhà mộ dung đó. Tề Anh Cao Mày nói, dòng họ mộ dung là một dòng họ lâu đời, năm đó anh xin việc ở đó cũng không được chọn đây. Bạch Kiên Cường thở dài, người ta không vừa mắt người mới như anh đó. Tề Anh, hôm nay em có vẻ xinh hơn mọi hôm đó. Thật sao, Tề Anh vừa nhìn lên thì thấy một người phục vụ bước vào nở nụ cười nói, anh Bạch, quản lý của chúng tôi muốn gặp anh. chương 305, giết hay không giết? Quản lý của anh, Bạch Kiên Cường giật mình, có chuyện gì không? Nhân viên phục vụ mỉm cười nói, quản lý của chúng tôi nói, ngày Bạch hôm nay trùng hợp là vị khách thứ 88.888 88, của chúng tôi. Cho nên mọi chi phí tối nay của ngài được miễn phí, hơn nữa còn thêm 10.000 tiền thưởng, chẳng qua lúc nhận tiền thưởng, khách sạn chúng tôi cần ngài hỗ trợ quay chụp, rất đơn giản. a à, tốt quá, cả nhà nhảy dựng lên vui mừng, đặc biệt là Bạch Tiểu Mau, muốn đi quay video ngay lập tức. Tề Anh nói, Tiểu Mau, chuyện như vậy con không nên tham gia, ở đây ăn với mẹ đi. Cô cũng là người từng đi làm lâu năm, nhìn mặt đoán người một cái đã biết nhân viên phục vụ chỉ muốn mời một mình Bạch Kiên Cường, chứ không muốn mẹ con họ đi chung. Quả nhiên nhân viên phục vụ gật đầu nói, đúng vậy, quản lý của chúng tôi chỉ mời một mình Ngài Bạch, xin mọi người hợp tác, cảm ơn. Tề Anh vẫy tay với Bạch Kiên Cường, đương nhiên chúng tôi sẽ hợp tác rồi. Anh mau đi đi, nhớ nói vài lời khen tốt cho khách sạn MTL, anh nghĩ sẵn trong đầu đi. Ha ha, Tề Anh thực sự vui mừng, miễn phí, thậm chí có thêm 10.000 tiền thu nhập, số tiền đó không hề nhỏ với nhà bọn họ. Con trai, con muốn ăn thêm gì không? cứ việc gọi, không phải tiếc tiền. Bạch Tiểu Mau đã 5 tuổi to mắt nhìn mẹ mình, mẹ, con sao phải tiếc tiền. Người ta miễn phí cho chúng ta đó, mẹ đừng nghĩ con không hiểu chứ. Bạch Kiên Cường đi theo nhân viên phục vụ tới phòng quản lý, gõ cửa đi vào, nhân viên phục vụ đóng cửa phòng ngay sau đó. Bạch Kiên Cường mặt mày vui vẻ nói, ngài quản lý, tôi thực sự là vị khách số 88.888 của khách sạn ư. Thật may mắn quá, trên mặt bàn vị quản lý xếp 10 sấp tiền đỏ ao, đúng là 10.000 tệ, bên cạnh còn có một túi quả đỏ thấm, không biết bên trong có cái gì. Vị quản lý mỉm cười nhìn Bạch Kiên Cường, Ngài Bạch, chúc mừng Ngài. Hai người bắt tay một cái, quản lý nói, Ngài Bạch, Ngài thực sự may mắn, chúc mừng Ngài. Bạch Kiên Cường chuẩn bị nói lời cảm ơn, nhưng lời chưa kịp dứt khỏi môi thì vị quản lý đã xua tay nói, Ngài Bạch, phần thưởng của anh đây. Cảm ơn đã hợp tác. Bạch Kiên Cường lập tức đứng lên, hưng phấn cất tiền vào trong túi quà tặng kia, chuẩn bị rời đi. Quản lý cầm một con chuột ngọc màu trắng được điêu khắc cực kỳ tinh xảo, anh ta đưa cho Bạch Kiên Cường xem và nói, Ngài Bạch, còn có một chuyện nữa. Phiền anh xem cái này một chút, anh có nhận ra nó không? Bạch Kiên Cường vừa bỏ tiền vào túi quà, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy con chuột ngọc kia, nụ cười trên mặt cứng lại, hử, vua chuột. Anh là vua chuột. Từ 5 năm, năm trước, vì cuộc sống mà tham gia vào tổ chức con chuột này, Bạch Kiên Cường đã biết rõ vận mệnh của mình sẽ gắn liền với con chuột, sau này anh phải nhận lệnh từ vua chuột, nếu không tổ chức con chuột này sẽ không ngại bất kỳ thủ đoạn nào trừng trị kẻ phản bội, đó không phải thủ đoạn hung ác bình thường, anh từng may mắn nhìn thấy một đoạn video trừng phạt kẻ phản bội. Từ 5 năm trước, vì cuộc sống mà tham gia vào tổ chức con chuột này, Bạch Kiên Cường đã biết rõ vận mệnh của mình sẽ gắn liền với con chuột, sau này anh phải nhận lệnh từ vua chuột nếu không tổ chức con chuột này sẽ không ngại bất kỳ thủ đoạn nào trừng trị kẻ phản bội. Đó không phải thủ đoạn hung ác bình thường, anh từng may mắn nhìn thấy một đoạn video trừng phạt kẻ phản bội. Nhưng mặc kệ mọi chuyện như thế nào, con chuột lúc ấy cung cấp cho Bạch Kiên Cường đủ tài chính để sống. Nói cách khác, với thu nhập hiện tại của Bạch Kiên Cường mà muốn mua nhà tại Hoa Hạ chính là nằm mơ giữa ban ngày. Cuộc sống tốt đẹp 5 năm, năm này, cuối cùng cũng kết thúc sao? Vua chuột sẽ đưa ra mệnh lệnh gì cho anh đây? tâm tình của Bạch Kiên Cường lập tức trầm xuống. Tuy anh đã được trải qua đợt huấn luyện đặc biệt, nhưng anh chưa bao giờ thấy bộ mặt thật của vua chuột. Người quản lý lắc đầu, tôi chỉ là người đưa tin, vua chuột ra lệnh cho anh nghĩ biện pháp giết chết nhóm quản lý cấp cao của Hoa Cường, mỗi lần giết một người, được thưởng 20.000 tệ. Hơn nữa, đây là nhiệm vụ khẩn cấp, chỉ có 5 ngày hành động, nếu không. Quản lý nhìn qua hướng cửa, vợ con anh nhìn rất đáng yêu đó, ha ha. Không mấy người không thể động tới họ. Bạch Kiên Cường theo bản năng biết được kết cục đáng sợ, gấp gáp biện luận, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tôi biết rồi. Quản lý mỉm cười gật đầu, tốt lắm, ngài Bạch, tôi chúc anh mã đáo thành công. Thời điểm anh ta đưa tay với Bạch Kiên Cường, Bạch Kiên Cường vì lo lắng phập phồng, hơn nữa hai tay đều cầm túi quà, căn bản không bắt tay lại với đối phương. Hồn bay phách là quay lại phòng, tệ anh nhạy cảm nhận ra chồng mình không bình thường lắm, Kiên Cường, anh làm sao vây? Cầm được nhiều tiền thưởng như thế mà không vui sao? Đối phương đưa ra điều kiện quá đáng gì hả? À? Bạch tiểu mau lục lọi hai túi quà tặng, lấy được hai cọc tiền thì vui vẻ kêu lên. Anh không sao, anh thấy bụng dạ không thoải mái lắm, em cứ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Bạch Kiên Cường đối mặt với vợ con đáng yêu của mình, anh làm sao có thể nói ra tình hình thực tế? Chỉ có thể nói dối một câu để che đậy. Bụng đau lắm hả, có cần đi khám bác sĩ không? Tề Anh quan tâm hỏi, anh giờ là trụ cột của gia đình, không thể để xảy ra chuyện gì được. Ừ, không cần tới bác sĩ đâu, anh không yếu như vậy. Bạch Kiên Cường làm một động tác rất man. Hai mẹ con ăn cơm đi. Tâm tình Bạch Kiên Cường cực kỳ phức tạp, vì sao? Vua chuột lại sai anh giết nhóm quản lý của Hoa Cường. Ba vị tổng giám đốc xinh đẹp kia đối xử với anh tốt như thế, còn có tổng giám đốc Diệp, tại thời điểm anh bị người ta uy hiếp, đã thẳng tay giúp đỡ, Hiện giờ Bạch Kiên Cường anh lại phải hại bọn họ sao? Vua chuột cuối cùng thuộc về thế lực nào, tại sao phải tấn công Hoa Cường, chẳng lẽ vua chuột là đồng minh của nhà Mộ Dung? Kiên Cường, chúng ta nên về thôi." Tề Anh nhẹ nhàng vỗ bả vai Bạch Kiên Cường nhắc nhở. "A, à, Bạch Kiên Cường thoát khỏi trầm tư, lúng túng nói, "Được, chúng ta về thôi." Tề Anh nói, "Anh cũng không ăn được bao nhiêu, có muốn gói mang về không?" Tí đói lại ăn thêm bạch kiên cường lắc đầu không cần bạch tiểu mao vui vẻ nhảy chân sáo không hề để ý tới người cha đang sầu muộn của mình lên xe tề anh phụ trách lái xe chồng hà năm đó anh là kiện tướng môn thể dục đó sao lại đột nhiên đau bụng hay chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút bạch kiên cường lắc đầu anh cảm nhận được cơ thể mình mà không sao đâu tắm rửa đi ngủ bạch kiên cường mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà căn bản không thể ngủ được Chuyện anh gia nhập vào tổ chức con chuột, anh vẫn luôn gạt tề anh, số tiền lương 2.000 tệ mỗi tháng mà Bạch Kiên Cường cần về đều do con chuột cấp, anh cũng gạt tề anh, anh chỉ nói đó là tiền lương của công ty. Nhiều năm tích lũy, số tiền lương bên con chuột kia ít nhất cũng được 100.000 tệ nhỉ. Không làm việc cho con chuột, cuộc sống bây giờ của Bạch Kiên Cường sẽ bị xáo trộn, thậm chí cả nhà phải chạy trối chết, còn có thể chưa kịp chạy đã bị con chuột thanh lý. Trong vòng 5 ngày, giết quản lý cao tầng của Hoa Cường. Giết bao người, Bạch Kiên Cường do dự không thể xác định. Tuy anh đã trải qua huấn luyện bí mật, nhưng khi đó những người anh giết đều là tử tù, đó. Nhóm quản lý cao tầng lại có ăn với anh, chẳng lẽ anh phải giết họ thật sao? Giết hay không giết, giết như thế nào, vấn đề này quấy Raymond tâm trí anh. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 306, dối tinh dối mù. Kiên Cường, anh làm sao thế? Có phải có chuyện gì không có cách giải quyết không? Trực giác của phụ nữ đôi khi cực kỳ nhạy cảm, Tề Anh dựa sát vào người Bạch Kiên Cường, ngoan ngoãn hỏi. "Không sao, Tề Anh, ngoan, ngủ đi." Bạch Kiên Cường ôm Tề Anh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, "Em yêu, anh yêu em." Tề Anh lại dựa sát vào anh hơn, khẽ hôn lên mặt anh một cái, "Ông xã, em yêu anh." Ôm lấy cơ thể mềm mại ấm áp của Tề Anh, trong lòng Bạch Kiên Cường càng đau khổ hơn không kìm được mà ôm ghi lấy tề anh trong một khoảng thời gian không biết nên nói cái gì ông xã em thấy anh không ổn lắm cuối cùng có chuyện gì dù có khó khăn như nào anh cứ nói ra em có thể chia sẻ với anh tề anh lo lắng nhìn anh không có chuyện gì tề anh anh nhất định sẽ vượt qua cho em một cuộc sống tốt hơn tuy bạch kiên cường nói thế nhưng trong lòng lại phỉ nhổ bản thân tỷ lần lời hứa đầu môi anh chính là đồ cặn bã đến bây giờ Bạch Kiên Cường đã hiểu rõ, mình bước lên một con đường không lối về. Anh không có biện pháp trở lại lúc trước, chỉ có thể tiếp tục đi trên con đường này. Con chuột vốn không thể ngẩng mặt nhìn trời, nhưng hiện tại chuyện anh sắp làm càng khiến anh không dám ngẩng mặt lên nhìn trời. Nhân viên ở công ty Hoa Cường, có rất nhiều là đồng nghiệp của anh, đương nhiên là có tình cảm với nhau, nhưng hiện tại nếu Bạch Kiên Cường anh tự tay hủy Hoa Cường, nhiều người như thế mất đi bát cơm, sinh hoạt sẽ rơi vào cảnh khó khăn cùng cực nhưng bạch kiên cường không có lựa chọn anh chỉ có thể làm như thế ngay cả khi anh đã thấy kết cục có thể xảy ra vợ và con chính là điều mãn nguyện nhất cuộc đời bạch kiên cường nhưng hiện tại đó lại là điều khiến anh khúc mắc bỏ vợ con làm sao có thể không bỏ cuộc vẫn bước tiếp trên con đường đó nhưng lại không biết rõ kết quả ra sao anh hận không thể phanh thây xé xác bản thân mình ra tại sao lại gia nhập vào tổ chức con chuột hắc ám này một đêm không ngủ bạch kiên cường mang đôi mắt gấu trúc đi làm lâm thư âm nhìn thấy anh đi qua còn cố tình hỏi han giám đốc bạch tinh thần anh không tốt lắm thì phải phải chú ý chăm sóc bản thân chứ a à, dạ tổng giám đốc lâm tôi không sao trong lòng bạch kiên cường hổ thẹn anh đang bày mưu tính kế hại cô ấy vậy mà cô ấy vẫn quan tâm anh bạch kiên cường anh không phải là con người nữa vừa mới đến vị trí làm việc của mình bạch nhạn phỉ đã đi tới nói giám đốc bạch Hôm nay anh muốn ớ, anh sao vậy? Không khỏe ở đâu à? Đừng miễn cưỡng, tôi có thể tìm người khác làm những việc này. Bạch Kiên cường lại xấu hổ không thôi, nhưng ngoài miệng vẫn nói cho qua, "Tổng giám đốc Bạch, ngài yên tâm, tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Bạch Nhạn phỉ nói, "Trong khoảng thời gian này tất cả đều làm việc quá tải. Giám đốc Bạch, nếu anh không chịu được thì có thể nghỉ ngơi vài ngày. Đừng lo lắng, tôi sẽ cho anh nghỉ có lương." "Ai, vâng." Tổng giám đốc Bạch, tôi biết rồi, tôi sẽ làm được thôi. Nội tâm Bạch Kiên Cường cảm động tới mức nóng hầm hập, có những vị lãnh đạo tốt như thế thì làm sao cuộc sống không tốt được. Không lâu sau, tiêu sắc cũng tới, tất cả mọi người dừng làm việc một lâm thư âm, tôi có vấn đề cần nói. Mọi người đều biết chúng ta có mâu thuẫn với nhà họ Mộ Dung đúng không? Nhưng nhân viên công ty đương nhiên cũng có quan hệ tới chuyện này, nhà họ Mộ Dung khẳng định chèn ép trả thù chúng ta điên cuồng, thậm chí có thể dùng thủ đoạn bị ổi để đối phó với mọi người, cho nên tôi việc tôi đề nghị mọi người chú ý, hạn chế đi ra ngoài hết mức có thể, gặp chuyện khó khăn gì thì lập tức liên hệ với tôi. Mọi người nhớ không? Tổng giám đốc Tiêu, chúng tôi có mâu thuẫn với người khác, ngài cũng quản sao? Một người nhân viên không kìm được đặt câu hỏi. Tiêu Sắc nói, khoảng thời gian này là khoảng thời gian cực kỳ đặc biệt. Cho nên, bất kỳ nhân viên nào trong công ty gặp phải vấn đề ngoài ý muốn Công ty đương nhiên sẽ qua tâm sát sao, giải quyết ngay lập tức. Mọi người không cần lo lắng gây phiền phức cho công ty, bởi vì toàn bộ anh chị em làm cho công ty chính là người một nhà. Công ty cảm ơn sự nỗ lực của mỗi một cá nhân, cũng đảm bảo sự an toàn cho anh chị em mỗi người. Tốt, đã có nhân viên không nhịn được đứng lên vỗ tay, những người khác cũng đứng lên vỗ tay hưởng ứng. Bạch Kiên Cường đờ đẫn đứng lên, theo dòng người vỗ tay một cách máy móc hành vi của ba vị lãnh đạo chắc chắn không phải cố ý nhằm vào một người nào đó nhưng bạch kiên cường luôn luôn cảm thấy ba người đã móc lối lại với nhau như đặc biệt muốn nói với bạch kiên cường nhưng thật ra ba vị tổng giám đốc này lúc nào cũng làm như vậy bọn họ giúp đỡ nhân viên từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ giải quyết khó khăn do bên ngoài chèn ép giải quyết chuyện nhỏ trong gia đình giải quyết nỗi lo về sau công ty hoa cường có thực lực ngày hôm nay thậm chí đạt tới tình trạng nhân viên quá tải đương nhiên bởi vì có ba vị giám đốc quản lý có tình người. Mỗi một lần tương tác quan tâm tới nhân viên một cách thật lòng, từng cái từng cái đều ghi tạc trong lòng mỗi người nhân viên ở đây. Ba vị tổng giám đốc rời đi, nhóm nhân viên tụ tập trung một chỗ, không nhịn được nghị luận ẩm ý. Mọi người thấy nhóm tổng giám đốc lâm đối xử với chúng ta có được hay không? Đương nhiên được rồi, cho chúng ta phúc lợi mức cao nhất lịch sử, còn quan tâm nhà chúng ta khó khăn như nào, Giờ hiếm có lãnh đạo tốt như vậy lắm. Đúng rồi, con gái tôi bị bệnh, tổng giám đốc Bạch tự mình lái xe đưa con bé tới bệnh viện, còn sắp xếp phòng tốt nhất, ứng tiền thuốc men. Tôi vẫn nhớ tới tận bây giờ đó, chuyện này khó thể tin nổi. Tôi có lần đụng xe đạp điện, tổng giám đốc Lâm đích thân tới giúp tôi giải quyết vấn đề. Ai, lúc ấy tôi không biết bày tỏ lòng cảm ơn như nào đó. Đúng rồi, Đúng rồi, còn tôi đi học cũng nhờ tổng giám đốc Lâm phái người sắp xếp vào trường tốt đó. Bạch Kiên cường đờ đẫn nghe đồng nghiệp nghị luận về ba bị tổng giám đốc xinh đẹp, trong lòng anh lại có một suy nghĩ viển vông. Đương nhiên được a, à, đem chúng ta phúc lợi nâng lên ấy ta cái kia tâm a, à, quả thực không biết như thế nào biểu đạt ta cảm kích. Đúng vậy a, à, đúng vậy a, à, hai tử của ta đi học vẫn là Lâm tổng phái người tìm quan hệ đâu anh những chuyện mọi người nói là thật và mâu thuẫn trong lòng anh càng trở lên gay gắt hơn. Sờ vào lọ thuốc độc trong túi áo, Bạch Kiên Cường đột nhiên cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn chầm chầm vào mình. Cứ như thể mọi người biết anh là kẻ phản bội. Anh nhanh chóng lẩn khỏi đám đông, đi vào phòng vệ sinh, dùng nước lạnh xả lên đầu mình. Cả ngày hôm đó, Bạch Kiên Cường rơi vào trong tình trạng đờ đẫn và công việc của anh cũng rối tinh rối mù đợi đến lúc anh giao bản báo cáo tới tận tay bạch nhạn phỉ bạch nhạn phỉ nhìn tới nhìn lui đôi lông mày khẽ cao lại bạch kiên cường giật thoát mình vô ý thức nói tổng giám đốc bạch nếu tôi làm không tốt tôi có thể làm lại một lần nữa bạch nhạn phỉ đột nhiên nhoẻn miệng cười đôi mắt dễ thương nhìn chằm chằm vào bạch kiên cường giám đốc bạch tôi để ý anh từ sáng hôm nay anh có chuyện gì đặc biệt sao không hề để ý tới công việc của mình không sao đâu nếu gia đình có chuyện gì khó khăn anh cứ nói cho tôi tôi hy vọng anh có thể yên tâm làm việc tôi nhất định sẽ giúp anh giải tỏa lo lắng không sao tổng giám đốc bạch tôi thực sự không có chuyện gì bạch kiên cường vội vàng giải thích để tôi cầm bản báo cáo về làm lại tôi tăng ca cũng được không cần đâu tôi giúp anh sửa một vài chỗ là được rồi giám đốc bạch anh đã không chịu nói thì tôi cũng không hỏi nhiều hy vọng anh có thể nhanh giải quyết vấn đề của mình rồi chú tâm vào công việc Bạch Nhạn Phỉ xua tay, ý bảo anh đi về. "Chương 307, anh muốn đi đâu?" Bạch Nhạn Phỉ gọi điện cho Tiết Phi, "Tiết Phi, tôi thấy hôm nay Bạch Kiên Cường hơi lạ, cậu có biện pháp theo dõi anh ta một chút, xem nhà anh ấy có phải xảy ra chuyện gì không? Nếu thực sự có vấn đề, chúng ta có thể giải quyết giúp anh ấy." "Được rồi, tổng giám đốc Bạch." Tiết Phi đồng ý và quyết định tự mình xử lý. Bạch Kiên Cường trở lại ký túc xá của mình thì có một người đột nhiên đi tới trước mặt anh rồi ra hiệu với anh và nói nhỏ, đi theo tôi. Bạch Kiên Cường khẽ dùng mình một cái, vô ý thức quan sát bốn phía xong đi theo người nọ, quay người ra khỏi ký túc xá, người nọ đi thẳng ở phía trước, đi đến một góc hẻo lánh của công trường, rồi mới dừng lại quay người nhìn qua Bạch Kiên Cường. Tôi không biết anh, Bạch Kiên Cường hoảng sợ nói. Tôi biết anh là đủ rồi, Bạch Kiên Cường, nếu anh đã gia nhập con chuột, thì phải làm việc vì con chuột cả ngày hôm nay sao anh không hành động? Bạch Kiên Cường trầm ngâm nói ra, xin vua chuột yên tâm, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hôm nay tôi không có cơ hội tiếp xúc với mục tiêu, thực sự không có cách nào. Không có cách, anh nghĩ ra là được, cơ hội, do bản thân tạo ra. Vâng, tôi đã biết, Bạch Kiên Cường khẩn trương nhìn xung quanh. Tốt, anh phải nhớ kỹ, anh chỉ có thời gian 5 ngày, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thì anh có khả năng không nhìn thấy vợ con mình nữa đâu người nọ khoát tay bạch kiên cường vội vàng rời đi một màn này đã bị tiết phi nhìn thấy rõ ràng từ xa anh có thể nhìn thấy bạch kiên cường luôn luôn trong trạng thái khẩn trương với kinh nghiệm phong phú như tiết phi không định làm phiền bạch kiên cường mà quyết định đi theo người đàn ông đội mũ thần bí kia anh không biết gã đàn ông đội mũ nói gì với bạch kiên cường nhưng theo bản năng của bản thân anh cảm thấy bộ dạng người này quá mức bất thường căn cứ trong khoảng thời gian nhạy cảm này Tiết Phi quyết định báo cáo chuyện này cho Diệp vô phong biết. Hư, cậu gửi vị trí cho tôi, tôi tới ngay lập tức. Diệp vô phong nghe thấy chuyện này cũng cảnh giác hơn, quyết định tự mình đi xem. Gã đội mũ có tính cảnh giác rất mạnh. Sau khi rẽ qua một con phố, gã liền cảm giác được Tiết Phi theo dõi, gã đội mũ trở nên khẩn trương. Diệp vô phong cùng má võ đi một con xe máy bình thường. Lúc tới gần họ đã thấy Tiết Phi. Ngài Diệp, gã đội mũ đang ở phía trước mã võ nhanh chóng phát hiện mục tiêu ừ cậu dừng xe lại đi chúng ta cùng đi qua đó diệp vô phong xuống xe làm bộ lãnh đạm chậm rãi tới chỗ gã đội mũ mã võ dừng xe ven đường tiện tay ném chìa xe khóa cho tiết phi sau đó kề vai sát cánh với diệp vô phong cười cười nói nói nhưng vẫn chú ý tới hành động của gã đội mũ mã võ tin tưởng có ngài diệp ở đây gã đội mũ có chạy bằng trời gã đội mũ đi ở phía trước một đoạn thì phát hiện ra Tiết Phi không theo dõi gã nữa. Gã buồn bực quan sát người xung quanh, cũng không tìm thấy ai khả nghi. Thì ra, Tiết Phi đã trở về theo dõi Bạch Kiên Cường, anh muốn nhìn xem Bạch Kiên Cường có tiếp xúc với người khác hay không. Kỹ thuật theo dõi của Diệp Vô Phong đương nhiên người bình thường không sánh được, với trình độ của gã đội mũ, căn bản không thể phát hiện Diệp Vô Phong theo dõi mình. Sau khi lần theo hai 300 trăm mét, anh xác định gã đội mũ có ý xấu trong lòng anh phối hợp với mã vó, tách nhau ra, chỉ cần chú ý đuổi kịp tốc độ của anh là được. Gã đội mũ phía trước cảm thấy mình đã thoát khỏi theo dõi thì tảng đá đè nặng trong lòng cũng được vứt xuống. Loại người như gã một khi bị lộ tung tích, kết quả chính là đối diện với cái chết. Bởi vậy vừa rồi gã đội mũ mới khẩn trương cực độ, may mắn nguy hiểm đã được giải trừ. Gã đội nón đi qua vào mấy nhà hàng, rồi đi ra từ cửa sau, sau khi cảm giác mình an toàn rồi mới cưỡi xe đạp chạy đi gã không biết gã di chuyển loạn như thế, càng khiến Diệp vô phong quyết tâm theo dõi gã, vì vậy, hình ảnh của gã rơi vào tầm ngắm của lực lượng bảo vệ hòa bình của Diệp vô phong, mã võ gọi anh em mình tới, ở xung quanh bầy ra thiên la địa võng, dù gã có xuất hiện ở đâu cũng có người ngầm theo dõi gã. Đặc biệt ở những nơi cao, còn có lực lượng cầm kính viễn vọng, báo cáo hướng đi của gã đội mũ cho mọi người bất cứ lúc nào. Gã đội mũ về nhà, cùng bạn gái vận động vui vẻ một lúc rồi yên tâm đi ngủ. Ngày hôm sau gã đúng giờ rời giường, đi dạo bên ngoài chung cư, sau đó ngồi dưới một cái ghế đá nào đó vài phút, tay gã sở hướng bên dưới ghế đá. Diệp vô phong dù cách gã hơn 20 mét cũng nhìn thấy rõ ràng. Ha ha, cá lớn, Diệp vô phong rất hưng phấn, dặn dò mọi ân theo dõi không được tới gần gã đội mũ và phái người điều tra danh tính hiện giờ của gã. Chuyện mới cập nhật, Lưu Hồng Giang, Nam, 38 tuổi, kinh doanh dịch vụ ăn uống, có một số tài sản nhất định, khách sạn giao cho người quản lý chuyên nghiệp quản lý còn bản thân nhàn dỗi hiện tại đã ly hôn bao dưỡng một cô gái làm ở hộp đêm làm bạn gái bất kể tính chất công tác hay quan hệ thì lưu hồng giang cùng bạch kiên cường không hề có bất kỳ liên quan gì với nhau thú vị nhìn qua người này khiến bạch kiên cường gặp phiền phức không nhỏ diệp vô phong càng điều tra càng cảm thấy có gì mở ám trong đây đương nhiên tại công ty hoa cường bạch kiên cường không hề hay biết về việc mình đã được bộ phận bảo an chăm sóc, đặc thù, bàn làm việc của anh cũng phải chịu sự di chín ám sát và thăm dò đặc biệt. Bất kỳ hành động mở ám nào của anh cũng bị nhân viên bảo an cẩn thận chú ý, đương nhiên những người này sẽ quan sát một cách bí ẩn. Bạch Kiên Cường phải tăng nhanh tốc độ của mình, nếu không, người vợ đáng yêu, đứa con ngây thơ của anh sẽ thực sự biến mất khỏi thế giới này. Đây là nỗi đau không thể chịu đựng được của anh. Cuộc sống hạnh phúc đã trở thành sự nỗi lo lớn nhất của anh. Bạch Kiên Cường lại đến văn phòng của Bạch Nhạn Phỉ báo cáo C không ông tác. Bạch Nhạn Phỉ xem bản báo cáo cực kỳ chăm chú, đúng thời điểm này, Bạch Kiên Cường đã có cơ hội, tay trái giấu phía dưới, tay phải chuẩn bị độc dược đổ vào cốc nước của Bạch Nhạn Phỉ. "Giám đốc Bạch, bản báo cáo lần này của anh làm tốt lắm." Bạch Nhạn Phỉ để bản báo cáo xuống, "Anh có thể gửi bản điện tử cho tôi." "Vâng, tổng giám đốc Bạch, để tôi về gửi cho ngài." trái tim bạch kiên cường đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài ừ anh đi đi bạch nhạn phỉ xua tay ý bảo anh có thể đi ra sau đó cầm lấy cốc nước cốc cốc có tiếng gõ cửa tổng giám đốc bạch có người tìm cô mời vào bạch nhạn phỉ nói bạch kiên cường tranh thủ thời gian rời khỏi đây sau đó anh chợt nghe đến âm thanh kinh hoàng của nhân viên an ninh tổng giám đốc bạch ngài làm sao vậy ngài bị bệnh sao tôi lập tức gọi xe cứu thương cho ngài Bạch Kiên Cường chẳng quan tâm tới hậu quả mình tạo ra, anh phải rời khỏi công ty Hoa Cường ngay lập tức, nếu không, anh sẽ trở thành người có hiểm nghi lớn nhất. Cho tới hiện tại, người bảo an kia cũng có thể bị liệt vào danh sách tình nghi. Anh đi tới cửa công ty Hoa Cường, đi thẳng tới chiếc xe của mình, bỗng nhiên mã võ theo hắn ra xe, vòng vo đi ra, ô. Giám đốc Bạch, anh muốn đi đâu? linh 308, thành thật khai báo. Bạch Kiên Cường hoảng hốt, cố gắng chấn tĩnh nói, tôi có tài liệu để quên ở nhà, chuẩn bị đi về lấy. Mã võ cười nhạt, giám đốc Bạch, tôi vừa mới nhận được mệnh lệnh của tổng giám đốc Bạch, cô ấy mời anh đi lên văn phòng một chuyến, xin mời. Không thể nào, tổng giám đốc Bạch căn bản không có khả năng gọi điện cho anh. Tôi vừa mới từ chỗ ngài ấy ra, nói đến đây, giọng của anh ta nhỏ dần lại. Lúc này có hai người bảo vệ công ty Hoa Cường xuất hiện, Mã Võ chỉ hướng công ty Hoa Cường, Giám đốc Bạch, không cần phải vội đâu anh cứ lên trước đi đã tinh thần bạch kiên cường xa suốt không thôi trên trán lấm tấm mồ hôi anh mờ mịt theo sát mã võ quay về phòng làm việc tổng giám đốc bạch xảy ra chuyện đã được đưa tới bệnh viện tin tức này lập tức lan truyền khắp công ty mọi người không nên lo lắng tổng giám đốc bạch không có chuyện gì chẳng qua cô ấy bị cảm nhẹ thôi lâm thư âm lập tức đứng ra làm sáng tỏ cô liếc bạch kiên cường anh tới phòng làm việc của tôi một chút Bạch Kiên cường xứng người, biết mình không thể thoát khỏi liên quan, liền đờ đẫn đi sau lưng Lâm Thư Âm, tiêu sắc lập tức đi qua. Trong văn phòng ba vị tổng giám đốc, giờ chỉ không có Bạch Nhạn Phỉ, nhưng Lâm Thư Âm cùng tiêu sắc đã ngồi lên vị trí của mình, Mã Võ và Hàn Kỳ cũng theo sau, đứng hai bên trái phải Bạch Kiên cường, có cảm giác cực kỳ áp lực. Bộp, Bạch Kiên Cường biết mọi chuyện đã bại lộ, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Thư Âm, Tổng Giám Đốc Lâm. Thực xin lỗi, tôi không phải là người, tôi hại tổng giám đốc bạch. Ô ô, đến nước này, anh cảm thấy bạch nhạn phỉ đã bị mình hại chết, dù anh có đền mạng trăm lần cũng không đủ. Sắc mặt lâm thư âm và tiêu sắc trầm xuống, mã võ giận dữ nói, thằng khốn nạn, nói, mày hại tổng giám đốc bạch như thế nào? Khai thật cho tao. Tiêu sắc xua tay, mã võ, đừng hung dữ như vậy. Bạch Kiên Cường, xin hãy thành thật. Bạch Kiên Cường nói, tôi hạ độc trong cốc nước của Tổng Giám Đốc Bạch, tôi không phải là người tôi xin lỗi tôi thực sự xin lỗi mẹ mày không phải là người ông đây làm thịt mày hàn kỳ cũng tức giận hét lên bạch kiên cường đồ vô lương tâm tổng giám đốc bạch đối xử tốt với mày thế nào a à, mày còn có thể ra tay hạ độc cô ấy được đồ chó tao phải giết mày bạch kiên cường khóc giống chảy nước mắt đúng tôi không bằng cầm thú tôi không phải là người tiêu sắc khoát tay mã võ hàn kỳ hai người ra ngoài chờ một chút bạch kiên cường dù sao cũng là nhân viên ctsc chúng tôi cần nói chuyện với anh ta lúc này diệp vô phong vừa vặn đẩy cửa đi vào mã võ và hàn kỳ an tâm thoải mái đi ra ngoài bạch kiên cường vợ và con trai anh đang trong tay tôi đi pv kéo ghế nhìn bạch kiên cường đang té trên mặt đất bạch kiên cường kêu thảm thiết tổng giám đốc diệp đừng làm thế tôi xin anh tha cho họ diệp vô phong nhàn nhạt nói vợ con anh vốn không tham gia chuyện của anh tôi đương nhiên không hại bọn họ chuyện này anh cứ yên tâm a à, cảm ơn cảm ơn tổng giám đốc diệp bạch kiên cường dập đầu không ngừng nói đi tổ chức của bọn anh là gì ai là người cầm đầu bọn anh liên hệ với nhau như thế nào diệp vô phong đã nắm được đằng chuôi giọng nói bình tĩnh sau khi hỏi qua bạch kiên cường vậy cũng không biết mình liên hệ với đối phương như thế nào chẳng qua lúc cần thiết sẽ có người mang theo tín vật là con chuột tới tìm anh sắp xếp nhiệm vụ. Hơn nữa, Bạch Kiên Cường cũng cây ít không ông biết Lưu Hồng Giang, hai bên cũng không có liên quan gì tới nhau. Tới đây, manh mối đã đứt, nhưng Diệp Vô Phong vẫn phái người giám sát bên Lưu Hồng Giang. Tiêu sắc nhìn Diệp Vô Phong, vậy Bạch Kiên Cường này giải quyết sao đây? Bạch Kiên Cường dập đầu như băm tỏi, Tổng Giám Đốc Tiêu, Tổng Giám Đốc Lâm, tôi không cầu xin bản thân mình được tha thứ, tôi chỉ mong mọi người tha cho vợ con tôi diệp vô phong cười lạnh bạch kiên cường cho dù tôi bỏ qua cho vợ con anh chẳng nhẽ anh nghĩ đám con chuột kia sẽ buông tha cho họ sao a à, bạch kiên cường lộ vẻ sầu thảm chỉ có thể than thân trách phận mình đi từng bước mình đi đều sai biết vậy chẳng làm diệp vô phong nói bạch kiên cường nhớ lại những ngày anh làm việc tại công ty hoa cường cũng coi như chăm chỉ tôi sẽ bảo vệ gia đình anh anh cứ yên tâm bọn họ sẽ không bị con chuột động tới cảm ơn cảm ơn tổng giám đốc diệp cảm ơn ngài bạch kiên cường khóc ra nước mắt nhưng không có người nào đồng tình với anh diệp vô phong nói bạch kiên cường giờ anh cần phối hợp với chúng tôi diễn một vở kịch diễn kịch được tổng giám đốc diệp anh muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm cái đó anh chính là cha mẹ sinh ra tôi lần thứ hai bạch kiên cường vô cùng phối hợp Tiêu sắc giận dữ nói, giờ anh hợp tác thì có ích lợi gì? Anh đã độc chết tổng giám đốc Bạch rồi. Bạch Kiên Cường tát vào mặt mình hơn 10 cái bốp bốp, Diệp Vô Phong nói, được rồi, đừng đánh nữa. Lưu Hồng Giang lại nhận được mệnh lệnh của vua chuột, gã cầm lấy tín vật, con chuột ngọc, lại đến chỗ Bạch Kiên Cường ở ký túc xá, chờ Bạch Kiên Cường tan tầm. Hai người tiêu ngư cùng Tiết Phi đi tới trước mặt Lưu Hồng Giang, Lưu Hồng Giang cũng không nhận ra hai người này, bởi vậy anh thấy tiêu nghiêu nhi với khổ người vạm vỡ thì theo bản năng né tránh. Nhưng Tiết Phi ở một bên đã chuẩn bị từ sớm, một bên tóm lấy cánh tay của Lưu Hồng Giang, tiểu nghi nhi cũng xảy bước sang bên cạnh, nắm lấy một cánh tay khác của Lưu Hồng Giang. Nguy rồi, Lưu Hồng Giang biết rõ mình đã bị lộ, vì vậy gã khẽ nghiến răng, chuẩn bị cắn thuốc độc tự sát. Thế nhưng gã lại bị vào một cái vào mồm tê dần, sau đó bị thủ pháp xảo diệu của Tiết Phi tháo khớp hàm. Kết quả, lưu hồng giang không có cách nào kêu to lại bị hai người cưỡng ép rời khỏi ký túc xác của bạch kiên cường lưu hồng giang cũng luyện qua võ thuật nhưng trong tay tiết phi và tiêu ngưu nhi thế võ mèo cào của anh ta không đáng để nhắc tới bị đưa lên xe cả người lưu hồng giang mờ mịt bị lộ chính là chết nhưng anh không có biện pháp chết giờ sống còn khó khăn hơn sau khi lên xe lưu hồng giang bị bịt kín mắt xe chạy vòng vòng trong nội thành một lúc rồi ra khỏi thành phố lưu hồng giang không rõ phương hướng nhưng gã cũng một mực im lặng không nói gì lưu hồng giang nhanh chóng bị dẫn xuống đến một căn phòng tối tấm vải đen trên mắt gã được tháo xuống gã đã thấy diệp vô phong mỉm cười nhìn mình diệp vô phong đi tới trực tiếp mở mồm gã ra lấy viên thuốc độc trong răng rồi khiến hàm gã về chỗ cũ mấy người bắt cóc tôi làm cái gì đòi tiền hay sao quai hàm lưu hồng giang vẫn còn đau đớn nói chuyện không lưu loát đừng có giả bộ vua chuột, con chuột nhỏ bạch kiên cường dưới tay mày đã phải đền tội. Diệp vô phong tự nhiên nói. Tôi không phải vua chuột, mấy người là ai, Lưu Hồng Giang tiếp tục chống chế. Tiết Phi đá một cước vào đầu gối gã, Lưu Hồng Giang gục xuống, quỳ xuống trước mặt Diệp vô phong, tiêu nghiêu nhì rũi bàn tay to lớn của mình ra, đè chặt bả vai Lưu Hồng Giang, khai thật ra. DVO lấy điện thoại đưa tới chỗ Lưu Hồng Giang, mày nhìn kỹ một chút, Bạch Kiên Cường nhận lệnh của mày đã bị chúng tao bắt được chương 309, mất manh mối rồi. Tôi không quen anh ta, trong lòng Lưu Hồng Giang chợt trở nên sợ hãi, hình ảnh của Bạch Kiên Cường trong điện thoại, toàn thân đều là máu, tứ chi vặn vẹo kỳ lạ, quần áo rách dưới, khuôn mặt sưng vù, tóc tai tán loạn, thật sự không còn ra hình người nữa rồi. Hơn nữa, đoạn video đã phát được hơn mười mấy giây rồi, từ đầu đến cuối không hề thấy dấu hiệu hít thở của Bạch Kiên Cường. Anh ta chết rồi sao? Lưu Hồng Giang âm thầm tính kế, diệp vô phong nói mày nói không sai mày đúng là không quen biết nó thật hơn nữa nó cũng không biết mày nhưng chúng mày cùng chung một nhóm mickey đấy bạch kiên cường nhận lệnh của mày độc chết giám đốc bạch của công ty hoa cường bọn ta thế nên công ty hoa cường ta không đội trời chung với mickey chúng mày lưu hồng giang mày ngồi trên vị trí thử vương này tất nhiên không thể chết được bởi vậy tao phải khiến cho mày sống không bằng chết lúc này hai người tiết phi và tiêu nghiêu nhi mang theo vài cái dao kim, dây thừng các loại tiến vào, loạt xà loạt xoạt buông xuống trước mặt Lưu Hồng Giang, tiêu nghiêu nhi cười gian, Lưu Hồng Giang, mấy thứ này đều chuẩn bị cho mày cả đấy, mong là mày sẽ thích bữa tiệc lớn này, há há. Lưu Hồng Giang bị dọa sởn cả tóc gáy, thậm chí còn không dám nhìn đống đồ kia, anh ta biết, chúng là mấy dụng cụ tra tấn. Chúng dùng để xử lý anh ta. Toàn thân anh ta run rẩy, thẫn thờ nhìn đống dụng cụ tra tấn kia, cực kỳ sợ hãi. Tiết Phi vỗ vỗ vai anh ta, Lưu Hồng Giang nhận tội đi chứ hả? Đừng có lề mề nữa. Không ấy nỗi đau xác thịt này không phải nổi đau của một người sống như mày chịu nổi đâu. Tao đây muốn tốt cho mày thôi. Không, tôi thực sự không phải Thử Vương mà, thực sự không phải mà. Lưu Hồng Giang cố gắng co người lại, ra sức vùng vẫy, muốn tránh xa mấy thứ tra tấn kia xa một chút. Tao tin mày thế nào đây? Diệp Vô Phong lộ ra nụ cười tà ác. Tiêu Nhi Nhi đem một chiếc kìm tới giữ chặt lấy tay phải Lưu Hồng Giang, bắt đầu quan sát từng ngón tay của anh ta. Lưu Hồng Giang kêu gào thất thanh, tôi nói thật mà. Tôi không phải thử vương mà, nhưng tôi có thể nói cho các anh biết, cách người đó liên lạc với tôi. Diệp vô phong cười nhạt, ừ, thế mới ngoan, đỡ phải đau đơn thân xác bao nhiêu không? Từ cửa sổ phòng Lưu Hồng Giang đang ở, căn bản không thể nhìn thấy cái ghế đá kia, nên muốn theo dõi bộ ghế đá kia mỗi ngày có bao nhiêu người qua đó ngồi, phải đến một phòng khác để theo dõi. Hiển nhiên, Tiết Phi đã chuẩn bị xong hết rồi, ra lệnh cho hai thằng đàn em ghi lại tất cả chuyện xảy ra ở bộ ghế đá kia trong một ngày. Phái hai chuyên viên từ Hoa Cường tới phụ trách theo dõi, bắt đầu xem xét những đoạn video, từ đó tiến hành chọn lọc và sàng lọc, hy vọng có thể tìm được đầu mối. Đến cuối cùng, đàn em luôn chăm chăm theo dõi bộ ghế đá kia cũng chẳng tìm được rốt cuộc người nào mới là người có hành động không bình thường. Anh Diệp chúng tôi đã xem đi xem lại ba lần rồi vẫn không thể phát hiện ra người nào mới là người có vấn đề hai chuyên viên đây cực kỳ xấu hổ ngại ngùng nói diệp vô phong chăm chú nhìn màn hình kiên nhẫn nói mọi người đừng vội xem cẩn thận lại lần nữa nhất định có thể tìm ra con chuột sao kia hai nhân viên phụ trách theo dõi nghe thấy diệp vô phong gọi người kia là chuột chỉ cảm thấy buồn cười nhưng lại không biết đây chính là tên tổ chức của bọn chúng Sao bởi vì từ này trong tiếng Trung có nghĩa là chuột, mà quốc tế hóa nghe cho sang mới là Mickey nên người nào không biết sẽ chỉ hiểu như kiểu đang cười nhạo gọi đối phương là chuột nhất các thứ thôi. Tên ăn mày kia, Diệp vô phong bỗng kêu lên, quay lại chút, thêm chút nữa, đúng rồi, mau xem đi, động tác của tên đó. Tiết Phi cũng mở to mắt ra nhìn, trời ơi, sao chúng ta có thể không nghĩ tới, chính là cái tên ăn mày ất ơn này, nó là bọn Mickey đây nè. Lập tức phái các anh em, đi bắt tên Mickey ăn mày này lại. Một người phụ trách theo dõi khác cũng cảm thán không thôi, chủ tịch Diệp, anh đúng là mắt thần mà. Bọn tôi ngồi nhìn nửa ngày trời không thấy gì hết, anh nhìn một cái đã thấy ngay, giỏi quá đi mất. Diệp vô phong xua xua tay, đừng vội, việc tìm tên ăn mày kia, cứ từ từ mà làm là được. Việc chúng ta cần làm bây giờ, vẫn là tiếp tục quay video lại thật sắc nét, không được buông lơi một giây phút nào, đừng tưởng rằng bắt được một con chuột nhất là đã túm được thử vương. Lẽ nào tên ăn mày này không phải thử vương sao? Anh Diệp, sao anh biết? Tiêu Nghiêu Nhi cũng mở to con mắt trâu của mình lên, không hiểu chuyện gì. Diệp Vô Phong nói, tổ chức Mickey là một tổ chức bí mật, hầu như tất cả thành viên đều sử dụng hình thức liên lạc một đầu, nói rõ ra thì tổ chức này cực kỳ nghiêm ngặt trong chuyện giữ bí mật. Nếu tên ăn mày này vẫn có thể xuất hiện ở xung quanh đây, vậy có thể chứng minh cậu ta không phải người của Mickey. Hả, Tiêu Nghiêu Nhi cảm thấy cái đầu của mình không đủ dùng rồi. Diệp vô phong nói, tôi cảm thấy, tên ăn mày thực sự là ăn mày, không phải giả vờ đâu. Cho nên, rất có thể tên ăn mày nhận được tiền của người khác, sau đó nhận tất cả những nhiệm vụ được sắp xếp sẵn đem tới chỗ này. Tiêu nghiêu nhì chớp mắt lia lịa, trời ơi, bên kia làm thế này, phải tốn biết bao nhiêu chất xám trời. Không thấy mắc mệt hả? Tiết Phi nói, làm như vậy có thể đảm bảo cho tổ chức của bọn chúng không gặp nguy hiểm, tất nhiên là đáng rồi. Nửa tiếng sau, Đám anh em được Tiết Phi phái đi tìm xung quanh, tìm thấy tên ăn mày trong đoạn băng theo dõi, quả nhiên phát hiện ra, cậu ta chỉ là một tên ăn mày bình thường hay tới đây kiếm sống thôi, hoàn toàn không phải đóng giả, thêm nữa, chỉ số thông minh của cậu ta cũng chẳng ra sao cả, căn bản không nhớ ra ai là người bảo cậu ta làm việc này cả. Tiết Phi nghe thấy người đàn em kia báo cáo lại, cảm thấy không thể hiểu được, anh Diệp, nếu là anh anh sẽ dùng tới cái tên đầu óc nửa khùng nửa điên này đi giúp anh truyền tin sao? Diệp vô phong nhếch nhếch khóe miệng, để không lộ ra thân phận bản thân, cũng có thể lắm. Ây, đến đây manh mối lại đứt rồi, tiết phi bực bội không thôi, chúng ta làm biết bao là chuyện như vậy, đến đây lại thành công không? Diệp vô phong yên lặng suy nghĩ, một lúc lâu sau bỗng nhiên nói, tổ chức Mickey tuy rằng cực kỳ nghiêm mật, nhưng, cậu cảm thấy, nếu Lưu Hồng Giang đột nhiên mất tích, phía Mickey liệu có hành động gì khác thường không? Tiết Phi ngại ngùng lắc đầu, tôi có phải thử vương đâu, sao mà đoán được suy nghĩ trong đầu thử vương được. Diệp vô phong lại thở dài một hơi, bởi vì những thứ Lưu Hồng Giang biết quá ít, cho nên, sự tồn tại của tên này, đối với thử vương mà nói không mấy quan trọng. Tiết Phi chán trường nói, đã thế Lưu Hồng Giang còn là cô nhi, cũng không có gì để nắm thóp nó, chúng ta lại chẳng có gì để ép nó. Diệp vô phong nói, bất kể thế nào, chúng ta trải qua nhiều chuyện như vậy, ít nhiều gì cũng biết được gì đó, bởi vậy tổ chức Mickey này, mới đang đối phó với chúng ta hơn nữa còn thông qua một số thủ đoạn không được sạch sẽ thế nên chúng ta phải thanh lọc một số người trong nội bộ rồi tiết phi ngay lập tức xoa xoa nắm đấm đúng vậy một số nhân viên nội bộ nói không chừng có người là người của mickey ấy nhưng mà nếu thế này sẽ tạo ra tình thế gây hoang mang trong nội bộ diệp vô phong nói việc thanh lọc của chúng ta không được để xảy ra động thái quá lớn mục tiêu trước mắt vẫn là không nên để xảy ra tình trạng hỗn loạn ở công ty. Sau khi tôi trở lại, tôi sẽ cùng với một bảo vệ và nhân viên chuyên môn cấp cao bàn chuyện sắp xếp việc thanh lọc lần này. Được, để tôi gọi mấy người anh em đáng tin trong đội bảo vệ qua đây, ví dụ như Mã Vũ hoặc Hàn Kỳ, được không? Tiết Phi nghiêm túc nói. Ừ, lập tức bắt đầu cuộc họp, có điều việc theo dõi bên này cũng không được lơ là. Diệp vô phong căn dặn. Trong phòng làm việc của Lâm Thư Âm, Bạch Nhạn Phi và Tiêu Sắc, Tiêu Ngưu Nhi, Tiết Phi còn có Mã Vũ, Hàn Kỳ đều đến cả rồi, Diệp Vô Phong nói, tình hình trước mắt mọi người đều biết cả rồi, nhưng nếu chúng ta bắt đầu tiến hành cuộc thanh tẩy, bắt buộc phải tiến hành trong bí mật, chỉ giới hạn những người trong chúng ta được biết thôi. Hơn nữa, giám đốc Bạch bây giờ vẫn đang trong tình trạng bị độc chết, không được ra mặt. Chương 310, có người phối hợp. Bạch Nhạn Phi cười khổ, cứ để tôi lẩn trốn thế này mãi, nói thật hơi khó chịu. Diệp Vô Phong nói, vừa hay cô có thể trở thành thế lực ngầm cho chúng tôi bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay đánh cho kẻ thù một đòn được thôi vậy anh nói xem thanh lọc thế nào đây bạch nhạn phi tất nhiên đồng ý với ý kiến của diệp vô phong bởi vì diệp vô phong trước nay đều là một người túc trí đa mưu diệp vô phong nói chuyện này đành nhờ bạch nhạn phi và tiết phi dẫn đầu vậy bất kể ai có ý đồ tiếp cận giám đốc lâm và giám đốc tiêu đều phải theo dõi sát sao bất cứ lúc nào bất cứ là ai, cũng không được để bọn họ một mình ở gần hai người kia. Thủ đoạn có thể sử dụng của đối phương rất nhiều, lần này là hạ độc, lần sau rất có thể trực tiếp động dao động kéo. Cho nên, trước khi triệt phá được tổ chức Mickey này, chúng ta buộc phải cẩn thận hơn gấp mấy lần. Tiêu sắc gật đầu, ừm, CCTV xung quanh khu vực làm việc cũng bắt buộc phải tăng thêm. Còn nữa, như nhi, em phụ trách khu vực bên ngoài trụ sở chính của chúng ta, không được để một phần tử đáng nghi nào lọt vào. Tiêu Nhiu Nhi gật đầu liên liệ, yên tâm đi. Em bảo đảm không có một con ruồi đáng nghi nào có thể bay vào trong đâu. Diệp vô phong nói, chỉ cần Lâm Thư Âm trên đường đi làm, cậu và Tiết Phi buộc phải theo sát bảo vệ, không được thiếu một ai. Hai người cùng nhau gật đầu, rõ, không thành vấn đề. Tiêu sắc nói, giám đốc Bạch, nhiệm vụ của người vô hình, cô là ngày ngày hóa trang thành các kiểu người, đến công ty điều tra một chút xem, lỡ như phát hiện ra kẻ khả nghi nào, chúng ta cùng nhau bắt nó. Bạch Nhạn Phi cười nhẹ nói, rất tốt, vậy làm như thế đi. Hàn Kỳ, anh đặc biệt phối hợp với tôi đi. Hàn Kỳ lập tức đồng ý nói, rõ. Thế là, sau khi kết thúc cuộc họp cấp cao xong, toàn bộ công ty Hoa Cường xuất hiện biểu hiện bên ngoài bình yên lặng sóng, bên trong sóng giữ trào dâng. Từ bên ngoài nhìn vào tất cả mọi hoạt động kinh doanh của Hoa Cường đều bình thường, vẫn tưởng rằng Bạch Nhạn Phi đã bị độc chết rồi, không hề xảy ra biến động gì. Ngày 2 tháng 12, lại vào một buổi tối đẹp trời bóng dáng diệp vô phong xuất hiện trong trang viên nhà gia tộc mộ dung căn nhà nhỏ của mộ dung nghĩa và mộ dung tín đã trở thành căn nhà ma rồi thế nên buổi tối không ai dám tới gần hoàn toàn chống không bát tí hải thần bị thương nặng vẫn đang nghỉ ngơi dưỡng thương đóng cửa không chịu ra ngoài khu nhà nhỏ của gã ta nằm ở đầu bên cạnh khu nhà nhỏ của mộ dung hào giang diệp vô phong thẩm vấn mộ dung trí xong thành ra lại hiểu thêm về kết cấu trang viên của nhà mộ dung hơn điển hình như đêm nay diệp vô phong lẩn vào như trở về nhà của mình vậy mộ dung trí mô tả căn trang viên này hết sức chi tiết cũng có thể do tên dở hơi này cảm thấy diệp vô phong đã hiểu rõ cuốn những điều cốt yếu trong công pháp đạo gia long môn phái nên hiểu nhầm diệp vô phong là sư đệ đồng môn cũng nên nhưng khi diệp vô phong hỏi tới bức nhất lộ liên thăng thì mộ dung trí lại chưa từng thấy qua có điều mộ dung trí có nói bố ông ta xem bức tranh này như bảo vật trước giờ không để ai xem, cụ thể cất ở đâu ông ta cũng không biết, chắc là giấu trong căn hầm mộ dung hào giang chuyên cất giữ bảo vật. Mộ dung trí từng bước vào căn hầm cất giữ bảo vật của bố ông ta, nhưng cũng chưa thấy bức tranh ấy. Hơn nữa, mộ dung trí cũng không nói rõ căn hầm chuyên cất bảo vật kia của mộ dung hào giang vào bằng cách nào, có thể thấy ông ta là người thâm sâu thế nào, đến con trai mình cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Trang viên này được xây trên sườn đồi, có diện tích hơn 100 mẫu đất, phía trên cao còn có đèn chuyên dụng ban đêm có thể sử dụng để tuần tra bỗng nhiên ở phía đông nam trong trang viên phát lên một ánh sáng cháy rồi dập lửa đi báo cảnh sát đi gọi cứu hỏa ngay giữa đêm tối trang viên bỗng xôn xao hẳn lên diệp vô phong liếc mắt lẽ nào còn có người khác cũng đột nhập vào trang viên sao xem ra mình không cô đơn rồi mộ dung hào giang lập tức xuất hiện ở cửa khu nhà nhỏ trầm giọng hỏi làm sao vậy sao lại có cháy ở đây? Gia chủ, nguyên nhân gây ra cháy hiện vẫn chưa rõ, là cháy ở khu của cậu Năm. Hả, khu của thằng Tín, mộ dung hào ra ngơ ngác, con trai chết rồi, khu nhà của nó còn xảy ra cháy nữa. Lập tức chữa cháy, nhanh lên. Rõ, gia chủ yên tâm, chúng tôi hiện đang cử nhóm giỏi nhất đi dập lửa rồi. Hai anh em mộ dung nhân và mộ dung lễ sớm đã giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng sai người bắt đầu cố gắng hết sức dập lửa binh cứu hỏa, vòi rồng thay nhau phun về phía ngọn lửa đang thiêu rụi căn phòng của mộ Dung Tín. Mộ Dung Hào Giang không thể ngồi yên, cũng chạy tới khu nhà này, tự mình bắt đầu chỉ đạo. Tất nhiên đội tuần tra cũng phải tham gia vào đội ngũ dập lửa, qua hơn nửa tiếng đồng hồ, ngọn lửa lớn kia cuối cùng cũng đã được dập tắt. Khu nhà của mộ Dung Tín cũng hoàn toàn thay đổi, biến thành một mảnh đất hoang tàn. Hơn nữa có rất nhiều khu vực vẫn còn đang bốc khói không khí vẫn còn bị bao trùm bởi làn khói dày đặc, che lấp toàn bộ khu nhà. Những người đến chữa cháy từ từ tản ra, xe cứu hỏa cũng theo đó rời đi. Trang viên dần yên tĩnh trở lại, mộ dung hào ra cũng quay trở về nơi ông ta ở, hai người mộ dung nhân và mộ dung lễ bèn nhanh chóng tới theo tới báo cáo tình hình. Điều mộ dung hào ra không ngờ tới là, trước khi ông ta chạy tới khu nhà nhỏ để chữa cháy, Diệp Vô Phong đã đột nhập vào khu nhà, nấp trong thư phòng của mộ dung hào gia. Mà thời điểm Diệp Vô Phong đột nhập vào khu nhà, từ xa có một cặp mắt khác nhìn thấy rõ ràng từng hành động của Diệp Vô Phong, nhưng lại không hề tới ngăn cản anh, mà tiếp tục tìm chỗ khác trong trang viên trốn. Diệp Vô Phong không mang người nào theo cả và đương nhiên anh cũng không biết chủ nhân của cặp mắt kia là ai. Diệp Vô Phong không làm phiền tới bốn vị bảo vệ canh gác khu nhà, bởi vì trình độ của bốn vị bảo vệ kia cùng lắm cũng chỉ thuộc đẳng cấp đại sư thôi, làm khỉ gì có khả năng phát hiện ra dấu vết của Diệp Vô Phong đêm dần khuya, khu nhà cũng dần dần trở nên yên tĩnh, cho dù là đội tuần tra cũng không được tạo ra tiếng ồn gì, để tránh làm phiền tới giấc ngủ của mộ dung hào gia. Diệp vô phong yên lặng trốn trong thư phòng của mộ dung hào gia, trong đêm tối, anh dùng cảm giác nhạy bén của bản thân thăm dò cấu trúc căn phòng, mong rằng có thể tìm được cửa vào căn hầm chứa bảo vật của mộ dung hào gia. Có điều, trong thư phòng ngoại trừ kệ sách ra, chỉ có duy nhất một cái bàn luyện chữ lớn, một cái ghế dựa, rồi mấy dụng cụ uống trà các thứ, thực sự không thể tìm ra có chỗ nào khác biệt. Trên giá sách lại có rất nhiều dãy sách, xem ra mộ dung hào giang đúng là cất giữ rất nhiều sách, trên tường còn treo rất nhiều tranh của những họa sĩ nổi tiếng, thể hiện rõ cảm quan của chủ nhân căn phòng này không tệ chút nào. Diệp vô phong nhẹ nhàng lần mò căn phòng hết mấy vòng, lật kiểm tra hết phía sau mấy bức tranh rồi cũng không tìm thấy bất cứ vết tích của căn phòng bí mật nào hết. Sau đó, trong bóng đêm đen tối, anh lại chìm vào trầm tư, suy nghĩ về một vấn đề, nếu mình là mộ dung hào gia, mình sẽ thiết kế cửa vào của kho bảo vật ở chỗ nào nhỉ? Anh cực kỳ kiên nhẫn, vừa suy nghĩ vừa tìm kiếm, một tiếng trôi qua, cuối cùng không kiếm được gì cả. Anh cực kỳ không cam tâm, bởi vì sau khi anh quan sát cấu trúc của khu nhà này, nếu như có một căn hầm giấu bảo vật thì nhất định phải nằm ở thư phòng, không thể nào lại đặt ở phòng ngủ được. Nhưng mà, sao lại không tìm thấy cửa vào nhỉ? Diệp vô phong lại quan sát kỹ lại cách bày biện trong căn phòng một lần nữa, tranh vẽ, bàn sách, dụng cụ uống trà, giá sách, đúng vậy. Chắc chắn là giá sách này. Chính là cái giá sách khảm trong tường này. Diệp vô phong bắt đầu kiểm tra giá sách ngay, nhưng anh dùng hết cả tiếng đồng hồ để sờ vào từng ngóc ngách của mặt tường, cũng không thể tìm thấy cửa vào nào. Audio điện tử võ tấn bền chương 311, phung phí của trời. Diệp vô phong có chút bực mình, một mình ngồi vào cái ghế dựa gỗ đỏ duy nhất trong phòng, bắt đầu thẫn thờ. Trên bàn trước mặt có để giấy, bút và miếng mài mực, có thể thấy được mộ dung hào gia thường xuyên luyện chữ. Trên bàn còn có giấy tuyên thành đã được viết qua, từ bút tích để lại, bút pháp mộ dung hào gia luyện vật mà lại là cách viết chữ của vương nghi, hơn nữa lại khá đẹp. Nhưng diệp vô phong làm gì có tâm trạng mà ngắn bút pháp của ông ta. Thứ anh muốn tìm là cơ quan dẫn đến thông đạo hầm chứa bảo vật cơ anh bình tĩnh lấy lại tinh thần, cẩn thận giả soát lại những chỗ có thể bản thân đã vô tình bỏ qua, nhưng vẫn không có kết quả gì. Chán quá, Diệp vô phong banh hết càng ra, nằm vật trên chiếc ghế dựa bằng gỗ đỏ. Ấy, hình như chân đụng phải cái gì đấy. Diệp vô phong lười biếng không người, nhìn xuống chân. Nút ấn, trời đất ơi, tao tìm mày khổ lắm à nha. Vị trí cách cẳng chân chưa tới 20cm, có một nút ấn được giấu cực kỳ kỹ lưỡng, nếu không quan sát cẩn thận căn bản sẽ không thể chú ý đến nó diệp vô phong siêu vui mừng lập tức nằm sấp xuống không quan tâm tới mấy tiểu tiết gì nữa sắt cứ thế nhịn không được sờ sờ lên nút bấm kia rất bóng loáng rõ ràng thường xuyên có người sờ vào chắc chắn nó là một cơ quan diệp vô phong đoán chắc điều này xong thế là bắt đầu dùng một lượng sức lực nho nhỏ bật lên vặn ra hay là kéo ra đây sau khi thử vài lần Cảm thấy có chút gì đó biến chuyển này, Diệp Vô Phong lập tức tăng thêm sức mạnh. Bỗng nhiên anh quay người lại, phát hiện ra hai đầu lưng đối nhau của hai giá sách chợt có tiếng di chuyển, dịch chuyển về hai hướng. Trong lòng Diệp Vô Phong thầm thốt lên, quả nhiên vấn đề vẫn là nằm ở cái giá này. Chỉ là đối phương lại không sử dụng giá sách khảm tường làm cửa vào mà dùng một góc khác của nó. Một khi đã tìm được cửa vào của hầm giấu bảo vật rồi thì không còn gì phải do dự nữa hết. Diệp Vô Phong từ cửa vào kia chui tọt vào trong luôn. Bên trong có một cầu thang gỗ dẫn xuống dưới, đạp lên có hơi đông đưa, vừa xuống được 2 mét. Diệp Vô Phong để ý thấy cạnh tay cũng có một nút bấm nữa, anh kéo một cái, quả nhiên, nút bấm này dùng để khôi phục lại cơ quan về với trạng thái ban đầu. Diệp Vô Phong không mở đèn flash trên điện thoại lên bởi vì anh phát hiện ra rằng căn động này càng đi xuống càng trở nên rộng rãi, quan trọng hơn là trên đỉnh động vậy mà còn khảm cả dạ Minh Châu. Diệp Vô Phong nhịn không được tỉ mỉ ngắm nhìn mấy lần, cảm thấy cũng không phải thứ đáng giá tới vậy, chỉ là mấy thứ có thể tự phát sáng thôi. Trước mặt có một bậc thềm hướng xuống dưới, Diệp Vô Phong cảm nhận được đi ra khoảng vài chục mét, bước xuống rồi chắc cũng cao tầm ít nhất từ 7 đến 8 mét. Phía trước có một khúc quanh, xoay người 180 độ là một con đường dài khoảng 5 đến 6 mét. Đằng trước có cửa kính, Diệp Vô Phong vừa bước vào, cánh cửa kính kia tự động mở ra hai bên chưa cho Diệp vô phong một con đường vừa đủ để anh vui vẻ bước qua. Chào ôi, hàng công nghệ cao nghe, khả năng cảm nhận của Diệp vô phong không phải dạng nhạy bình thường, anh căn bản không cần dùng mắt nhìn, đã biết ngay trước mặt là một căn phòng siêu bự, có khi phải 200 mét vuông hoặc hơn, thiết kế bên trong cực kỳ tinh tế, trên mỗi bức tường đâu đâu cũng có két sắt mật khẩu với túi bảo hiểm các thứ. Mấy cái kết và túi này có rất nhiều cái được làm bằng hợp kim của nhôm, hoặc cũng có túi được làm bằng da bò, nhiều nhất là két được làm bằng sắt. Ghê thật chứ, mộ dung hào giang đúng là giỏi he, vậy mà tích được bao nhiêu là của lạ. Hôm nay tới đây, mình giàu to rồi. Diệp vô phong nhìn trái nhìn phải, ngẩng đầu, lần này trên trần nhà vậy mà được khảm giả minh châu thật. Hơn nữa vừa hay có hai viên, cách nhau khoảng 8 mét, phát sáng lập lánh, chiếu rọi khắp căn phòng, sáng trong rõ nét. Đối diện với nhiều kết sắt và kết khóa mã quá, diệp vô phong không biết phải bắt đầu mở từ đâu hơn nữa muốn tìm thấy bức họa nổi tiếng nhất lộ liên thăng đáng giá trên vài tỷ trong cái đống túi kết các thứ này không biết phải tới lúc nào mới tìm thấy đây diệp vô phong bỗng cảm thấy nản quan trọng là bức họa nổi tiếng có tên nhất lộ thiên thăng kia rốt cuộc trông như thế nào trời làm thế nào để kiểm định là thật hay giả diệp vô phong nào có biết đâu rất nhiều người từng thực hiện ước mơ đẹp là đi tìm bảo vật được giấu trong kho bảo vật, nhưng khi hầm bảo vật của mộ dung hào ra xuất hiện trước mặt Diệp Vô Phong thì đây lại không phải chuyện khiến anh vui vẻ gì cho lắm. Ở giữa còn bày ra một bộ bàn ghế bằng vàng nữa, còn có giá sách bằng gỗ hoàng hoa lê, trên mặt bàn còn để rất nhiều sách được bao bởi da bò. Không cần nhìn, chắc chắn là bản vừa cổ vừa quý vừa hiếm nhể. Kiểm tra thử một chút chiếc ghế quan có vẻ đến từ thời nhà Tống, Diệp Vô Phong cầm trong tay, Cân thử, quả nhiên rất ư là nặng. Hơn nũa trên ghế và trên bàn đều rất sạch sẽ sáng bóng, không dính chút bụi nào, chắc là thường xuyên có người lui tới, mà ngoại trừ mộ dung hào giang ra, chắc cũng chẳng còn ai khác. Diệp vô phong thầm nghĩ, đến con trai của ông ta mộ dung trí còn chưa được vào đây, xem ra cái nơi này chỉ có một mình mộ dung hào ra mới được vào thôi. Nhưng điều khiến Diệp vô phong cảm thấy kỳ lạ là, nếu môn dung hào giang đã không cho người khác vào rồi, sao lại thiết kế cơ quan đơn giản như thế nhỉ? Diệp vô phong tiện tay kéo một cái là có thể mở ra được, hơn nữa còn rất ư thuận lợi mà chủ tọt vào trong cơ. Nhưng mà cái này không quan trọng, Diệp vô phong tính bắt đầu tìm đồ. Quả nhiên, ở đây có tất cả các dụng cụ luôn, công cụ chuyên mở gói, các loại dao nhỏ, keo dính, silicon, thế mà lại có cả công cụ chuyên dùng mở túi mới ghê chứ. Nhưng mà, nhiệm vụ của Diệp vô phong là phá hoại. Keng soạt soạt, Diệp vô phong chọn ra một cái túi được bọc bởi bao da bò trong đống bảo vật, dùng dao mở ra, bên trong hiện ra một cuộn trục cuốn. Diệp vô phong nhẹ nhàng gật đầu, có thể hôm nay ăn may rồi, lần đầu lôi ra lại lôi được ngay cái mình cần này. Tốn biết bao nhiêu là sức mới có thể mở ra một bao da bò được bao cực kỳ chặt, lấy quyền trục ra, Diệp vô phong cẩn thận từ từ mở ra, tôm hả? Là tôm do tư bạch thạch đích hả? Diệp vô phong tiện tay vứt sang một bên, cũng không thèm cuộn lại luôn, lập tức đi mở một cuốn trục được bao bởi bao da khác. Trương Đại Thiên, Phán, Lưu Hải Lật, tạm biệt luôn, Đường Dần, bai. Những bức tranh trong tay Diệp Vô Phong bị anh vứt đi, nếu để những người trong giới chuyên môn nhìn thấy, chắc chắn sẽ mắng Diệp Vô Phong là một tên phá gia chi tử. Những bức họa đó, cho dù từ Bạch Thạch Địch chỉ tiện tay vẽ vài nét cũng đã đáng giá trên chục triệu bạc rồi. Nếu thực sự là bản gốc do Đường Dần vẽ, thì giá trị của nó cũng phải trên vài trăm triệu đồng. Hơn nữa, những bức họa cổ thế này nếu như bảo quản không cẩn thận, thường xuyên để nó tiếp xúc với không khí, khẳng định rất nhanh sẽ không còn dùng được nữa. Thế này gọi ngắn gọn là lãng phí của trời nha. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Diệp vô phong vẫn không tìm được bức tranh, nhất lộ liên thăng, mà anh muốn tìm, anh đã mở ra hơn ba chục bức danh họa rồi. Anh còn đang nghi ngờ rằng có khi nào bức nhất lộ thiên thăng trước giờ không để ở đây không nhỉ. Những bức họa bị anh vứt sang một bên kia lấy đại một bước nào ra ngoài cũng sẽ trở thành tin tức hot hòn họt. Dù sao thì, mộ dung hào giang thống trị Hoa Hải cũng hơn mười mấy năm rồi, vơ vét được vô số những bức họa nổi tiếng quý hiếm, còn có rất nhiều bức là bản gốc hàng Real kia. Diệp vô phong không để ý tới mấy thứ này, anh nào có chịu trách nhiệm bảo tồn di tích văn hóa đâu, anh chỉ muốn tìm bức nhất lộ liên thăng, thôi. Mấy cái khác anh mặc kệ. Lại tìm thêm một lúc nữa, Diệp vô phong không những mệt mỏi, mà trong lòng còn bắt đầu nổi nóng, giờ phải làm sao trời. Biết vậy mang theo mấy người tới giúp thì đã rút ngắn được thời gian tìm kiếm biết bao nhiêu rồi. Nhưng anh lại đến một mình, mà thủ vệ trong trang viên lại cực kỳ nghiêm ngặt, ước mơ tìm người tới giúp, chỉ có thể đem vứt xó thôi. chương 312, cực kỳ lụi bại. Tiếp tục, loạt soạt, siêu đẳng của Diệp Vô Phong lại khởi động. Khốn nạn, Diệp Vô Phong, sao mày lại ở đây được? Mày vào bằng cách nào? giọng nói giận dữ của môn dung hào giang vang lên. Đôi tay đang bận biểu phá hoại của Diệp vô phong cũng chợt dừng lại, trong lòng âm thầm hối hận thôi xong. Tập trung quá rồi, cộng thêm tiếng xe ra bò lớn quá, thành ra lại không nghe được tiếng mộ dung hào ra bước vào. Thế này phải làm sao đây? Suy cho cùng Diệp vô phong cũng là người có kinh nghiệm đầy mình, mà trước giờ vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, trên tay anh còn cầm một bức tranh, âm thanh loạt giọt vang lên, nhìn về phía mộ dung hào giang đang đứng ở cửa gia chủ nhà mộ dung hả, tôi đây đang giúp ông kiểm tra lại mấy bức tranh chữ này ấy mà, ha ha. Khó khăn lắm ông mới siêu tầm được mấy bức tranh cổ có giá trị lớn thế này, tôi tới đây thưởng thức kết, với tư cách là người cùng đạo, ông cũng đừng nhỏ nhen quá làm gì ha. Lồng ngực mộ dung hào giang phập phồng tức giận, diệp vô phong. Mày đúng là một thằng khốn nạn, cùng đạo cái gì, bức tranh trên tay mày đang cầm, là bản gốc hoa điểu của Tống Huy Tông đó. Để mày cầm như thế hả, đúng là đàn gảy tai châu mà, tức chết ông đây rồi. Loạt soạt, Diệp vô phong tiện tay vứt lên bàn, cũng không biết bức tranh này có vì vậy mà hư hỏng không. Anh phủi tay, đi về phía môn dung hào giang, gia chủ nhà mộ dung, thực sự ngại quá, vậy thì tôi không xem mấy bức tranh của ông nữa, tôi đi là được chứ gì. Đi, Diệp vô phong, tao với mày còn có mối thù không đội trời chung, một khi mày tới đây, thì đừng có mơ tới chuyện rời đi nữa. Mộ Dung Hào Giang không hề che đậy mục đích của bản thân. Mày sẽ chết ở đây, mãi mãi không còn cơ hội trở về nữa. Diệp vô phong chớp chớp mắt, hình như chỉ có mỗi mình ông nhỉ? Sợ là không đủ đô đâu. Bước chân của anh cứ từ từ tiến lại gần Mộ Dung Hào Giang. Mặc dù Mộ Dung Hào Giang tột cùng tức giận, nhưng ông ta lại lùi về sau một bước. Đột nhiên ở một vị trí bên ngoài cửa đập mạnh một cái. ầm, uhm, trong chớp mắt, hai cánh cửa bằng kính kia hợp lại làm một. Lúc này cơ thể Diệp vô phong cũng bắt đầu lên dây cót, giống như một mũi giáo vậy, phóng về phía cánh cửa kia. Bốp, Diệp vô phong dùng tay ôm lấy đầu, mạnh mẽ đụng vào cánh cửa, cánh cửa kia có vẻ còn cứng hơn sắt thép, căn bản không hề hấn gì. Diệp vô phong đụng đến mức hoa mắt chóng mặt, ngã nhào lên mặt đất, dùng sức lắc đầu, cố gắng đứng dậy, đờ mờ, mộ dung hào giang, ông làm cửa chắc thế làm gì? Này là muốn nhốt chết ông đây hả? Nói đến đây, trong lòng Diệp Vô Phong chợt lạnh ngắt, thôi xong. Đây là một phần ngầm dưới đất mà, hơn nữa còn không có thức ăn và nước uống. Cho dù Diệp Vô Phong có trâu bò hơn nữa, nếu không có nước ăn và nước uống thì khẳng định cũng sẽ biến thành một quả trứng nát, đói chết ở đây. Ha ha, Diệp Vô Phong, mày cũng có ngày hôm nay. Hầm chứa bảo vật của tao, không cho phép của người thứ hai bước vào, ai bước vào người đó phải chết. Mày đã dám vào đây, vậy số mày cũng tới rồi mày còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không ngại có thể tâm sự tao nghe thử mộ dung hào giang cười ác độc tâm sự ha ha diệp vô phong thả lỏng cơ thể đi về phía ghế dựa màu vàng làm bằng gỗ trinh nam mất công mất sức kéo nó qua đây ngồi xuống phát chân mộ dung hào giang cứ cho là tôi tâm sự với ông xong rồi ông có thể giúp tôi hoàn thành không mộ dung hào giang cười âm trầm nói tất nhiên là không rồi tao chính là muốn mày chết đi trong hối tiếc Mày bây giờ chỉ giống một con chuột nhắt trong tay tao thôi, chắc mày biết trò mèo vờn chuột mà nhỉ." Diệp Vô Phong cách một tấm cửa kính, nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Hào Giang, "Cha già, có bản lĩnh, ông bước qua đây nói chuyện này." Mộ Dung Hào Giang căm giận nhìn Diệp Vô Phong, "Hứ." "Diệp Vô Phong, tao muốn mày phải chết, tao muốn mày từ từ cảm nhận cái chết." Hình như Diệp Vô Phong không hề lo lắng, "Cha già, ngày tàn của nhà Mộ Dung ông tới rồi đấy." dựa vào chút bản lĩnh nhỏ nhoi của ông, muốn tôi chết, còn khó lắm. Đúng rồi, ông siêu tầm nhiều bảo vật quý như thế, xem ra muốn tôi giúp ông thu dọn chút nhỉ. Mày có ý gì, mộ dung hào giang tức giận nhìn Diệp vô phong. Mày muốn làm gì cơ? Diệp vô phong thể hiện bản sự chán trường, tôi thì có ý gì cơ, tôi nói là, lỡ như bị ông nhốt ở đây, nhàn rỗi quá không có gì làm, ở đây có nhiều đồ chơi như vậy, vừa hay tôi có thể cầm ra chơi. xột soạt, sau khi anh đứng lên đi đến cạnh bàn bèn trực tiếp xé bức hỏa hoa điểu của tống huy tông thành hai mảnh sau đó còn kiên nhẫn xé thành vài mảnh nữa rồi vứt thẳng xuống đất á à, giọng nói mộ dung hào giang mang theo tiếng xót xa thấu tận tim gan vang lên khốn nạn một thằng khốn nạn sao mày có thể xé nó chứ bước đó bây giờ đáng giá hơn vài trăm triệu đó mày là cái dòng thứ khốn nạn diệp vô phong thấy được bôn dạng tiếc thương đau đớn của ông ta bèn cười hi hi dùng sức mạnh mở ra một cái két bằng hỗn hợp kim, phát hiện ra bên trong có một cái hũ bằng sứ, một màu đen bóng, còn có tai hai bên, anh cầm trên tay, cân nhắc nói, một cái hũ đen thui thế này thì có tác dụng gì chứ? Làm bồn đái thì to quá, làm bồn rửa mặt thì nhỏ quá, đơn giản chỉ là một thứ vô dụng. Bốp, Diệp vô phong thẳng tay vứt cái hũ kia xuống đất, chấp một cái vỡ thản 80 mảnh nhỏ. Hả, cái thằng khốn nạn, mày buông ra, dừng tay lại ngay nhìn thấy mặt đất toàn mảnh vỡ, mộ dung hào giang càng đau lòng hơn, hận không thể lập tức bóp chết Diệp vô phong. Diệp vô phong lại lôi ra một bình xanh ngọc bích tinh xảo, cầm trên tay đưa về hướng dạ Minh Châu ngắm nhìn, nhìn trái rồi nhìn phải. Trái tim của mộ dung hào giang đã bay lên tới tận cổ họng luôn rồi, cái bình xanh ngọc bích này còn quý hơn cái hũ đen bóng hồi nãy nhiều, giá trị của nó ít nhất phải từ vài tỷ trở lên, nếu như đem bán đấu giá, đấu lên hơn 6 tỷ vẫn có thể có người mua diệp vô phong cố ý muốn chọc giận ông ta mộ dung hào giang lão già kia ông đã từng nghe thấy tiếng vỡ của mấy cái bình màu xanh ngọc bích thế này bao giờ chưa không không được làm vỡ nó tất cả bảo vật trong này tao đều cho mày hết mày ngàn lần đừng có tiếp tục nữa tao cầu xin mày đó mộ dung hào giang khổ sở lắm mới siêu tầm được mấy thứ bảo vật này có cái nào không phải ít nhất từ vài triệu đến vài chục triệu trở lên đâu nếu như không cẩn thận làm hỏng mất vậy đơn thuần chính là một tên siêu cấp phá ra chi tử. Sao tôi phải nghe lời ông nhỉ? Diệp vô phong nói xong, cố ý dơ cao bình ngọc bích lên cao, sau đó buông lỏng tay ra. Choang, một âm thanh thanh thúy vang lên. Mộ dung hào giang phun ra một tiếng, ngã ngồi trên đất dòng thứ khốn nạn. Mày không phải con người. Cảm ơn đã khen, Diệp vô phong không quan tâm nhìn ông ta. Thực ra, cái phòng lớn này của ông ấy nên đem đi bịt kín lại, rồi ông đem một ít khí độc sang đây thế là tôi sẽ chết mau lắm đấy mày mộ dung hào giang đã từng chứng kiến thời khắc lâm chung của rất nhiều người rất nhiều những anh hùng hào kiệt trên giang hồ đến giây phút cận kề cái chết thực sự đều nhận tội cúi đầu xin tha rất nhiều hành động mất mặt đều dám làm ra nhưng cái tên diệp vô phong trước mặt này lẽ nào đầu óc có vấn đề hả thằng khốn này lại thực sự muốn được chết cơ thực ra diệp vô phong cũng cực kỳ lo lắng anh một thân một mình xông vào trang viên nhà mộ dung, lại bị nhốt ở một nơi tử địa thế này, gọi trời không nói, gọi đất không hay, làm một tư lệnh long môn, đúng là mất hết cả mặt mũi. Hơn nữa, ban nãy anh vừa liếc qua điện thoại xong, chỗ này đến sóng cũng không có nốt. Anh cũng mất luôn cách liên lạc duy nhất với bên ngoài. Được, nếu mày đã muốn chết như thế, tao đành hoàn thành tâm nguyện cho mày. Mộ dung hào giang giống như đã nghĩ thông rồi, giận đùng đùng nói. Chương 313, mở miệng xin tha. Chính vào lúc Mộ Dung Hào Giang xoay người đi lấy khí độc, bỗng cảm thấy phía sau lưng xuất hiện thêm một bóng dáng của người nào đó. Ai đó, mày là ai, sao có thể tới được đây? Mộ Dung Hào Giang bị dọa cho hết hồn, cho dù ông ta cũng là một đại cao thủ, nhưng người này có thể không một tiếng động nào tiến tới sau lưng ông ta, chỉ vậy thôi cũng đủ cho bản thân túa mồ hôi lạnh. "Ngài Mộ Dung, tôi cần bức tranh của ông." phiền ông đưa tôi đi lấy cảm ơn dung kinh hồng nở nụ cười bình tĩnh nhìn ông ta thời khắc diệp vô phong nhìn thấy du kinh hồng bèn cảm thấy bản thân được cứu rồi khó trách trước khi bản thân đi vào hầm chứa bảo vật viên trang lại bị dính phải một trận cháy nhỏ biết thân này không thể đi trầu diêm vương nữa rồi thế là thôi không đập phá bảo vật trong hầm nữa không đời nào mộ dung hào giang trực tiếp từ chối yêu cầu vô lý của du kinh hồng du kinh hồng một chút cũng không hề nổi giận từ từ bước tới cánh cửa kính nói mộ dung hào giang mở cửa ra lúc mộ dung hào giang xoay người muốn chạy trốn đột nhiên phát hiện ra cơ thể mình cứng ngắc thế mà đã bị du kinh hồng khống chế được điểm yếu rồi mở cửa ra giọng nói của du kinh hồng mặc dù trầm thấp nhưng lại mang theo một âm sắc nghiêm khắc không dễ chống lại mộ dung hào giang cực kỳ bực mình trải nghiệm qua chiêu thức ban nãy ông ta càng nhận thức được rõ ràng hơn khoảng cách giữa ông ta và du kinh hồng ít nhất cũng phải từ 18 ngàn cây số. Trừ khi mày giết tao đi, không thì tự đi mà mở. Mộ Dung Hào ra căm hận chừng mắt nhìn Du Kinh Hồng. Bỗng nhiên, ông ta nhìn về phía hai nút bấm ở bên cạnh cửa kính, sau đó cười đắc ý, đúng rồi, không ngại nói cho tụi bay biết luôn, hai nút này một nút thực sự có thể thải khí độc ra, một cái còn lại dùng để kích hoạt thuốc nổ đấy. Hừ, tuy rằng Du Kinh Hồng kinh nghiệm đầy mình, nhưng đối với kiểu tình huống này cũng ít được thấy qua, cô ta đành phải nghi hoặc nhìn về phía diệp vô phong sau đó nhún vai lắc đầu ra hiệu rằng bản thân cô ta cũng không nhìn rõ mộ dung hào giang thao tác như nào làm thế nào mới có thể mở được cánh cửa này ra ánh mắt du kinh hồng rét lạnh đây là lần thứ ba tôi hỏi ông rồi còn không nói tôi không nhẹ tay với ông nữa đâu mộ dung hào giang phì cười còn không nhẹ tay với tao à diệp vô phong có khi nào nhẹ tay với tao đâu nó giết hai thằng con trai tao còn giết cả cháu trai mộ dung đông của tao thế nên tao muốn nó chết đấy mày muốn đi theo nó tao không phản đối đâu khạc khạc du kinh hồng gặp phải vấn đề khó rồi trước mắt chỉ có hai nút bấm một cái xả độc cái còn lại thì kích nổ lẽ nào còn có cái thứ ba hoặc là cùng lúc bấm hai nút thì có thể mở được cửa ra nhưng mà cái này không thể cược đại đâu bởi vì tiền cược là tính mạng của ba người bọn họ đó diệp vô phong cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng đội trưởng du thằng cha già này chắc chỉ đang hù người thôi ha. Chỉ có hai cái nút này thôi đấy. Vừa nãy tôi có thấy ông ta ấn một lúc, cửa kính đóng lại ngay. Thực sự không nhìn ra rốt cuộc là lão ta bấm vào nút nào, thẩm vấn ông ta đi. Chém ông ta thành 108 mảnh, tôi không tin, ông ta vẫn có thể cứng đầu cứng cổ không nói. Xoạt, Du Kinh Hồng lấy ra một con mã tấu, đôi mắt đẹp lộng lấy của cô ta nhìn về phía môn dung hào giang, trông giống một tên đồ tể quan sát kỹ lưỡng con mồi, xem nên bắt đầu từ đâu xuống đao gia chủ nhà mộ dung mạng của ông đang nằm trong tay tôi đối với dạng tình huống này chắc ông cũng tự nắm rõ chứ nhỉ tôi có thể nói cho ông hay cho dù ông có thể giết chết diệp vô phong thì tôi cam đoan thể nào ông cũng là người đi trước có điều tôi sẽ không để ông chết được thoải mái đâu ông sẽ được chết một cách thật chậm rãi thật chậm chậm tới khi tâm hồn ông sụp đổ thành từng mảnh thậm chí phải quỳ xuống cầu xin tôi giết ông đi xoẹt xoẹt mã tấu của Du Kinh Hồng nhanh như chớp, quét qua trên người mộ dung hào giang, thế là toàn bộ túi quần túi áo trên người ông ta đều bị cắt sạch, toàn bộ đồ vật ở trong đó phát ra tiếng oang oang, rơi xuống đất. Thủ pháp của Du Kinh Hồng hết sức quỷ dị, lại có thể nhắm chính xác vào đồ vật trong túi của ông ta, túm lấy kiểm tra từng cái một. Động tác của cô ta khiến cho mộ dung hào giang cả người đang cứng ngắc kia, nhìn tới hoa mắt chóng mặt, ông ta lại nhận thấy thêm về bản lĩnh của người phụ nữ thuộc đẳng cấp cấp quốc gia, cảm thấy người phụ nữ này không thua kém gì Diệp Vô Phong kia. Chùm chìa khóa, trang hạt, hợp đựng thuốc lá, bật lửa, ngoài mấy thứ này ra, căn bản không còn gì khác. Du Kinh không không tìm thấy thứ cô cho là có giá trị, bỗng nhiên biểu cảm thay đổi, thoát cái túm lấy tay trái mộ dung hào giang, trực tiếp ấn vào bức tường bên cạnh, mã tấu trong tay, sau đó nhìn như vứt một bông hóa, dùng ngón tay giữ lấy đầu con dao, dùng cán dao dập vào phía ngón tay út mộ dung hào giang. Bốp, bốp, Du Kinh Hồng rất bình tĩnh, dập rất chậm rãi, sức mạnh cũng không lớn, nhưng mỗi lần dập đều khiến mộ dung hào giang đau đến nhói lòng. Xịt, mộ dung hào giang liên tục thở hắt ra vài hơi, nhưng kiên cường chịu đựng, cắn răng không nói. Du Kinh Hồng không hề nóng vội, y như cũ cứ, cứ từ từ dập, dập lại dập tiếp, sử dụng một tốc độ cực kỳ chậm rãi, nhưng kia lại là ngón tay út, cho nên rất nhanh đã bị sưng lên, biến thành hình dạng thô giáp. Điều này chứng minh rằng ngón út đã bị thương, nếu còn tiếp tục sử dụng sức mạnh thế này sẽ khiến cho cảm giác đau đớn càng lớn hơn nữa. Động tác làm việc du kinh hồng không hề có dấu hiệu dừng lại, giống như cô ta có thể làm việc này suốt đến vô hạn thời gian. Phi, phi, Mộ Dung Hào Giang bắt đầu thở dốc, toàn thân đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Mười ngón tay nối với tim đấy trời ơi, đội trưởng du chiêu này của cô không tệ đâu. Diệp Vô Phong hớn hở nhìn tất cả sự việc, nhàn rỗi lắc lắc túi trong tay du kinh hồng cười với diệp vô phong tư lệnh diệp anh cứ ngồi đó từ từ mà xem kịch hay đi nói xong lời này mục tiêu của cô ta lại chuyển thành ngón áp út của mộ dung hào giang từng chút từng chút một không nhanh không chậm đừng đừng mà mặc dù là đánh vào ngón áp út nhưng ngón út đã bị thương rất nặng rồi chỉ cần một chút chấn động nữa thôi cũng có thể khiến nỗi đau thấu tận trời xanh mộ dung hào giang vẫn đau đến đổ mồ hôi toàn thân run rẩy tư lệnh diệp nó là tư lệnh gì chứ mộ dung hào giang có ý muốn rời đi sự tập trung để quên đi nỗi đau trên ngón tay tư lệnh long môn ấy ông không biết hả du kinh hồng vẫn tiếp tục dập không hề dừng lại cái gì tư lệnh long môn mày đang nói nó vậy mà lại là tư lệnh của long môn ấy hả mộ dung hào ra cực kỳ kinh ngạc trước tới nay ông ta chưa từng nghĩ tới người tới hoa hải rồi trở thành đối thủ của ông ta lại là một tư lệnh long môn tiếng tăm lừng lẫy trên toàn thế giới người này cũng trẻ quá rồi ấy chứ." Du Kinh Hồng thong thả nói, cứ cho là tôi không cứu được anh ta ra, chỉ cần tôi đem tin tức này truyền ra ngoài, tư lệnh Long Môn bị ông nhốt ở trong hầm bảo vật này, ha ha, Mộ Dung Hào Giang, ông nên biết, nhà Mộ Dung của ông sẽ bị Long Môn tiêu diệt tận gốc. Khẳng định sẽ bị diệt tới từng ngọn cỏ, một cái cũng không trừ lại. "Hả? Vâng, vâng, vâng." Mộ Dung Hào Giang đương nhiên hiểu rõ, dựa vào sức mạnh của Long Môn muốn tiêu diệt một nhà mộ dung nhỏ bé ở Hoa Hải, chỉ đơn giản như đạp hết một con bò. Cũng chỉ có đạt tới tầng lớp của ông ta, mới có thể nghe tới tổ chức bí mật mà lớn mạnh Long Môn này, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, trước giờ ông ta chưa từng được tiếp xúc với Long Môn lần nào. Kể cả ngài bốp kia cũng chưa chắc có tư cách tiếp xúc với đẳng cấp cao như Long Môn. Thế mà, Diệp Vô Phong lại có thể là một tư lệnh của Long Môn. Môn Dung Hào Giang bị thân phận này của Diệp Vô Phong chấn động mất nửa ngày trời vẫn còn ngơ ngác, ngồi so sánh chút, thì nỗi đau từ ngón tay truyền tới căn bản không là gì so với nỗi đau trong lòng bây giờ nữa rồi. Đội trưởng Du, tôi nhận tội, tôi cái gì cũng đưa hết, không cần phải đánh nữa đâu. Mộ Dung Hào Giang mở miệng cầu xin tha mạng, chương 314, Thử Vương thăm hỏi. Du Kinh Hồng ngược lại ngạc nhiên, hả? Vậy ông mau chóng mở cánh cửa trong suốt này ra, được, mộ dung hào giang cố đè nén cơn đau đớn, sau khi du kinh hồng giúp ông ta phá giải ma huyệt liền đi về phía hai cái ấn kia. Đứng lại, du kinh hồng lách mình như một bóng ma, đi đến bên cạnh mộ dung hào giang, nhìn thật kỹ ông ta tại sao đột nhiên ông lại nghĩ thông suốt rồi. Ông sẽ không đùa giỡn bịp bợm gì đấy chứ. Nơi này là lòng đất, cô ta thực sự lo lắng, một khi mộ dung hào giang kích nổ thuốc nổ, cô ta và Diệp vô phong cũng phải chôn cùng với mộ dung hào giang vậy thì thật không đáng. Tinh thần mộ dung hào giang xa suốt tới cực điểm, thở dài nói, đội trưởng Du, Diệp Vô Phong thật sự là tư lệnh long môn. Hả, tất nhiên rồi, tôi có cần phải nói dối không? Du Kinh Hồng gật đầu. Cho dù lá gan của mộ dung hào giang tôi to bằng trời, cũng không thể trêu vào tư lệnh long môn. Tôi sợ dòng họ mộ dung của tôi sẽ biến mất vĩnh viễn. Vì vậy, tôi sao dám thương tổn tính mạng của tư lệnh long môn chứ? À, hóa ra là như vậy sao du kinh hồng trái lại kinh ngạc cô ta liếc nhìn chằm chằm diệp vô phong trong lòng thầm nghĩ sớm biết danh hiệu tư lệnh long môn trên báo mộ dung hào giang liền kinh sợ cần gì phải phí nhiều khổ sở như vậy mộ dung hào giang gật đầu ừ tư lệnh long môn là vì hạnh phúc của tất cả người hoa nếu như tôi giết anh ta rồi chẳng khác nào chống đối với tất cả người hoa đồng thời cũng khiến cho dòng họ của tôi đi tới họa diệt môn vì vậy tôi chỉ có thể thả anh ta thế nhưng tôi là đại biểu cấp độ quốc gia, chẳng lẽ ông không sợ tôi? Du Kinh Hồng có chút không cam tâm. Mộ Dung Hào Giang nói: đội trưởng Du, tuy rằng cô lợi hại, nhưng nếu như cô đại biểu quốc gia, cần phải luật, cần phải nói đạo lý. Ha, à, Diệp vô phong mỉm cười. Mộ Dung Hào Giang, hóa ra ông không phải sợ tôi nói đạo lý nhất. Không không, tư lệnh Diệp, ý tôi không phải như vậy. Mộ Dung Hào Giang nhất thời cũng không biết trình bày như thế nào chỉ có thể luôn miệng nói xin lỗi thực xin lỗi tư lệnh diệp ý của tôi thật không phải là như vậy đừng nói nhảm nữa mau tranh thủ thời gian mở cửa ra đi diệp vô phong nói cứ bị nhốt ở đây trong lòng không biết phải làm sao vâng mộ dung hào giang đưa tay về phía hai cái ấn đợi đã du kinh hồng cẩn thận quan sát ánh mắt của ông ta được ông có thể bắt đầu rồi du kinh hồng vẫn nghiêm nghị đứng ở bên cạnh mộ dung hào giang nhưng kỳ thật sự lo lắng của cô ta cũng là dư thừa nếu mộ dung hào giang thật sự muốn hại bọn họ nhất định thêm cũng hại thêm cả bản thân căn bản không kịp ngăn cản mộ dung hào giang đồng thời đè hai cái ấn xuống quả nhiên cánh cửa trong đã lặng lẽ mở ra du kinh hồng liều mạng tiến lên trực tiếp đè mộ dung hào giang lại đi vào bên trong cánh cửa trong suốt mộ dung hào giang chán nản thở dài không nói gì thêm thật ra ông ta nhìn bãi bừa bộn đầy đất do diệp vô phong gây ra kỳ thật cũng vô cùng đau lòng tư lệnh diệp rốt cuộc anh muốn tìm cái gì ông ta nhìn ra manh mối từ trong diệp vô phong nói có một bức tranh tên là nhất lộ liên thăng tôi chỉ muốn bức tranh này những thứ trầu báu khác tôi đều không cần nhất lộ liên thăng vẻ mặt mộ dung hào giang thay đổi tư lệnh diệp anh chỉ cần bức tranh đó diệp vô phong gật đầu ừ mộ dung hào giang thở dài tôi lấy cho anh Diệp Vô Phong và Du Kinh Hùng liếc mắt nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Rất nhanh mộ dung hào giang đã lấy ra một chục cuốn bao bọc bởi gia châu, đưa cho Diệp Vô Phong, tư lệnh Diệp, đây là nhất lộ liên thăng, là tác phẩm của Đại sư Lưu Hải Thanh, giá thị trường trước mắt, ít nhất là 100 triệu. Diệp Vô Phong nhìn thoáng về phía Du Kinh Hồng, khẽ gật đầu, mộ dung hào giang, tôi vẫn muốn mở ra kiểm tra xem là thật hay giả. Xin tư lệnh Diệp cứ tự nhiên, Mộ Dung Hào Giang cũng không nóng nảy chút nào. Diệp Vô Phong mở trục cuốn ra, đặc biệt để cho Du Kinh Hồng kiểm tra một chút, Du Kinh Hồng kẽ gật đầu với anh. Diệp Vô Phong cất kỹ trục cuốn đi, nghiêm túc nhìn Mộ Dung Hào Giang, ông nhất định vẫn không nhận thua ân oán giữa chúng ta, nhưng mà không sao, tôi cũng hoan nghênh ông đến báo thủ bất cứ lúc nào. Không dám, Mộ Dung Hào Giang cúi người lắc đầu. Diệp Vô Phong nói, nhưng mà, tôi cũng phải cảnh cáo ông chính là, thân phận của tôi, không được nói với bất kỳ ai. A, à, tôi đã biết. Mộ Dung Hào Giang cũng không hỏi vì sao, đã đồng ý. Thấy hai người Diệp Vô Phong phải đi, Mộ Dung Hào Giang chẳng quan tâm xử lý bãi bừa đầy trên đất do Diệp Vô Phong làm ra mà đi theo ra ngoài, tư lệnh Diệp để tôi cử người tiến các anh trở về. Diệp Vô Phong vội vàng ngăn cản, vậy thì không cần. Thân phận của tôi không thích hợp bại lộ, ông cũng không cần khách sáo như thế. Chúng ta đến đây thế nào? vẫn trở về như thế. Nhìn hai người Diệp vô phong đi vào trong bóng tối, trong nháy mắt mộ dung hào giang dường như già đi 20 tuổi, ông ta thở dài một hơi, tuy rằng tôi không biết sao lại đắc tội tư lệnh Long Môn, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể quên hết ân oán trước kia, nếu không, cái chết của dòng họ mộ dung sẽ không dừng lại ở hai người Nghĩa Nhi và Thư Nhi đâu. Hai, con ơi, bố thực xin lỗi các con, biết rõ kẻ thù đang ở trước mắt, nhưng bố không có dũng khí báo thù, cho dù là đã đến dưới cửu tuyền, bố cũng xấu hổ với các con. Vì vậy, toàn bộ thế lực ngầm của Hoa Hải bị tẩy bài một lần nữa, dưới sự lùi bước của dòng họ mộ dung, tiêu tường đã đem hầu hết bộ phận địa bàn của Hoa Hải, nhét quyền quản lý về bản thân, trở thành nhân vật hàng đầu Hoa Hải, tiêu nghiêu đương nhiên cũng theo đó mà nở mặt nở mày. Dòng họ mộ dung không còn huy hoàng, đã trở thành bông hoa tàn hôm qua, bầy mưu đặt kế mộ dung hào giang, hai anh em mộ dung nhân và mộ dung lễ, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu chính đốn sản nghiệp của gia tộc, tuy rằng quy mô nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể phát triển ra bên ngoài. Bởi vì tiêu tường vẫn luôn bận rộn tiếp nhận những địa bàn kia, Lâm Thư Âm chỉ có thể tăng thêm lực đến chú ý đến công trường xây dựng bến cảng trên nhiều hơn, Hoa Hải bước vào giai đoạn bình yên trong một thời gian. Sau khi Diệp Vô Phong lấy được bức tranh kia, đã giao cho Du Kinh Hồng chịu trách nhiệm đảm quản. Ba ngày sau, Diệp Vô Phong đang uống trà ở một quán trà gần công trường phụ, bỗng nhiên một người trung niên hơn 40 tuổi xông vào trong gian phòng, nhìn cách ăn mặc giống một người thương nhân thành công, ánh mắt kia tràn đầy tự tin, dáng người lại cực kỳ vạm vỡ, hơn nữa khuôn mặt cũng rất có khí chất đàn ông. Nhưng sau khi anh ta đi vào, đã không người, cung kính nói, Diệp tiên sinh, thử vương nhận tội với anh. Thử vương, anh chính là thử vương, là mộ dung hào giang bảo anh đến đây sao? Diệp vô phong chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, không cần đa lễ, mời ngồi. Cái tên thử vương này, nghe đã cảm thấy tên này nhất định là một đại thúc bùn xỉn bị ổi, nhưng không ngờ rằng lại là một người nhân sĩ thành công khuôn mặt dạng dỡ. Thử vương cung kính đứng ở một bên, lắc đầu, Diệp tiên sinh, tôi cử người đi, đã từng làm thương tổn giám đốc bạch, thật sự rất xin lỗi. Nhưng mà, may mắn giám đốc bạch lại biến nguy hiểm thành bình an. Diệp vô phong thầm nghĩ trong lòng, lúc ấy Bạch Nhạn Phi căn bản cũng không có chúng độc. Mình chỉ là muốn thuận theo tình thế tra rõ cái tổ chức con chuột này, phá hủy cùng lúc mà thôi. Chẳng lẽ anh không phải là một phần của gia tộc Mộ Dung? Ánh mắt của Diệp Vô Phong nhìn chằm chằm vào Thử Vương. Thử Vương cung kính cần nói, hải, Diệp tiên sinh, nếu như anh vẫn chưa hết giận, Thử Vương tùy ý để anh xử trí. Diệp Vô Phong do dự nói, tiêu tường là người của tôi, sau này thế lực ngầm của Hoa Hải rất tôn trọng anh ta, Thử Vương tôi nghĩ anh nên biết phải làm sao. Chương 315, Tiểu Lương mất tích. Thử Vương run sợ gật đầu, "Vâng, Diệp tiên sinh yên tâm, tôi bảo đảm sẽ nghe theo mệnh lệnh của bang chủ Tiêu, phối hợp làm việc cùng cô ta." Sau đó, anh ta vô cùng cung kính đứng lên, đưa tay lấy ra một tờ chi phiếu đặt lên trên mặt bàn, "Diệp tiên sinh, tôi đặc biệt tặng cho anh 15 tỷ để nhận lỗi, xin anh vui lòng nhận cho, mật mã là 6 số 8." Diệp Vô Phong trầm ngâm một lát, "Ừ thử vương, hy vọng anh nói được thì làm được, đừng để tôi nghe thấy chuyện gì không tốt. Chuyện huyền huyễn. Diệp tiên sinh yên tâm, tôi tuyệt đối không dám. Thử vương cúi người lần nữa, lùi xuống rời đi. Sau khi thử vương rời khỏi, chạy thẳng đến chỗ ở của mộ dung hào giang, ông chủ, 15 tỷ tôi chuẩn bị tặng Diệp tiên sinh đã nhận rồi. a à, gương mặt của mộ dung hào giang tỏa sáng, Diệp tiên sinh thật sự đã nhận rồi sao? Tốt lắm, thử vương, anh làm rất tốt các anh đã nói gì với nhau mau nói rõ chi tiết với tôi thử vương kể lại cặn kẽ tình hình lúc đó một lần mộ dung hào giang gật đầu ừ rất tốt thử vương anh thực sự là thân tín của tôi sau này an nguy của dòng họ mộ dung đều ở trên người của anh rồi thử vương nghiêm túc nói ông chủ yên tâm tôi sẽ cố gắng làm tốt mọi việc mộ dung hào giang nói rất tốt thử vương anh là người trung thành nhất với tôi đấy thử vương chớp mắt một cái sau đó dò hỏi ông chủ tôi có thể hỏi ông một câu được không vị diệp tiên sinh này rốt cuộc là ai tại sao đột nhiên ông lại đổi thái độ với anh ta chính là anh ta đã giết hai vị công tử đấy chúng ta không đội trời chung với anh ta mộ dung hào giang thở dài một tiếng thử vương tôi chỉ có thể nói anh không nên thăm dò thân phận của diệp tiên sinh lời của anh đương nhiên cũng đúng hai đứa con trai của tôi chết ở trong tay anh ta thế nhưng nếu như chúng ta tiếp tục đối đầu với anh ta, kết quả cuối cùng chính là sẽ hủy diệt hoàn toàn dòng họ mộ dung. Ngay cả thử vương anh, nhất định cũng sẽ bị anh ta nhổ cỏ tận gốc. Thử vương kinh hãi không thôi, ông chủ, anh ta xuất hiện ở hoa biển, tại sao lại có năng lực lớn như vậy? Chẳng lẽ anh ta là quan nhị đại, hay là công tử của gia đình rất giàu có? Đùng, mộ dung hào giang bỗng nhiên đập bàn một cái, những người đó cũng không xứng sách giày cho anh ta. Anh nhớ kỹ cho tôi, vĩnh viễn không được thăm dò chuyện của anh ta nữa sau này hoa hải chính là thiên hạ của tiêu tường không còn quan hệ gì với dòng họ mộ dung chúng ta nữa anh nhất định không được để bất kỳ kẻ nào khiêu khích nữa vâng ông chủ tôi hiểu rồi hình bóng thử vương biến mất trong bóng tối diệp tiên sinh mộ dung trí chạy trốn rồi tiêu tường đột nhiên chạy đến báo lại tin tức này cho diệp vô phong a à, trốn thì trốn thôi không cần quan tâm Diệp Vô Phong cũng chẳng có thiện cảm gì đối với tên mộ dung trí này, nhưng vẫn tận tâm giúp anh ta chữa trị vết thương, hôm nay cũng khôi phục được đôi chút rồi, dù sao sức khỏe của mộ dung trí cũng không phải tốt bình thường. À, vậy tôi tiếp tục bận rộn đây, tiêu tường liếc nhìn Diệp Vô Phong có chút oán hận, quay người ly khai. Thời gian bình yên của mười mấy ngày qua đi, công việc xây dựng bến cảng hừng hực khí thế, tiếp tục tiến hành thuận lợi, lâm thư âm bận rộn đến mức chân không chạm đất, nhưng công việc của tiêu tường đã xong được một giai đoạn, thu nhận địa bàn của Hoa Hải cũng sắp xong rồi. Cấp dưới của tiêu tường, có một người tài giỏi tên là Lâm Tiểu Lương, trong khoảng thời gian gần đây, biểu hiện cũng khá tốt, phó công bản thân cũng tương đối tốt, tiêu chuẩn ít nhất là cấp đại sư trở lên, anh Dũng Ngoan Cường, đóng vai trò rất trọng yếu trong quá trình thu phục địa bàn. Bây giờ, Lâm Tiểu Lương dẫn theo một đám anh em, đang uống rượu ở trong một nhà hàng lầu. Anh Tiểu Lương, sau này hoa hải chính là thiên hạ của hồng bang chúng ta rồi có phải sau này anh tiểu lương trở thành người đứng đầu hồng bang của chúng ta không một em trai thừa dịp say rượu bắt đầu ồn ào thả p lâm tiểu lương hung dữ chừng mắt liếc anh ta tiêu bang chủ vĩnh viễn là bang chủ của chúng ta chỉ cần ai dám nói xấu sau lưng cô ấy ông đây cắt đứt hai chân của anh ta nói xong lâm tiểu lương tức giận lấy ra một con dao găm đập lên trên bàn cậu nhớ kỹ cho tôi sau này tuyệt đối không được nói những lời vô nghĩa này nữa dạ 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 anh tiểu lương muôn đời trung nghĩa là tấm gương của chúng ta đúng đúng anh tiểu lương thật sự trung thành trung nghĩa với chị cả của chúng ta đấy anh tiểu lương tôi rất khâm phục sự con người trung nghĩa như anh vậy kính anh tiểu lương lâm tiểu lương cũng rất hăng hái nâng cao ly rượu lên nào cả ly dòng họ mộ dung từ nay về sau hồng bang của chúng ta lại chiếm giữ hoa hải đáng để vui mừng cạn ly ha ha anh tiểu lương cạn ly nào sau này hoa hải chính là thiên hạ của chúng ta ha ha mọi người cực kỳ vui mừng lâm tiểu lương không tránh khỏi uống nhiều mấy chén vừa ra khách sạn đã gặp được một cô gái ăn mặc diêm rúa lòe lòe chầm chậm đi tới ôm lấy lâm tiểu lương anh đẹp trai có hẹn sao lâm tiểu lương dùng sức vỗ ở trên bờ mông của cô đương nhiên là ông đây có hẹn người đẹp không phải chúng ta đã ước hẹn sao ôi anh đẹp trai, anh thực biết nói chuyện, đương nhiên chúng ta có hẹn rồi. Anh đẹp trai, xe của anh đâu? Lâm Tiểu Lương lấy chìa khóa xe ra, ưỡn bụng ôm cô gái đẹp này đi về phía chiếc xe Mercedes-Benz Việt giã kia của mình, em gái, chỉ cần đêm nay em có thể khiến cho anh thoải mái, anh cho em 3 triệu. À, vậy thì quá tốt rồi anh đẹp trai, khẳng định đêm nay anh vui vẻ, em sẽ gọi thêm mấy người chị em tới đây với anh. Mercedes-Benz Việt giã, cộng thêm sự ngang ngược của thằng cha này nữa nhất định là người có tiền vừa dạng sáng ngày hôm sau tiêu tường đã nhận được báo cáo của đám cấp dưới chị cả không tốt rồi không liên lạc được với anh tiểu lương rồi cái gì tiêu tường rất bất ngờ hồng bang đang cực kỳ hưng thịnh tiểu lương làm sao có thể xảy ra chuyện mấy ngày này tiểu lương trải qua không dưới chục cuộc đánh nhau bằng vũ khí lớn nhỏ mặc dù chịu một ít vết thương nhỏ nhưng bình yên vượt qua chị cả khi chúng tôi liên hệ trực tiếp với anh Tiểu Lương, nhưng điện thoại của anh ta tắt máy rồi. Tối hôm qua chúng tôi uống rượu với nhau, sau đó anh ta rời đi với một người phụ nữ, rồi cũng không thấy liên lạc lại nữa. Lập tức huy động tất cả mọi người tìm kiếm Tiểu Lương. Nhất định không được để cho anh ta gặp chuyện không may. Tiêu Tường lập tức thông báo lệnh bang chủ ở trong toàn bộ Hồng Bang. Sau hơn 2 tiếng, đã hết nửa ngày rồi, nhưng báo cáo Tiêu Tường nhận được lại là đã hỏi qua tất cả chỗ ở và nơi bạn bè Lâm Tiểu Lương thường đi đến rồi, không hề có bóng dáng của anh ta. Cuối cùng Tiêu Tường cảm thấy chuyện này có kỳ lạ, cô ta lập tức đem chuyện này báo cáo với Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cũng cảm thấy vô cùng buồn bực, Tiểu Lương lại mất tích. Bây giờ Hoa Hải chính là thiên hạ của Hồng Bang cô rồi, thằng nhóc Tiểu Lương này, không phải là gặp được tình yêu đích thực của cuộc đời này, sau đó đắm say trong sự dịu dàng đấy rồi chứ? tiêu tường căm hận trực tiếp cắn răng, hóa ra anh cũng không phải là người ngoan cố phiền phức. Nhưng sự dịu dàng của tôi, tại sao anh lại không thể đắm say chứ? Đương nhiên cô ta không thể nói điều này, mà lập tức lắc đầu, bản thân tiểu lương rất gò bó, bình thường mỗi ngày mặc kệ gió mưa, đều sẽ dậy từ 6 giờ sáng để rèn luyện. Hơn nữa, pháo công toàn thân của anh ta tương đối lợi hại, cũng không phải người bình thường có thể khuất phục được. Bây giờ đã hơn 11 giờ trưa rồi, vẫn chưa có tin tức của anh ta tôi đoán, nhất định là đã xảy ra chuyện. Diệp vô phong cũng nghiêm túc, cô cảm thấy, ở Hoa Hải còn có ai, dám làm hại tiểu lương. Tiêu tường trầm ngâm nói, bây giờ chúng ta đã dẫm đạp dòng họ mộ dung dưới chân, chẳng lẽ là dòng họ mộ dung còn có người sót lại đến đây gây chuyện. Audio điện tử võ tấn bền chương 316, tức giận bừng bừng. Tàn dư của dòng họ mộ dung, không thể nào, diệp vô phong cảm thấy từ khi tổ chức mickey thuộc về dòng họ mộ dung đã thể hiện rất tốt không lý nào lại để việc này lặp đi lặp lại như vậy tiêu sắc nói dù sao thì tôi cũng phải tìm được tiểu lương cậu ấy đã có những công lao to lớn trong việc giúp chúng ta giành lại hoa hải diệp vô phong nói được rồi vậy thì huy động tất cả anh em cùng đi tìm lâm tiểu lương thế nên không chỉ có hồng bang mà ngay cả đám người thiết phi của hoa cương bên này cũng cử ra không ít người bắt đầu tìm kiếm lâm tiểu lương nhưng hoa hải là thành phố lớn nhất cả nước dân số khoảng vài triệu người hơn nữa diện tích lại lớn như vậy để tìm được một người như lâm tiểu lương giữa biển người minh mông thì khác nào mò kim đáy biển theo phương thức liên lạc mà thử vương cung cấp diệp vô phong chủ động đi đến một cửa hàng bán trà thưa ngài ngài muốn mua loại trà nào à để tôi giới thiệu sơ qua với ngài đây là trà xanh gồm có bích loa xuân tây hồ long tỉnh nhật chiếu lục vân vân Bên này là hồng trà, bên kia là trà hoa nhài, còn đây là trà đen, à, còn có trà trắng." Diệp Vô Phong vội vàng nói, "Cảm ơn, xin hỏi, ông Vương có ở đây không?" "Ông Vương, anh đang nói về ông chủ của chúng tôi, anh là bạn của ông ấy sao?" Cô gái đang nói liên tục không ngừng, trong nháy mắt im bặt. Diệp Vô Phong gật đầu, "Cô đi nói với ông ấy, tôi tên là Diệp Vô Phong." "Vâng, tôi sẽ lập tức thông báo với ông chủ của chúng tôi." nếu ông ấy đồng ý gặp anh thì chuyện gì cũng dễ nói ông chủ của đồ hành là vương đĩnh hoa đang uống trà hít mắt hưởng thụ chợt nghe thấy máy bộ đàm nói ông chủ có cậu diệp tên là diệp vô phong nói muốn gặp ngài à hả cậu ta ở đâu vương đĩnh hoa giật nảy mình cái cậu diệp này thật sự tới gặp ông sao thế là ông ta đứng lên một cái vèo nhanh chóng đi xuống tầng một của đồ hành cậu diệp thật là cậu sao mau vào mời cậu lên tầng hai uống trà vương đĩnh hoa cười tươi giói như gió xuân khiêm tốn đến từng hạt bụi diệp vô phong gật gật đầu hai người cùng lên lầu hai vương đĩnh hoa ân cần mời diệp vô phong ngồi xuống sau đó mình khoanh tay đứng sang một bên cung kính nói cậu diệp cậu đột nhiên tới tìm tôi không biết là có chuyện gì diệp vô phong thản nhiên ngồi trên ghế nhìn dáng vẻ cung kính của ông ta không hề sợ hãi thử vương tôi đã cảnh cáo ông không được ra tay với hồng bang cậu diệp tôi không làm gì cả Ý của cậu là, trên trán Vương Đĩnh Hoa bắt đầu đổ mồ hôi. Diệp vô phong nhìn chằm chằm ánh mắt của ông ta, thử Vương, tiêu sắc có một đàn em tên là Lâm Tiểu Lương. Từ tối qua đến giờ vẫn không thể liên lạc được với cậu ấy. Bên tổ chức Mickey của ông, không có việc gì là không nhúng tay vào, chẳng lẽ lại không biết hành tung của cậu ấy. Hay vốn dĩ do các người làm. Không không không, cậu Diệp, cậu nghi oan cho tôi rồi tổ chức Mickey của chúng tôi chắc chắn không có bắt cóc cậu Lâm Tiểu Lương kia. Tuy nhiên, tôi có thể sai đàn em bên tổ chức Mickey lập tức triển khai điều tra. Vương Đĩnh Hoa nói xong, vội vàng dùng điện thoại di động của mình phát ra mệnh lệnh thử Vương, sau đó chán nản nói, cậu Diệp, tôi thật sự cũng không đoán ra được là loại người nào lại dám, động thổ trên đầu thái tuế, dám bắt cóc cậu Lâm Tiểu Lương. Đúng là lấy trứng trọi đá mà. Diệp vô phong quả thật rất tức giận, nhất là khi anh sắp rời khỏi hoa hải, nếu như còn có kẻ cả gan dám đối phó với Tiêu Sắc, làm sao anh có thể yên tâm được? Trên thực tế, thời điểm đối phó với dòng họ Mộ Dung, Diệp Vô Phong đã hết sức kiềm chế rồi, dù sao anh cũng nên tuân thủ pháp luật để tránh gây khó xử cho phía chính phủ. Nhưng bây giờ, tuy rằng Lâm Tiểu Lương cũng không phải là nhân vật quá quan trọng, nhưng Diệp Vô Phong tức giận là bởi vì có người dám khiêu chiến với Tiêu Sắc con cú lớn mà anh sắp xếp ở Hoa Hải. Thử Vương, bất kể là ai đang gây chuyện với tôi, hễ có tin tức gì thì phải báo cho tôi ngay lập tức. Biết chuyện mà không báo, bất kể người đó là ai thì tôi cũng sẽ xé xác tên đó ra làm 108 mảnh. Dâu tóc của Diệp vô phong đều dựng ngược cả lên, vô cùng căm phẫn. Vương Đĩnh Hoa hít vào một hơi lạnh, cơn giận của Diệp vô phong như một luồng lạnh lẽo tỏa ra xung quanh. Đến cả Vương Đĩnh Hoa đang đứng cách Diệp vô phong 4 mét cũng bị dọa đến run cầm cập. Hèn chi chủ nhà nói không thể trêu chọc người này. Xem ra người này đúng là hung tợn thật chỉ với cái khí thế này cũng đủ để san bằng những kẻ còn sót lại của dòng họ mộ dung chưa kể đến tổ chức nicky còn con đang lệ thuộc vào dòng họ mộ dung vâng 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 cậu diệp cứ yên tâm một khi có biến tôi sẽ lập tức báo cáo cho cậu vương đính hoa đổ mồ hôi lạnh sau lưng ướt đẫm diệp vô phong một mình đến trang viên của dòng họ mộ dung cậu diệp sao cậu lại đích thân đến đây mộ dung hào ra nghe nói diệp vô phong đến lập tức tự mình ra đón đã thế còn tỏ vẻ cung kính trước mặt Diệp Vô Phong, lập tức khiến những người người khác trong dòng họ Mộ Dung, thậm chí bao gồm cả Mộ Dung Nhân và Mộ Dung Tín, tất cả đều choáng váng. Đầu óc của bố có vấn đề gì hả? Tại sao lại cung kính với chàng thanh niên trẻ này chứ? Cho dù cậu ta có là người đó cũng không cần phải làm vậy chứ. Đương nhiên bọn họ sẽ không ngờ tới rằng Tư Lệnh Long môn vốn dĩ chỉ bằng hạt cát, không cùng đẳng cấp. Đối mặt với sự cung kính của Mộ Dung Hào Giang, Diệp Vô Phong thờ ơ nói, bây giờ Tiêu Sắc đã trở thành chị cả của Hoa Hải, dòng họ Mộ Dung của ông có vẻ không phục. "Không có, cậu Diệp, dòng họ Mộ Dung chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Tiêu Bang chủ." Mộ Dung Hào Giang lập tức thể hiện thái độ của mình. Diệp Vô Phong khẽ gật đầu, "Ừm, um, Mộ Dung Hào Giang, có người cố ý bắt cóc đàn em của Tiêu Bang chủ là Lâm Tiểu Lương, chắc hẳn ông biết chuyện này chứ?" Mộ Dung Hào Giang gật đầu, "Cậu Diệp, không giấu gì cậu." Quả thật là tôi đã biết tin này. Hơn nữa, tôi đã sai nhân và lấy cùng cử người đi điều tra mọi ngóc ngách ở Hải Hoa để tìm kiếm cậu Lâm Tiểu Lương. Ngay khi có tin tức sẽ thông báo cho cậu Diệp ngay lập tức. Diệp Vô Phong hít sâu một hơi, hiển nhiên không có chỗ nào để chút giận, được rồi. Ông Mộ Dung, cảm ơn ông, nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng, trong vụ việc lần này, bất kể là ai nhúng tay vào, tôi tuyệt đối sẽ điều tra đến cùng, sẽ khiến cho bọn chúng chết thảm mới thôi. Vâng. Cậu Diệp, tôi biết rồi." Mộ Dung Hào Giang đáp lại một tiếng, cung kính cúi người đợi đến khi Diệp Vô Phong rời đi. "Bố, tại sao thái độ của cha đối với thằng nhỏ đó lại có sự thay đổi lớn đến vậy chứ? Nó đã giết chết hai anh em của con." Mộ Dung Nhân uất ức đến mức cơ mặt như run lên. "Mộ Dung Hào Giang nói, thân phận của cậu ta là bí mật, nhưng con chỉ cần hiểu một điều này là đủ rồi, chúng ta không thể trêu vào cậu ta. Nếu không bố cũng không để các con mang quyền thống trị hải hoa tặng cho tiêu sắc. Mộ dung nhân buồn bực thở dài, bố, dòng họ mộ dung ở hải hoa đã từng huy hoàng biết bao. Không ngờ cái tên nhóc miệng còn hôi sữa này vừa đến đã khiến cho dòng họ mộ dung của chúng ta điêu đứng, mộ dung nhân con không phục. To gan, mộ dung hào giang bỗng nhiên tức giận, con nói bậy bạ cái gì đấy. Con đang chất vấn quyết định của bố. Dưới uy quyền của bố, mộ dung nhân thật sự không dám phản bác ép. Bố, con nào dám chất vấn bố chứ?" Mộ Dung Hào giang hạ giọng nói, "Bố không thể tiết lộ thân phận của Diệp Vô Phong, nhưng con nhất định phải nhớ rõ cho bố, chúng ta không thể trêu vào cậu ta. Nếu như con có bất kỳ ý nghĩ vớ vẩn nào thì rất có thể sẽ mang đến họa diệt vong cho cả dòng họ Mộ Dung. Chẳng lẽ con muốn làm đứa con hư mang tiếng phá nát dòng họ sao?" Tuy trong lòng Mộ Dung Nhân không phục, nhưng ngoài miệng lại nói, "Biết rồi, con không trêu chọc cậu ta nữa." Chương 317, giả vờ bảo không biết. Tất nhiên Tiêu Sắc cũng sai người đi báo án, cảnh sát cũng đang truy lùng khắp nơi về những tin tức có liên quan đến Lâm Tiểu Lương. Vậy nên, Tiết Phi lái xe, hai chị em Tiêu Sắc ngồi ở ghế sau, còn Diệp Vô Phong ngồi ở ghế phụ. Chiếc xe Việt Dã lao vùn vụt qua khắp các hang cùng ngõ hẹp ở thành phố Hoa Hải, một mặt là tìm kiếm Lâm Tiểu Lương, mặt khác là luôn ở tư thế sẵn sàng, ngay khi có tin tức gì là có thể đến đó càng sớm càng tốt. Chỉ cả tiêu sắc cắn răng nói, anh Diệp, mặc kệ đối phương là ai, nhất định phải cho bọn chúng một bài học. Tiêu Nghiêu Nhi lớn tiếng nói, đúng, nhất định phải dạy dỗ chúng. Sắc mặt Diệp vô phong lạnh lùng nhìn con đường đêm trước mặt, chậm rãi nói, dạy dỗ. Không, tiêu sắc, lần này chúng ta nhất định phải cho mấy tên khốn to gan cứ thích vuốt dâu cọp đó biết, động vào người của tiêu sắc thì chỉ có con đường chết. Tiết Phi cảm nhận được cơn thịnh nộ của Diệp vô phong nên có hơi kinh ngạc, anh ta đã từng thấy qua thời điểm bạch nhạn phỉ hoặc là lâm thư âm bị bắt cóc diệp vô phong mặc dù sốt ruột nhưng cũng không có tức giận đến mức này tiêu nghiêu nhi nháy mắt mấy cái anh diệp có cần phải tàn nhẫn như vậy không diệp vô phong nói đây là để uy quyền cho tiêu sắc hai người yên tâm đến lúc đó chính tôi sẽ ra tay thần cản giết thần phật cản giết phật tôi muốn khiến đối phương máu chảy thành sông kết quả là cho đến lúc bình minh dưới sự cố gắng của cấp dưới nhưng vẫn không có bất cứ tin tức gì của Lâm Tiểu Lương. Cha mẹ của Lâm Tiểu Lương đã khóc đến ngất xỉu mấy lần, nghĩ rằng con trai họ khả năng cao là chết rồi. Bạn gái của Lâm Tiểu Lương cũng bởi vì đau buồn quá độ mà phải nhập viện. Toàn bộ các anh em trong Hồng Bang đều đỏ mắt. Cho dù là các anh em không quen biết Lâm Tiểu Lương trong Hồng Bang, cũng là cùng chung mối thù, thời điểm Hồng Bang đang như mặt trời ban trưa mà còn bị khiêu chiến như này, sao có thể nhẫn nhịn được? Trong lúc nhất thời cái tên Lâm Tiểu Lương đã vang xa toàn bộ thành phố Hải Hoa, nhưng vẫn không có tin tức gì, điều này rất không bình thường. Vào đêm thứ ba sau khi Lâm Tiểu Lương mất tích, Diệp Vô Phong cùng Tiêu Nghiêu Nhi và người nữa vẫn đang lang thang gần nơi Lâm Tiểu Lương mất tích, cố gắng tìm kiếm manh mối liên quan, nhưng hy vọng vô cùng mong manh. Mặc dù mộ dung Hào Giang đã phân phó hai anh em mộ dung nhân và mộ dung lễ phái người tìm kiếm Lâm Tiểu Lương, nhưng cái anh em này chắc gì đã làm việc hết sức giúp Diệp Vô Phong. Mộ Dung Lễ đang trốn ở bên trong một hội quán cùng với Mộ Dung Nhân tận hưởng sự chăm sóc của các cô gái spa xinh đẹp. Đột nhiên, điện thoại di động của anh ta nhận được một tin nhắn WeChat, anh ta tiện tay mở ra xem, bất chợt ngồi bật dậy, được rồi được rồi, không cần xoa bóp cho tôi nữa, đi ra đi. Người phụ nữ ăn mặc hở hang kia sướng sờ không biết làm sao, không biết mình làm sai chỗ nào. Bảo cô biến đi, không nghe thấy sao, Mộ Dung Lễ gần giọng răn dậy, cút. Vâng, vâng vâng ông ba tôi đi ngay đây người phụ nữ này thu dọn một ít đồ của mình nhanh chóng rời đi mộ dung nhân hơi kinh ngạc cũng khoát khoát tay ra hiệu cho nữ phục vụ của mình rời đi em ba xảy ra chuyện gì mộ dung lễ cực kỳ nghiêm túc chúng ta ra ngoài nói khi cả hai ngồi vào trong chiếc land rover lúc này mộ dung lễ mới hít sâu một hơi rồi nói đại ca bây giờ toàn bộ hoa hải đều đang tìm lâm tiểu lương đúng không Thấy mộ dung nhân gật đầu, mộ dung lễ nói, nếu như là em tư bắt cóc lâm tiểu lương, anh nghĩ xem liệu bố của chúng ta có mang em tư dâng cho tên Diệp vô phong kia không? Không có khả năng, mộ dung nhân lập tức phủ định, sau đó lại do dự, bố rất sợ cái tên Diệp vô phong kia. Anh cũng không chắc nữa, mối thù của em hai và em năm, bố đều có thể bỏ qua. Hay, bực thật chứ? Anh ta bỗng nhiên ngẩng đầu, em nói là, em tư, nó sẽ không giết tên lâm tiểu lương kia chứ? không biết. Mộ Dung Lễ mở điện thoại di động của mình ra, em Tư có một người phụ nữ tên là Tiêu Ghi Nhi. Trước đó cô ta là mẹ đơn thân có một đứa con gái, đứa bé này tên là Trần Huyền. Em Tư bị Diệp vô phong giam giữ mấy ngày, sau khi thoát ra thì đã trốn ở trong nhà của Tiêu Ghi Nhi. Hả? Mộ Dung Nhân có hơi khó hiểu, chuyện này có liên quan gì đến Lâm Tiểu Lương? Mộ Dung Lễ thở dài nói, đây là tin nhắn em Tư gửi cho em cái tên khốn lâm tiểu lương không những chiếm đoạt Trần Uyển, mà còn chơi trò, một long hai động với hai mẹ con họ. Tiêu Hỷ Nhi cảm thấy tủi thân nên đã nói chuyện này cho em Tư biết. Kết quả em Tư nghe xong thì vô cùng tức giận nên đã bắt cóc Lâm Tiểu Lương. Cái gì? Mộ Dung Nhân cầm điện thoại của Mộ Dung Lễ, kiểm tra một hồi, em Tư không về trang viên nhà chúng ta mà lại đi dưỡng thương trong nhà của người tình. Nó đã biết tin em hai và em năm đều chết trên tay Diệp Vô Phong, cực hận Diệp Vô Phong mộ dung lễ gật đầu cho nên diệp vô phong có động tính càng lớn thì em tư càng là không có khả năng thả lâm tiểu lương trở về vẻ mặt mộ dung nhân lo lắng em ba dù sao em tư cũng là anh em ruột của chúng ta mà em nói làm sao bây giờ mộ dung lễ nặng nề gật đầu vâng đại ca anh nói đúng bất kể có như thế nào em tư cũng là anh em ruột của chúng ta cho nên việc này không thể báo cho bố biết được em cảm thấy bây giờ bố đã bị Diệp vô phong dọa cho sợ mất mật, nếu anh báo cáo lên thì em tư chắc chắn sẽ bị giết chết. Do đó, mặc kệ là như thế nào, việc này quả thật không thể báo cáo. Mộ dung nhân đột nhiên đứng lên, em ba, đừng nói lung tung gì cả. Việc này để anh quyết định, chúng ta không thể báo cáo. Em tư nó, thật ra cũng là đang giúp chúng ta chút giận mà, đúng không? Mộ dung lễ miễn cưỡng gật đầu, vâng, mặc dù em tư không nói chuyện thế sự, nhưng lần này, đúng là đang chút giận giúp chúng ta, chỉ là, đại ca, cho dù biết em tư ở đâu thì chúng ta cứ giả vờ nói không biết là được. Ừ, cứ thế mà làm, mộ dung nhân ra quyết định. Chỉ cả, chúng tôi phát hiện mộ dung trí mang theo anh Lâm rời khỏi hoa hải. Cuối cùng, tin tức quan trọng này cũng truyền đến tai tiêu sắc. Cái gì, các người nói rõ cho tôi, sao Lâm Tiểu Lương lại có dính líu tới mộ dung trí? các người có chứng cứ gì không? Thật ra tiêu sắc có hơi không muốn tin. Đương nhiên là có chứng cứ, mà còn là chứng cứ video. Chị cả, chúng tôi đã gửi video đó cho ngài rồi, tự ngài xem đi. Đây là chứng cứ của camera giám sát, là chúng tôi lấy được từ cửa hàng bên cạnh. Được, tôi biết rồi. Tiêu sắc cúp điện thoại, lập tức bắt đầu xem video. Sau khi xem xong, cô ta lập tức liên hệ với Diệp vô phong cậu Diệp. Đã tìm ra đầu mối chuyện là như thế này diệp vô phong vừa nghe xong cũng lập tức ngồi bật dậy tốt lắm mộ dung trí đang ở đâu lập tức đi tìm cậu ta lâm thư âm đang ở bên cạnh không kìm được nói ra đã trễ như vậy diệp vô phong nói bất kể có muộn cỡ nào đi nữa việc này nhất định phải làm lâm thư âm thở dài ừm um, em cũng không ngăn cản anh nhưng anh nhất định phải cẩn thận đấy diệp vô phong cúi người hôn nàng một cái được rồi em yên tâm đi ở thành phố Hoa Hải này vẫn chưa có người nào có thể tổn thương đến chồng của em." Lâm Thư âm mắng yêu, chỉ biết khoác lác, tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng cô cực kỳ tin tưởng năng lực của chồng mình. Diệp Vô Phong vừa ra đến cổng công ty Hoa Cường, Tiết Phi đã lon ton chạy theo sau, "Anh Phong, anh đi đâu thế?" "Dẫn em đi với." Chương 318: Nổi cơn thịnh nộ. "Được, cậu phụ trách lái xe đi." Diệp Vô Phong lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, đã là 3 giờ sáng. Thời khắc này, mặc dù còn có một nhóm người trực ca đêm, nhưng phần lớn người dân ở thành phố Hoa Thị đều đã chìm vào giấc ngủ. Bởi vì có rất ít người đi bộ và xe cộ trên đường, nên chỉ mười mấy phút bọn họ đã đến nơi ở của Tiêu Sắc. Lần theo dấu vết của Mộ Dung Trí, đuổi theo, không được lơ là, Diệp Vô Phong ra mệnh lệnh, vừa đơn giản lại phức tạp. Nhưng anh em bên cạnh Tiêu Sắc cũng trên mười mấy người, bọn họ cũng nhao nhao muốn theo sau. Diệp vô phong bỗng nhiên nói, tất cả về nghỉ ngơi đi. Chỉ để lại hai chị em tiêu sắc là được, những người khác đi về nghỉ. Chị cả, chúng ta nhất định phải báo thù cho anh Lâm đấy. Có đàn em không chịu nghe lời. Bóng dáng tiêu sắc bỗng nhiên từ trong xe vọt ra, tắt một cái bốp vào mặt đàn em, mệnh lệnh của cậu Diệp, cậu chỉ có thể nghe theo. Hả, chị cả, vâng ạ, đương nhiên là tên đàn em cũng không biết Diệp vô phong có ảnh hưởng lớn đến như nào đối với tiêu sắc nhìn thấy tiêu sắc bảo vệ Diệp vô phong như thế, cậu ta cũng chỉ có thể nghe theo. Thế là mười mấy tên đàn em ngơ ngác nhìn Diệp vô phong bốn người lái xe rời đi, chỉ có thể dương mắt nhìn theo. Từng người bọn họ đều muốn bày tỏ lòng trung thành của mình đối với tiêu sắc, nhưng lúc này tiêu sắc lại không cho bọn họ cơ hội. Anh Lâm mất tích, tưởng như chỉ là việc nhỏ nhưng cũng là cơ hội để kiểm chứng bọn họ nha. Vài phút sau, họ đã đến được chỗ camera giám sát kia của mộ dung trí. Chị cả, chúng tôi phát hiện. Tiêu Sắc xua tay, nói đi, các người đoán xem bọn họ có thể đi đâu, đằng trước còn có người đang thăm dò không? Phía trước tất nhiên còn có người, người của chúng ta trải rộng khắp thành phố Hoa Hải rồi chị cả, tôi sẽ để cho người phía trước tiếp ứng các anh. Cậu đàn em xử trí vô cùng khéo léo. Quả nhiên, Tiêu Sắc một đường đi tới, phía trước cách mấy cây số thật sự có vài anh em của Hồng Bang, làm biển chỉ đường hướng dẫn bọn họ đi tiếp sau khi dọc theo con đường này chạy được 50 cây số, trước mặt có bốn tên đàn em ngăn cản xe của bọn họ, chị cả, phía trước chính là một ngọn núi nhỏ tên Dương Lĩnh. Ở Hoa Hải nó là một ngọn núi nổi tiếng của giáo đạo chúng ta. Nghe nói thành viên của tổ chức Long Môn từng sinh sống ở đây, thêm nữa, nơi này còn có một ngôi đền nổi tiếng trong giáo đạo tên là Tiềm Long Quan, quy mô khá lớn, tín đồ cũng rất nhiều, nếu như mộ dung trí muốn trốn, hẳn là sẽ chọn Tiềm Long Quan. Tiềm Long Quan à, Diệp vô phong quan sát ngọn núi phía trước. Các người trở về đi. Chị cả, bốn tên đàn em đương nhiên là đang trưng cầu ý kiến của tiêu sắc. Tiêu sắc xua tay, cậu Diệp bảo các người trở về, chẳng lẽ các người không nghe thấy sao? Gió, bốn tên đàn em mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ đứng nhìn bốn người bọn họ lái xe rời đi, sau đó bất lực trở về. Nhưng bọn họ đã âm thầm bàn bạc qua, chỉ cần chị cả có bất kỳ kêu gọi nào, bọn họ chắc chắn sẽ xông đến cứu viện đầu tiên. Vì vậy, bọn họ không hề nghỉ ngơi yên ổn, luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Hương khói ở tiềm long quan cực kỳ hưng thịnh, cho dù là ban đêm thì xung quanh tiềm long quan cũng sẽ có đến hàng vạn du khách tín đồ đang chờ đợi dân hương, bởi vì cái quan trọng mà bọn họ muốn chính là bốc được nén hương đầu tiên của dạng sáng ngày hôm sau. Có người vì để đốt được nén hương đầu tiên, họ không chỉ sẵn sàng chi tiền, mà còn bỏ cả sức lực. Thêm nữa, xung quanh tiềm long quan đã hình thành một khu danh lam thắng cảnh, chiếm diện tích hơn trăm mẫu, nơi này vô cùng náo nhiệt và thịnh vượng. Chưa đến được tiềm long quan thì đã có một cửa ải. Bốn tên đạo sĩ trẻ tuổi đang canh giữ ở đường núi, hai tên đang chợp mắt, hai tên khác thì cầm đèn pin, nhìn thấy bốn người đột nhiên xuất hiện, bọn họ lập tức hô to, dừng lại, muốn lên núi, nộp tiền trước. Nộp tiền gì, muốn bao nhiêu, Diệp vô phong nhịn không được bèn hỏi muốn lấy được nén hương đầu tiên, có phải các người lên quá muộn rồi không? Có điều, bất kể như thế nào, tới là tốt rồi. Phí đi đường là không thể thiếu, mỗi người 50. Phí qua đường, tôi thật sự chưa từng nghe qua. Diệp vô phong lắc đầu. Một đạo sĩ trẻ tuổi nheo mắt, chưa từng nghe nói. Vậy bây giờ nghe cũng không muộn, đưa tiền thì được lên núi, không đưa thì nên sớm trở về, đừng làm chậm trễ thời gian của chúng tôi. Tiêu Nghiêu Nhi sắn tay áo định lao lên. Nhưng cậu ta không ngờ tới là động tác của Diệp Vô Phong còn nhanh hơn, đã vậy, tôi sẽ cho các người 500 tiền qua đường. Bóng dáng Diệp Vô Phong chỉ thoáng một cái đã đến trước mặt tên đạo sĩ trẻ tuổi đạo sĩ kia, tắt bốp bốp liên tiếp rồi đạp một cước khiến tên đó bay ra xa cách hơn 10 mét, đương nhiên dưới chân vẫn còn nhân nhượng vài phần. Hơn nữa, phí qua đường đã cho hẳn hai cái, 500 cộng lại là 1.000 đấy. À, dám đánh người của chúng tôi, to gan, người đâu mau tới, hơn nửa đêm, muốn gọi thêm người quả thật là không dễ dàng, có điều, bọn chúng tự nhiên sẽ có cách liên lạc. Hai tên ngủ gật đều sông lên, rất rõ ràng là cả hai đều có võ công tốt, hèn chi hai tên này có thể thản nhiên chợp mắt được. Nhưng dưới tay Diệp vô phong, bọn chúng xem như chân chính thấy được cái gì gọi là kỹ năng cao siêu thật sự. Bản thân hai tên đạo sĩ nhỏ đang ngủ ngon, bất ngờ bị Diệp vô phong tặng cho mỗi người một cái tát, trực tiếp choáng váng, càng không thể chịu nổi so với vừa rồi. Đi, Diệp vô phong dẫn đầu lên núi. Lúc tiêu nghiêu nhi đi ngang qua người của bốn tên đạo sĩ còn cố ý đạp hai cái, dám chặn đường, chắc là mắt chó của các người bị mù rồi. Sau này không cho phép các người ở chỗ này cản đường thu tiền, nếu không ông đây sẽ đánh gãy chân của các người. Tài nghệ của bốn tên đạo sĩ nhỏ không bằng người ta, chỉ có thể nén giận, liên tục rên rỉ. Có kẻ gây chuyện, tranh thủ thời gian đến trợ giúp đúng là không có mắt dám chọc tiềm long quan đúng vậy tiềm long quan của chúng ta nhưng là thế lực của dòng họ mộ dung bất cứ ai mạo hiểm vào núi đều phải chịu án tử hình đây là quy tắc của càn long quan chúng ta ha ha nào đi thôi mười mấy đạo sĩ tuổi trẻ tay cầm gậy và mã tấu từ đường núi chật hẹp lợi dụng ưu thế địa hình cao lao thẳng về phía bốn người diệp vô phong anh diệp cẩn thận Tiêu Nghiêu Nhi cảm giác được tình huống nguy hiểm, vội vàng nhắc nhở. Ai ngờ Diệp vô phong lại trong cơn giận dữ, thân hình lóe lên một cái, vọt thẳng vào bức tường người của đối phương. Ánh sáng đèn pin của đối phương trong đám người chiếu loạn xả về phía Diệp vô phong, lập tức có người cao giọng thét lên, đánh anh ta. Đẩy xuống vách núi, chém cậu ta. Bởi vì đường núi hẹp, chỉ rộng hơn một mét, bên trái là vách đá, bên phải là thung lũng sâu, nhiều nhất chỉ có thể từ cử hai tên đạo sĩ đến, một gậy và một sao, đến, chào hỏi, Diệp vô phong. Cậu Diệp, trong lòng tiêu sắc lo lắng, nhưng khoảng cách giữa cô ta và Diệp vô phong còn hơn mười mấy mét. Cô ta, Tiêu Ngư và Tiết Phi đều cảm thấy quá nguy hiểm dưới tình huống đối phương đang chiếm ưu thế. Cả ba người đều tự nghĩ, nếu sơ sẩy sẽ rơi xuống vực. Diệp vô phong chạm chán với đối phương. Sau đó ba người tiêu sắc nhìn thấy một bóng người đột nhiên bay lên, Tiếng kêu thảm thiết cắt ngang bầu trời đêm. Cực kỳ thê lương. Tên thứ hai, tên thứ ba, thứ... Diệp vô phong như máy ủi đất, cứ gặp được tên nào là ném ngay xuống vực. Sau khi anh ném đến tên thứ bảy, những người phía sau sợ muốn vỡ mật, gặp phải kẻ mạnh rồi, cha cha. Trong đám đạo sĩ, tiếng lóng giang hồ đều kêu ra hết. Phía sau, chạy mau. Đừng cản đường của tôi, ôi. Diệp vô phong lại ném xuống hai tên nữa. Kết quả trong lúc bọn họ hốt hoảng dẫm đạp lên nhau mà chạy, vô tình rơi xuống ba người nữa. Chỉ còn lại hai tên cuối cùng chạy về được, đây nhất định là tốc độ nhanh nhất trong kiếp này của hai tên đó. chương 319, sắp chết tới nơi. Phía trước là một mảnh đất trống, hai đạo sĩ bay ngược trở lại, đổi giọng hét lớn, thưa thầy, không ổn rồi. Có người giết đệ tử của ngài, còn giết tận mười mấy người. Giết người, bối rối cái gì, còn không mau lui xuống giọng nói này vang len xung quanh tiềm long quan. Ở bên ngoài tiềm long quan, mặc dù các du khách đang đứng xếp hàng chờ dâng hương nhưng ai cũng mang theo lều trại cùng ô che mưa, dựng ở bãi đất trống bên ngoài tiềm long quan. Đây không phải thầy Hồi Vân Tử sao? Đúng vậy, thầy Hồi Vân Tử là đại đệ tử của thầy tiềm nguyên tử, phụ trách bảo vệ tiềm long càn, tất cả những người đến quấy rối đều do thầy Hồi Vân Tử trừng trị. Tôi đã tận mắt thấy thầy Hồi Vân Tử dùng một kiếm chém chết một tên lưu manh. Đúng vậy, lần đó tôi cũng kẻ đây, thầy Hồi Vân Tử chỉ cần dùng một kiếm đã bổ nát được đầu của tên thủ lĩnh côn đồ đến gây chuyện. Các du khách xì xào bàn tán, bốn người Diệp Vô Phong vừa đi đến cửa tiềm Long Quan đương nhiên là nghe thấy rõ ràng. Thế nhưng mà lại có một số ít lời nghị luận đột nhiên xuất hiện. Các người có biết chuyện thầy Hồi Vân Tử mua nhà ở trong nội thành không? Nghe nói vợ con của thầy Hồi Vân Tử đang ở trong căn nhà đó, nghe nói căn nhà đó 7 triệu đó. Tuy nhiên, con dâu của thầy Hồi Vân Tử, tên là Thủy Linh, là một người đẹp chuẩn phương Nam. Hừ, các người chỉ biết cái gì, thầy Hồi Vân Tử không chỉ nuôi. Đạo sĩ thì không thể kết hôn sao? Hình như các người theo chậm thờ đại à, bây giờ làm gì có đạo sĩ nào không kết hôn, về nhà cởi áo đạo sĩ ra, xem mình là người của thời đại nào. Cháu của tôi vừa mới tốt nghiệp đại học và đã báo danh làm đạo sĩ, kết quả là người ta không nhận. Nói là phải có bằng tiến sĩ mới nhận cái gì muốn làm đạo sĩ mà cũng cần trình độ tiến sĩ đây chính là quy định gần nhất của thầy hồi vân tử không phải trình độ tiến sĩ thì không nhận làm đồ đệ vãi mau nhìn xem thầy hồi vân tử tới tôi vút hồi vân tử mặc áo vào đạo sĩ nhanh chóng xuất hiện ông ta xoay người nhảy lên thắt lưng bay bồng bềnh trong không trung nhảy lên trên một con sư tử đá ở cổng tiềm long quan ông ta phất cây phất trần khẽ quát bốn người diệp vô phong nhiệt xúc còn không mau quỳ xuống Khốn nạn, tiêu nghiêu nhi hét lên một tiếng, siết chặt tay muốn sông lên, ngặt nỗi con sư tử đá kia cao tận 2 mét, bởi bản lãnh của tiêu nghiêu nhi thì thật sự không thể leo lên được, cũng không thể nhẹ nhàng bay lên như hồi vân tử được. Bởi vậy, tiêu nghiêu nhi chỉ có thể đứng ở bên dưới chân con sư tử đá, dậm chân chừng mắt chửi rùa. Phút phút, hồi vân tử phấy cây phất trần, nhìn từ trên cao nhìn xuống, trông giống như một vị thần tiên, nhiệt xúc, dám vô lễ với tao, mày chê mày sống đủ rồi sao, Vút, hồi vân tử phất tay phải lên, có bốn tia sáng vàng bắn ra. Thần phù đoạt mệnh, tiếp chiêu, đánh trước hô sau, cái này thực sự đã phá hủy quy tắc của giang hồ, nhưng phong thái uyển chuyển của hồi vân tử đã che đi chiêu thức đen tối của ông ta. Bóng dáng của hồi vân tử bay lên, đột nhiên rút trường kiếm ở phía sau lưng ra bổ về phía diệp vô phong. Thanh kiếm sáng lên, mặc dù thanh kiếm chưa đến gần nhưng Diệp Vô Phong đã cảm nhận được vô số sát khí, rõ ràng thanh kiếm này đã từng giết không ít phong hồn. Thế mà tên này lại giết người như ngóe. Lùi về phía sau, Diệp vô phong hét lên một tiếng, anh đã từng luyện qua những công phu quan trọng của Long Môn, tất nhiên là anh bia sự lợi hại của thần phù đoạt mệnh. Loại thần phù đoạt mệnh này, khi mới bắt đầu vẽ thì ngưng kết công lực của người vẽ bùa, sau đó thông qua việc bổ sung sức mạnh của người khác, khiến cho công lực của thần phù đoạt mệnh trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cái danh xưng đoạt mệnh này, ra tay một cái chắc chắn là sẽ chết. Phút, Diệp vô phong vừa hét vừa bấm ngón tay, bốn đạo chân khí vô hình bắn ra từ đầu ngón tay, bay đến ngăn cản bốn đạo thần phù đoạt mệnh kia. Bụp 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 bốn đạo chân khí và bốn đạo thần phù đoạt mệnh gặp nhau, phát ra âm thanh vô cùng chói tai. Thần phù đoạt mệnh đánh về phía Diệp vô phong bị anh mạnh mẽ cản lại, cuối cùng rơi trên mặt đất. Mà thần phù đoạt mệnh bay về phía ba người tiêu sắc thì bị chân khí của Diệp vô phong đáng chật hướng một chút tuy rằng bị ảnh hưởng dừng trên không chung một lúc, nhưng vẫn bay về phía ba người bọn họ. Mau tránh đi, Diệp vô phong chỉ kịp nhắc nhở một tiếng. Trong lúc khẩn cấp, tiêu sắc móc ra một con dao găm, đón nhận đạo thần phù đoạt mệnh kia. Sau khi dao găm với thần phù đoạt mệnh va chạm với nhau, tiêu sắc bị đánh lùi lại năm bước, nhưng tiêu sắc nhanh chóng đứng vững lại, trong lòng cảm thấy hoảng sợ một trận. Tiêu Nghiêu Nhi cũng nhìn thấy thần phù đoạt mệnh đang sắp tới gần, cậu ta nghiêng người né tránh nhưng không tránh thoát nổi, cuối cùng đành liều mạng đấm một phát về phía thần phù đoạt mệnh kia. Đồng thời, bởi vì cậu ta ở khá gần Tiết Phi, một đám còn lại của cậu ta đánh về phía thần phù đoạt mệnh đang đánh úp về phía Tiết Phi. Phụt, tiêu nghiêu nhi đánh chúng thần phù đoạt mệnh đang đánh úp về phía mình, thần phù kia bao lấy tay phải của quấn chặt lấy tay phải của tiêu nghiêu, khiến tiêu nghiêu nhi lập tức tục lùi lại phía sau. Một tay khác của tiêu nghiêu nhi cũng đánh về phía thần phù đang đánh úp Tiết Phi, Khiến nó bị đình trệ lại lần nữa Á, à, Tiết Phi có công lực yếu nhất Tuy rằng anh ta cũng vùng nắm đấm đánh về phía thần phù Nhưng mà thần phù kia lại giống như là một vật sống Vừa mới chạm vào nắm đấm của anh ta đã quay người đánh về phía ngực của anh ta Hả, Tiết Phi phản ứng rất nhanh Cả người lăn một vòng, đùi phải cảm thấy tê dần Úi, bóng dáng Tiết Phi đình trệ lại Tiêu Ngưu Nhi vội vàng đi tới đỡ anh ta Anh thế nào rồi Tôi, Tiết Phi muốn nói cái gì đó nhưng anh ta vừa nâng mí mắt lên đã lập tức hôn mê. Bụp bụp, lúc này Diệp Vô Phong đã đấu với Hồi Vân Tử mấy chiêu, kỹ năng dùng kiếm của Hồi Vân Tử rất tốt, có thể ép Diệp Vô Phong lùi về phía sau hai bước. Diệp Vô Phong nói, đỡ lấy Tiết Phi, còn có thể cứu. Kiếm của Hồi Vân Tử lóe lên những tia sáng tối, sắp chết tới nơi rồi còn cứu cái gì? Ngược lại là thằng nhóc mày, thế mà lại học lén phù thuật của phái Long Môn chúng tao? mày muốn chết sao? Lúc này Diệp Vô Phong đã tức giận ngập trời, lúc này anh đột nhiên lắc mình vào đám người đang xem chiến ở xung quanh, cướp lấy một thanh đao dài hơn 40cm, sau đó lại lao về phía Hồi Vân Tử lần nữa. Hồi Vân Tử cười một tiếng, chết đi. Diệp Vô Phong sử dụng thanh đao như một ngọn giáo, dùng tư thế liều lĩnh đâm về phía Hồi Vân Tử. Hả, tên này không muốn sống nữa sao? Hồi Vân Tử cảm thấy chiêu thức của Diệp Vô Phong vô cùng kỳ quái, không khỏi giơ cao kiếm lên, lùi về phía sau hai bước. "Hồi Vân Tử, xem tao bổ chết mày như thế nào." Bởi vì tốc độ quá nhanh, cả người Diệp Vô Phong như biến thành một cây giáo, mũi giáo chính là thanh đao ngắn kia. Hồi Vân Tử giơ kiếm ngay trước ngực, khinh thường nói, "Sắp chết tới nơi rồi." Một âm thanh lớn vang lên, cả người Hồi Vân Tử ngây ra, điều này làm sao có thể? Trường kiếm trong tay ông ta bị thanh đao ngắn của Diệp Vô Phong đâm gãy. Không những thế, thanh đao ngân của Diệp Vô Phong còn phá kiếm công vào, trực tiếp đâm vào trong lồng ngực của Hồi Vân Tử. Mình thật sự sắp chết sao? Cảm giác được sinh mạng đang nhanh chóng trôi đi, trước mắt Hồi Vân Tử lập tức trở nên tối tăm, bụp một tiếng, ông ta ngã trên mặt đất. Chương 320: Cùng nhau giải quyết. Hồi Vân Tử chết rồi. Có người đã giết sư thúc Hồi Vân Tử rồi. Nhanh báo với các thầy đi tương đương. Những du khách ở trước tiềm Long Quan nhìn thấy Hồi Vân Tử đang cúi đầu chết trước cửa tiềm Long Quan thì đều hoảng hốt, tụ tập thành từng nhóm nhỏ từ 3 đến 5 người, thì thảo không ngớt. Rốt cuộc là ai? Sao dám giết đạo sĩ tiềm Long Quan? Đúng vậy, bốn người này là xui xẻo rồi. Giết chết Hồi Vân Tử, chắc chắn sẽ kéo cả thầy của Hồi Vân Tử ra đây rồi. Chúng ta vẫn nên tránh xa một chút đi, kẻo dính máu đầy người. Lúc này, Diệp Vô Phong không muốn nghe những lời thảo luận của bọn họ, bởi vì anh đang chữa trị cho Tiết Phi. Hai chị em tiêu sắc tận mắt chứng kiến Diệp Vô Phong sử dụng một số thủ thuật kỳ lạ lên người Tiết Phi, Tiết Phi dần dần tỉnh lại rồi. Anh tỉnh rồi, thật tốt quá. Tiêu Nghiêu Nhi hưng phấn mà xoa xoa hai tay, Tiết Phi, vừa rồi anh bị gã đạo sĩ dùng phù chú như vậy, tôi còn tưởng rằng anh xong đời rồi. Tiết Phi nhìn anh ta nói, cậu mới xong đời ấy. Tiêu sắc nói, là anh Diệp đã cứu anh, còn giết cả tên đạo sĩ đó. A, à, Tiết Phi cố gắng đứng dậy, nhìn về phía Diệp Vô Phong mà gật đầu. Tiêu Sắc nói, tên hồi vân tử này quá kiêu ngạo rồi, chưa nói năng được gì đã xông vào đánh nhau. Diệp Vô Phong nói, Tiêu Sắc, sau này cô nhớ kỹ cho tôi, kẻ nào không nghe lời cô, giết không thương tiếc. Là một người đứng đầu Hoa Hải, không ai được phép xâm phạm danh dự của cô. Ánh mắt Tiêu Sắc khẽ đảo, đúng vậy, anh Diệp, tôi nhớ rồi. Trong mắt tiêu nghiêu nhi cũng tỏa ra một tia sáng, anh Diệp, anh đừng lo lắng, tôi sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ chị gái của tôi. Tiết Phi gật đầu, chúng ta kết hợp với nhau. Dám ở đây lộng hành, nhanh chịu chết đi, một giọng nói to mà vang dội vang lên, làm cho lỗ tai của mọi người đều ong ong. Cánh cổng của tiềm long quan lại mở ra, lúc này trước cổng không có một bóng người. Mười đạo sĩ trẻ tuổi và hai đạo sĩ trung niên bước ra một trong những đạo sĩ trung niên đi phía trước, thân phận rõ ràng cao hơn hẳn nên bước chân cũng nhẹ nhàng. Ngay cả những đạo sĩ đi theo ông ta cũng khí thế hừng hực, hai người đạo sĩ trung niên đi cạnh nhau cũng bừng bừng khí thế. Diệp Vô Phong thản nhiên mà nhìn hai người đang tới gần, mười đạo sĩ trẻ tuổi kia xếp hàng hai bên, hung tợn nhìn chằm chằm vào bốn người Diệp Vô Phong. Khách du lịch thì tránh ra xa, không ai dám lại gần. Tiêu Sắc cao giọng mà nói, "Tiêu Sắc của Hoa Hải" Trước tiên là muốn tìm một người anh em Lâm Tiểu Lương, xin thầy hãy mở cổng Tiềm Long Quan, tôi muốn lục soát. Ha ha, lục soát, tôi là lão đạo sĩ Tiềm Nguyên Tử, tôi là ở nơi thiếu văn minh, căn bản bị nhiễm bụi trần. Hơn nữa, đây là đạo quan được nhà nước bảo hộ. Ngay cả thị trưởng của Hoa Hải đi đến Tiềm Long Quan cũng phải cung kính hành lễ. Nhưng làm sao một cô gái như cô lại làm ô uế trốn linh thiêng của Tiềm Long Quan tôi hả? Đột nhiên đạo sĩ trung niên bên cạnh nhìn thấy hồi vân tử đang nằm gục trên mặt đất, thấy hồi vân tử chết rồi, không khỏi sửng sốt, sư huynh tiềm nguyên tử, nhìn xem. Hồi vân tử thật sự đã bị bọn họ giết rồi. Sư đệ tiềm lôi tử, đừng hoảng sợ, tiềm nguyên tử giả vờ bình tĩnh, xúc sinh, là ai đã ra tay ác độc thế hả, nêu tên chịu chết đi. Diệp vô phong tiến lên, kìm chế tức giận nói tiềm nguyên tử, tiêu sắc trước mặt ông là chị đại của băng nhóm hoa hải sao ông dám khinh thường cô ấy như vậy hơn nữa chị đại vừa rồi cũng đã nói rõ ràng chúng ta đến để tìm người tuy nhiên còn chưa kịp nói gì thì hồi vân tử này đã muốn lấy mạng bọn tôi vì vậy hồi vân tử này đáng trừng phạt tôi chỉ tiến ông ta đến cõi cực lạc sớm mà thôi nói linh tinh sư huynh hồi vân tử có năng lực như thế nào cơ chứ chắc chắn là mày đánh lén mới giết chết được anh ấy một đạo sĩ trẻ đã chọc tức diệp vô phong tiêu sắc diếu cợt, muốn nói chuyện đánh lén, thì vẫn là hồi vân tử chơi xấu. Tiềm lôi tử, cậu đến thử thể lực của cậu ta đi. Tiềm huyên tử vung nhẹ cây phất trần trong tay và chỉ vào diệp vô phong. Vâng, sư huynh, tiềm lôi tử rút một thanh kiếm từ sau lưng ra, một tia sáng lóe lên, bọn hèn nhát, báo tên mà chịu chết đi. Diệp vô phong cười lạnh, theo phép lịch sử, có phải là ông nên báo tên trước không? Tiềm Lôi Tử ngây người ra nhưng vẫn nói, "Ta là đời sau của phái Long môn, Tiềm Lôi Tử, xin hỏi cậu đây là ai?" "Tôi là Diệp Vô Phong, đến tìm Lâm Tiểu Lương, sư huynh gần đây mất tích, xin ông đây tạo điều kiện cho." Diệp Vô Phong cảm thấy đạo sĩ Tiềm này là một đạo sĩ tốt tuân thủ pháp tắc, giới luật, ít nhất là không tham lam và gây thù chuốc oán. Hơn nữa, từ dáng người và bước chân của đối phương, Diệp Vô Phong cũng nhìn ra được Tiềm Lôi Tử thật sự có tu vi cấp võ sư tiềm long quan chúng tôi sẽ không tùy tiện cho người ngoài vào xin hãy bỏ qua cho tôi mặc dù đạo sĩ tiềm nói như vậy nhưng rõ ràng là không được hùng hồn cho lắm lúc này có hai tên đạo sĩ trẻ ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý diệp vô phong nói điều tôi muốn biết là mộ dung trí có đang ở tiềm long quan không diệp vô phong mày làm mộ dung trí bị thương giờ còn muốn đuổi cùng giết tận sao hả mày thật là máu lạnh một đạo sĩ trẻ mặt nghiêm nghị nói cậu ta cho rằng mình đủ thông minh nhưng câu này lại lộ ra mấu chốt vấn đề mộ dung trí đang ở trong tiềm long quan diệp vô phong nói đạo sĩ tiềm ông vừa rồi nói tiềm long quan không cho người ngoài vào nhưng bây giờ mộ dung trí ở trong tiềm long quan ông giải thích thế nào thanh kiếm của tiềm lôi tử kẽ dung lê mũi kiếm hướng xuống dưới cúi đầu nói cậu này mộ dung trí là học trò của tôi đương nhiên không thể coi là người ngoài được lúc này tiềm uyên tử tức giận nói tiềm lôi tử sao lại phải giải thích với loại người ác độc này làm gì? Xiết đi là được rồi. Vâng, sư huynh, tiềm lôi tử vung kiếm, trên mũi kiếm xuất hiện bốn đóa hoa mật, tiến tới phía Diệp Vô Phong. Con dao ngắn trong tay Diệp Vô Phong cứ như một bóng ma, cố gắng xuất ra, len ken một hồi, hai người liền xông vào đánh nhau, trong chốc lát đã xuất ra hơn 50 chiêu, khiến những người xung quanh hoa hết cả mắt. Hai chị em tiêu sắc nhìn thấy mà như bị mê hoặc. Diệp Vô Phong đang biểu diễn cho bọn họ thấy được làm sao để đối phó được cao thủ võ sư. Cuộc chiến như thế này như là đang hướng dẫn cho bọn họ. Về phần người của tiềm long quan, chỉ có tiềm lôi tử mới thực sự hiểu được trận chiến giữa hai người, càng xem càng kinh hãi, chẳng trách hồi vân tử sẽ chết bởi kiếm của người thanh niên này. Tên nhóc này lại có thể đánh đàn áp được cả tiềm lôi tử sao? Chính vào lúc này tiềm lôi tử cứ bước thụt lùi, lùi đến một đoạn cách tiềm nguyên tử không xa tiềm nguyên tử nói, Đức Phật vô lượng, tao sẽ thay trời hành đạo, loại bỏ nghiệp chướng này. Lời nói vô cùng cao đẹp, rồi ông ta phất cây phất trần lên, xông vào trận chiến. Hai đánh một, có phải là quá trời chẽn rồi không? Tiểu Nghiêu Nhi mang theo một cây khảm đao mà xông vào. Tiêu sắc lắc đầu, Nghiêu Nhi à, em cứ xem cho kỹ đi. Tiêu Nghiêu Nhi lui về phía sau hai bước, đám đạo sĩ này đúng là một đám không biết xấu hổ. Hai đánh một, còn là đạo sĩ già nữa, vứt hết mặt mũi đi đâu rồi không biết. Nhưng Tiềm Nguyên Tử vờ như không nghe thấy gì hết, mà sử dụng cây trượng như một thanh bảo kiếm, và hợp lực với Tiềm Lôi Tử để đánh lại Diệp Vô Phong. Quả nhiên, sau khi Tiềm Nguyên Tử xông vào, chiến thuật của Diệp Vô Phong có phần chặt chẽ hơn. Audio điện tử Võ Tấn bền. Hết chương 320.